Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 354 Thương con. Sự việc vừa xảy ra thì Hào Nhất Phong đã có suy đoán như vậy, bây giờ xem ra suy đoán của lão cũng giống như của Tề Chính Hồng. Lão thấy trò khôi hài kia được bộc lộ, ai là người có lợi nhất? Chỉ có thể là người thao túng ở phía sau màn. Đúng vậy, chính là hắn. Một câu vô cùng đơn giản nhưng lại xem như một phán đoán chính xác của Hào Nhất Phong với sự kiện vừa qua. Chủ tịch Hào, hội nghị thường ủy thị ủy An Dịch đã thông qua quyết định cho bí thư huyện ủy huyện Lô Bắc cấp bậc phó phòng, tôi thấy Vương Tử Quân kia rõ ràng là hướng về vị trí này, nếu không đẩy quân tài xuống thì hắn sao có thể chiếm lấy vị trí đứng đầu huyện Lô Bắc cho được." Tề Chính Hồng nói đến đây thì vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, hắn hung hăng nói: "Loại người ra tay sau lưng một cách hèn hạ như vậy thì dù thế nào cũng không thể để hắn thực hiện được mưu đồ." Bầu không khí trong phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Điếu thuốc dài trong tay Hào Nhất Phong đã trở nên ngắn cùn, đầu thuốc lóe lên màu đỏ sậm dưới ánh đèn, giống như muốn nói điều gì đó. Một lúc lâu sau, khi mà điếu thuốc sắp đốt đến ngón tay thì lão mới nở nụ cười khổ, lão dùng giọng lo lắng nói. Chúng ta cản được sao? Hào Nhất Phong là một vị chủ tịch tỉnh, đừng nói ngăn cản bổ nhiệm một vị bí thư huyện ủy, dù là ngăn cản bổ nhiệm một bí thư thị ủy cũng không phải không thể, nhưng bây giờ lão lại có chút trần trừ trong sự kiện vương tử quân tiếp nhận vị trí bí thư huyện ủy Lô Bắc. Tề chính hồng nhìn vẻ chán trường trên gương mặt Hào Nhất Phong, trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ bỏ cuộc giữa chừng. Hắn hiểu ý nghĩ của Hào Nhất Phong, nếu như liên quan đến vị trí của một vị bí thư huyện ủy bình thường thì bọn họ hoàn toàn có thể thực hiện mưu đồ của mình, thế nhưng bây giờ suy xét đến người trong cuộc, bọn họ cảm thấy cực kỳ cố kỵ. Không cần phải nói đến vương tử quân ở phía bên kia, nếu như quyết tâm đắc tội với người này thì Dương Quân Tài phải làm sao? Nếu Vương Tử Quân là người vạch ra trò khôi hài lần này, với phong cách xử lý sự việc của Vương Tử Quân, chuyện này tuyệt đối sẽ đủ cho người ta chết đứng. Nếu như mình đứng ra làm khó cho Vương Tử Quân, như vậy cái gì sẽ chờ đợi Dương Quân Tài? Tề Chính Hồng nghĩ đến gương mặt ung dung bình tĩnh của vị chủ tịch huyện trẻ tuổi Vương Tử Quân mà thầm cả thấy ớn lạnh, hắn và Hào Nhất Phong chính là hai đồng sự của Dương Độ Lục, vừa là cấp dưới vừa là bạn chẳng lẽ Dương Độ Lục đưa con trai vào trong tay hai người, bây giờ lại bị xử phạt quay về. Audio điện tử võ tấn bền Đối phương có lẽ cũng đã tính toán đến điều này. Tề chính hồng thầm than một tiếng, hắn cũng không tiếp tục lên tiếng. Tuy lúc này hai người cũng không nói gì, thế nhưng lại hiểu rõ tâm ý của nhau. Chủ tịch Hào, còn nhiều thời gian. Tề chính hồng trầm mặc khoảng 5 phút rồi mới nói một lời an ủi một câu còn nhiều thời gian cũng giống như đang an ủi chính mình nhưng dù là như vậy thì hắn vẫn cảm thấy thật sự rất đau lòng hào nhất phong khẽ gật đầu đúng lúc này điện thoại trong phòng làm việc của lão đã vang lên rồn rập hào nhất phong nhìn số điện thoại quen thuộc biểu hiện trên màn hình mà vẻ mặt không khỏi biến đổi nhưng tất cả chỉ xảy ra sau khoảnh khắc lão nhanh chóng tiếp điện thoại và cười nói lãnh đạo lúc này gọi cho tiểu hoài có phải là có chuyện gì tốt muốn truyền đạt không hào nhất phong tuy không nói rõ là ai gọi điện thoại đến thế nhưng một câu nói lãnh đạo đã đủ cho tề chính hồng phán đoán người gọi đến là ai hắn cầm điếu thuốc vừa châm lửa trong tay xoay người chuẩn bị đi ra ngoài hào nhất phong vẫy vẫy tay với tề chính hồng tỏ ý không cần phải đi đầu dây bên kia không biết nói gì đó hào nhất phong chợt nghiêm túc nói cũng không có chuyện gì lớn chỉ là có chút chuyện mà thôi tề chính hồng thấy hào nhất phong nói chính mình được phép ở lại thì dừng chân sau đó lại ngồi xuống ghế salon, thế là hắn nghe thấy rất rõ ràng nội dung cuộc điện thoại của Hào Nhất Phong. Chỉ có chút chuyện, Nhất Phong, cậu còn giấu tôi đến khi nào nữa? Hừ, cậu cảm thấy như vậy sẽ tốt với quân tài sao? Hôm nay tiểu tử kia đã mất hết mặt mũi rồi. Dương Độ Lục vừa nghe thấy Hào Nhất Phong nói lời pha trò thì dùng giọng không khách khí nói. Hào Nhất Phong vừa nghe thấy Dương Độ Lục nói như vậy thì biết mình không thể che giấu được, lão đành phải nói rõ chi tiết lão lãnh đạo, quân tài dù sao cũng còn là cán bộ trẻ, hơn nữa trách nhiệm chủ yếu của sự việc lần này là do hạ cấp làm loạn, cậu ấy chỉ là một bí thư đảng ủy quá tín nhiệm cấp dưới mà thôi. Nhất Phong, cậu cũng đừng nói lời yểm trợ cho nó nữa, tôi không hiểu rõ con trai của mình sao. Đó chính là một người chỉ thích công lao, hận không thể ăn một lần thành cá voi. Tôi cho nó xuống dưới làm gì, không phải vì muốn rèn luyện, muốn nó đi ổn định từng bước một sao. Không ngờ chẳng được như mong muốn, nó lại chọc ra lỗ hổng lớn như vậy, đúng là làm cho người ta thất vọng. Bây giờ thì tốt, đã làm dối hết cả lên, như vậy cứ để nó đứng đó mà trả giá. Chuyện gì xảy ra, vì sao Dương Độ Lục lại yêu cầu để con trai phải trả giá? Tề Chính Hồng có hàng loạt ý nghĩ trong đầu, lão đang cố gắng suy đoán xem lời nói vừa rồi của Dương Độ Lục là có ý nghĩa gì. Lão lãnh đạo, quân tài cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, tuy có trách nhiệm nhưng dù sao cũng còn quá trẻ ngài cũng không nên quá mức nghiêm khắc như vậy. Năm xưa khi ngài còn công tác ở tỉnh Sơn Nam, không phải ngài thường nói nên cho các vị cán bộ trẻ thêm nhiều cơ hội sao? Hào Nhất Phong lúc này phải tận tình khuyên bảo Dương Độ Lục, giọng điệu đã dịu dàng hơn trước đó rất nhiều. Con người không phải là thánh hiền, ai mà chẳng có lúc phạm phải sai lầm, tôi cũng biết câu nói này, nhưng phải trả giá cho những gì mình đã làm, chỉ như vậy mới khắc sâu bài học và rút ra kinh nghiệm trách nhiệm của quân tài nên truy cứu thế nào thì các cậu cứ thế mà làm, tuyệt đối không để lại ảnh hưởng về sau. Lúc bắt đầu thì Hào Nhất Phong còn tưởng rằng Dương Độ Lục đang phát tiết bực mình, nhưng dù có giận Dương quân tài thế nào thì cũng là máu ngủ tình thân, cũng khó thể nào mặt sát đi được. Nhưng Dương Độ Lục nói ra một câu không nên để ảnh hưởng về sau, Hào Nhất Phong nghe rất rõ ràng, thầm nghĩ ánh mắt của lãnh đạo quá sắc bén. Hào Nhất Phong và Tề Chính Hồng là người đứng ngoài cuộc nên có suy nghĩ khác với Dương Độ Lục, Tất nhiên hai bên sẽ suy xét vấn đề khác hẳn nhau. Hai người bọn họ chỉ cố gắng làm sao để giữ thể diện cho Dương Độ Lục, làm sao để sự việc chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, còn Dương Độ Lục lại lo nghĩ cho tương lai của Dương Quân Tài. Sau này Dương Quân Tài vẫn phải tiếp tục cất bước, mà cái ung nhọt vào lúc này cần phải xử lý sao cho thật tốt, như vậy mới có tương lai. Nếu sử dụng biện pháp làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, như vậy sau này sẽ chôn một tai họa ngầm trên con đường phát triển của Dương Quân Tài nó sẽ giống như một quả bom hẹn giờ biết đâu sau này sẽ có người nhảy ra dùng nó để công kích dương quân tài đồng thời vết nhơ này cả đời cũng khó thể xóa sạch đau dài không bằng đau ngắn cần phải vung tay thật mạnh khoét đi cái ung nhọt kia dù làm cho dương quân tài đau đớn đến mức chết ngất nhưng chỉ cần sau một thời gian vết thương sẽ lành cũng không sinh ra di chứng gì nếu xét theo góc độ lâu dài thì đây mới thật sự là yêu thương con lão lãnh đạo cứ yên tâm tôi hiểu rồi lúc này đầu óc hào nhất phong vận chuyển siêu tốc lão trầm giọng lên tiếng ừ nhất phong cậu làm việc thì tôi yên tâm nhưng tôi cảm thấy chuyện lần này rõ ràng là có dự mưu cũng đừng để cho đám người có tâm tư kín đáo kia được như ý dương độ lục nói đến đây thì giọng điệu không khỏi trầm xuống dương độ lục lúc này có tâm tình thế nào thì hào nhất phong và tề chính hồng đều hiểu được dù là ai con mình bị đối phó như vậy sẽ luôn sinh ra cảm giác mất hứng Nhím cảm thấy con mình rất bóng, Bọ Hung cảm thấy con mình thơm chứ đừng nói là người, cho dù Dương Độ Lục cảm thấy con của mình có sai phạm thì cũng không được ép người như thế. Dù là lúc nào thì gia trưởng cũng là như vậy, con cái có vấn đề thì mình mắng chửi không thương tiếc, nhưng nếu người ngoài động đến con mình thì trong lòng sẽ không thoải mái, dù cho người ngoài có là ai đi chăng nữa. Bây giờ Dương Độ Lục thật sự rơi vào tình huống như vậy, lão đã thật sự nổi giận hào nhất phong trầm ngâm một lát rồi dùng ngôn từ chuẩn xác đảm bảo lão lãnh đạo chuyện này ngài cứ yên tâm tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt dương độ lục ở bên kia cũng không nói thêm điều gì mà cúp điện thoại hào nhất phong chờ một lúc lâu sau khi dương độ lục bên kia cúp điện thoại cuối cùng mới khẽ đặt uống nghe xuống anh tề lãnh đạo thật sự nổi trận lôi đình vì sự việc lần này hào nhất phong ném một điếu thuốc cho tề chính hồng rồi trầm giọng nói Tề Chính Hồng đốt thuốc mà không nói gì, hắn chỉ đưa mắt nhìn Hào Nhất Phong, đợi đối phương tiếp tục lên tiếng. Thực tế cũng không thể trách lão lãnh đạo, quân tài dù thật sự không ra gì thế nhưng lúc này té ngã cũng thật sự quá nặng. Hào Nhất Phong gạt tàn thuốc rồi nói tiếp: Chủ tịch Hào cũng không có đủ căn cứ chính xác, cũng không nên quá làm sáng tỏ sự việc. Vương Tử Quân cũng là người không dễ trêu vào, chưa nói đến Vương gia ở Chiết Giang, dù là Trương gia cũng sẽ không để cho chúng ta ra tay với hắn. Tề Chính Hồng nói đến đây thì trên mặt lộ ra cảm giác khó chịu. Hào Nhất Phong nói đến đây thì khẽ cười nói. Ai nói tôi sẽ đối phó với cậu ta? Cậu thanh niên kia tuy có thủ đoạn cực tốt nhưng chúng ta cần gì phải dây dưa ở phương diện này? Cậu ta còn quá trẻ, sẽ có nhiều xúc động, tôi cảm thấy nên để cho cậu ấy tôi luyện thêm, phải mài phẳng góc cạnh mới có lợi cho quá trình phát triển. Đúng vậy, đơn vị là nơi cực kỳ thích hợp. Tề chính hồng nào không hiểu ý tứ của Hào Nhất Phong. Hắn lên tiếng, sau đó dùng ánh mắt nghi vấn nhìn thoáng qua hào nhất Phong. Nhưng bây giờ cậu ta là nhân tuyển tốt nhất để xử lý cục diện rối rắm của huyện Lô Bắc, nếu như không có một lý do phù hợp, chỉ sợ rất khó thông qua. Bí thư Nhiếp không phải luôn cường điệu đến phương diện bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi sao? Tôi thấy điều này rất tốt, học viên đứng đầu ban huấn luyện của trường Đảng càng là một cán bộ trẻ tuổi nổi bật nhất của tỉnh Sơn Nam. Như vậy phải làm sao để phát triển toàn diện, đưa ra sân khấu chính trị rộng rãi hơn? Chúng ta cần phải đưa những cán bộ trẻ tuổi có kinh nghiệm công tác cơ quan phong phú nhưng lại thiếu kinh nghiệm công tác ở cơ sở xuống cơ sở rèn luyện, đồng thời cũng phải cho những cán bộ thanh niên dưới cơ sở lên cơ quan để học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng năng lực toàn cục cho bọn họ. Lời đề nghị của Hào Nhất Phong làm cho gương mặt Tề Chính Hồng chợt sáng ngời, đề nghị này rất hay, áp dụng không những sẽ có lợi cho sự phát triển của cán bộ trẻ tuổi lại càng có thể đạt được mục đích của mình một cách không tiếng động tề chính hồng thật sự rất muốn vỗ tay khen hay tốt không bằng chúng ta nói ra lời đề nghị như vậy ở chương trình hội nghị thường ủy lần này trước tiên anh nên liên hệ với bí thư nhiếp cái đã tề chính hồng nói đến bí thư nhiếp hạ quân thì giọng điệu không khỏi hạ thấp vài phần chuyện này thì anh không cần quan tâm tôi biết rõ nên xử lý thế nào hào nhất phong giống như căn bản không nghe thấy sự biến đổi trong giọng nói của tề chính hồng Lão khẽ vung tay lên, bộ dạng tin tưởng 10 phần. Sau khi xác định phương án hành động thì những ngày nay Vương Tử Quân thật sự bận rộn như con quay, may mà hắn rất có uy vọng ở huyện Lô Bắc, có nhân lực, hơn nữa lại được nắm quyền, không ai đứng ra cản tay, thế là tuy bận rộn nhưng thật sự thuận buồm xuôi gió. Nhưng muốn thu thập một cục diện rối rắm của huyện Lô Bắc thì cũng phải cần không ít thời gian. Sau khi tiến chân hai vị bí thư và chủ tịch xã vong liễu danh ra khỏi phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân duỗi lưng một cái thật dài. Hắn vừa ngồi xuống đã qua 2, 3 giờ, toàn thân thật sự mệt mỏi chịu không nổi. Nhưng điều này lại có liên quan mật thiết đến phương diện hắn vừa quay về huyện Lô Bắc, vì vậy mà các vị lãnh đạo địa phương đều ùn ùn kéo đến. Quan trường có một quy của bất thành văn, đó là khi thay đổi lãnh đạo, các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành tuyến dưới đều phải đến gặp mặt một lần. Dù không nhất định là báo cáo công tác, thế nhưng nó lại cực kỳ có lợi cho phương diện bày tỏ thái độ. Trước mắt Vương Tử Quân đang quay về huyện Lô Bắc, tất cả mọi người đều mẫn cảm ngửi được hương vị khác thường, thế nên người đến báo cáo càng nhiều. Vì không muốn ảnh hưởng đến công tác nên Vương Tử Quân chỉ tiếp kiến các vị lãnh đạo phụ trách xã thị trấn có liên quan đến chuyện trồng cây ăn quả, nhưng dù là như vậy thì phần lớn thời gian mỗi ngày của hắn cũng chỉ trôi qua trong lúc báo cáo và trò chuyện tán gẫu. Chủ tịch Vương, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phó bí thư Tôn Quốc Lương nhanh chóng tiến vào phòng sau khi sự việc ngày hôm đó phát sinh tôn quốc lương thật sự lật mặt còn nhanh hơn lật sách hắn nhanh chóng quay sang dựa vào vương tử quân vương tử quân biết rất rõ trò trở mặt của tôn quốc lương thế nhưng hắn biết mà vẫn rất khách khí với người này dù thế nào thì bây giờ vấn đề lớn nhất chính là đoàn kết các lực lượng trong huyện tập trung bọn họ đến bên cạnh mình tôn quốc lương là bí thư nắm công tác chính trị là lãnh đạo đứng hàng thứ ba ở huyện ủy càng là đối tượng cần đoàn kết Vương Tử Quân tuyệt đối không hy vọng người này sẽ phát sinh vấn đề. Tôn Quốc Lương rất an phận, hắn đi vài bước đến trước mặt Vương Tử Quân, cung kính đưa cho Vương Tử Quân một điếu thuốc, lại châm thuốc cho Vương Tử Quân mới bắt đầu báo cáo tình huống của xã mà mình phụ trách, những làn khói thuốc liên tục bốc lên. "Chủ tịch Vương, lần này xã lỗ cách trồng hơn 10.000 hecta táo và lê, chết hơn phân nửa, giống cây phần lớn là do huyện cung cấp, nếu muốn xử lý sự việc lần này thì ít nhất phải bỏ ra hơn 100.000" Tôn Quốc Lương tuy nghiêm túc báo cáo với Vương Tử Quân nhưng trong lòng lại thầm nghĩ mình phải làm sao để làm tốt mối quan hệ với vị bí thư huyện ủy cường thế trong tương lai này đây. Tôn Quốc Lương thật sự cảm thấy bất ngờ với tình huống Vương Tử Quân quay về huyện Lô Bắc, đồng thời cũng không có gì cần phải lo lắng. Nhưng hắn là một người tận mắt nhìn thấy Vương Tử Quân từ một vị phó chủ tịch huyện tạm giữ trước tiến thẳng lên chức vụ chủ tịch huyện, lúc này lại sắp là bí thư huyện ủy. Chính mình trước kia liên hợp với Trần Lộ Giao còn chưa đấu lại người này, bây giờ mình thế đơn lực bạc có làm gì được. Tôn Quốc Lương nghĩ đến những thứ này mà không khỏi cảm thấy hối hận, hối hận vì trước đó không biết mình bị lừa đá vào đầu hay sao lại ngu mốc chạy theo dương quân tài. Nếu như hắn đi theo nhóm người tiếu tử đông, nào rơi rất đến bộ dạng như thế này, thật sự còn không bằng cả chư bát giới. Nhưng điều này sao có thể tự trách mình, ai cũng không có mắt mọc sau gáy, nào có thể suy đoán được tương lai. Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn gạt tàn thuốc rồi hỏi xã lỗ cách có thể tự mình giải quyết được bao nhiêu. Xã cũng chỉ có thể bỏ ra được bảy tám chục ngàn, số tiền còn lại thật sự không đào đâu ra được. Tôn Quốc Lương thật sự rất tận tâm với sự việc lần này, sau khi nghe Vương Tử Quân hỏi thì nhanh chóng đáp lời. Bảy tám chục ngàn và 10 ngàn bồi thường thiệt hại cũng không phải cách nhau quá nhiều, nhưng cả huyện cũng không phải chỉ có một xã lỗ cách. Tuy Vương Tử Quân rời khỏi huyện Lô Bắc một thời gian ngắn nhưng vẫn hiểu rất rõ, bây giờ nếu không muốn ném ra một đống tiền thì thật sự rất khó giải quyết vấn đề. Cốc, cốc, cốc. Khi hai người Vương Tử Quân và Tôn Quốc Lương đang trầm ngâm thì tiếng gõ cửa vang lên, Vương Tử Quân khẽ lên tiếng, Tiếu tử đông tiến vào phòng. Chủ tịch Vương, có tin tức tốt, Lưu Truyền Phúc đã khai báo, giống cây ăn quả là thông đồng với các vườn ươm, bản thân hắn cũng thu vào ba trăm mấy chục ngàn. Tiếu tử đông vừa vào cửa đã dùng giọng không thể chờ đợi được nói vì hơn ba trăm mấy chục ngàn mà tạo nên tổn thất quá lớn cho huyện Lô Bắc, Phương Tử Quân thật sự khó thể nào áp chế được cơn giận. Nếu nói Lưu Truyền Phúc không biết gì mà cầm hơn ba trăm ngàn thì dù là người ngu cũng không tin. Cứ xử lý theo quy định. À đúng rồi, Tử Đông, chuẩn bị một vài chứng cứ. Huyện ủy chúng ta đi khởi tố các vườn ươm, bắt đám người bọn họ phải nhổ ra số tiền đã nuốt vào. Vẻ mặt Phương Tử Quân chợt biến đổi, hắn trầm giọng nói. Tiếu Tử Đông khẽ gật đầu hắn đưa mắt nhìn Tôn Quốc Lương, giống như có chút gì đó cố kỵ. Tôn Quốc Lương sao lại không thấy ánh mắt Tiếu Tử Đông nhìn mình? Hắn biết rõ hai người Tiếu Tử Đông và Vương Tử Quân có việc cần bàn, thế là thức thời đứng lên nói. Hai vị chủ tịch, các anh cứ bận rộn, tôi còn có việc cần phải đi xử lý. Vương Tử Quân đứng lên tiến Tôn Quốc Lương ra đến cửa mới quay lại. Tiếu Tử Đông rất tức giận với Tôn Quốc Lương, tuy trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng bàn chân như mọc rễ mà đứng tại chỗ, căn bản không có ý muốn chào tôn quốc lương. Chủ tịch vương, người này vài ngày qua cũng siêng chạy đến chỗ anh thật đấy. Tiếu tử đông nhìn vương tử quân rồi mỉm cười nói. Vương tử quân cười cười, cũng không nói lời nào, hắn ném cho tiếu tử đông một điếu thuốc. Sau khi quay về huyện Lô Bắc thì vương tử quân bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, hầu như mỗi người đi vào phòng làm việc của hắn thì động tác đầu tiên cũng là mời thuốc lãnh đạo. Tiếu tử đông nhận lấy điếu thuốc, Hắn cũng không tiếp tục dây dưa trên người tôn quốc lương mà trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, theo lời khai của Lưu Truyền Phúc thì trong số hơn 300.000 kia có đưa cho chủ nhiệm Lưu hơn 100.000. Chủ nhiệm Lưu tự mình thu sao? Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ, Lưu Truyền Pháp cho em mình phụ trách sự việc này, không xảy ra chuyện mới là lạ. Cũng không phải là vợ anh ta thu tiền. Tiếu tử đông thở ra một hơi khói rồi khẽ nói. Cứ để cho bí thư tả phụ trách xét xử nếu như huyện Lô Bắc chúng ta không làm được thì cho ủy ban kỷ luật thị ủy ra tay, dù liên quan đến ai cũng phải điều tra đến cùng, không được nuông chiều. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi trầm giọng phân phó Tiếu Tử Đông. Vương Tử Quân và Tiếu Tử Đông lại nói chuyện, cuối cùng cũng đến vấn đề tiền. Bây giờ tài chính của huyện gặp khó khăn, nếu muốn giải quyết vấn đề này thì thật sự rất khó, áp lực không nhỏ. Chủ tịch Vương, cũng đừng nhắc đến những vấn đề này nữa, trưa nay chúng ta cũng đừng xuống căn tin dùng cơm. Mỗi ngày đều ăn một loại thức ăn như vậy, không bằng chúng ta thay đổi khẩu vị. Tôi có biết một quán mì bò nấu rất ngon, nếu không trưa nay hai ta đến đó nếm thử nhé. Tiếu tử đông thấy đã đến 12 giờ, hắn cười cười đề nghị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng căn bản không suy xét lời đề nghị của Tiếu tử đông, hắn cười nói. Anh còn chưa nói xong thì bụng tôi đã kháng nghị rồi, được rồi, chúng ta phải đi thử một lần, để xem quán mì bò mà anh nói ngon đến mức nào. Hai người đã quyết định, Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Thái Thần Bân, chỉ một lát sau đã đi đến quán mì bò cách huyện ủy 1 km. Quán này không lớn, chỉ có ba gian phòng nhưng không gian khá thoáng và sạch sẽ. Vì ba người đến vào đúng giờ cơm cho nên cũng có không ít người, vất vả lắm mới tìm được một bàn trống ngồi xuống, ngay sau đó nhân viên phục vụ đã đi đến. Ông chủ, ngài muốn ăn gì? Nhân viên phục vụ đi đến và xưng hô với khách hàng là ông chủ, cũng không cần biết khách hàng của mình có phải là ông chủ hay không. Tiếu Tử Đông đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, dù là hắn đề nghị nhưng công tác gọi món vẫn muốn để cho Vương Tử Quân tự xử lý theo bản năng. Khi thấy Tiếu Tử Đông nhìn về phía mình, Vương Tử Quân khoát tay với Tiếu Tử Đông giỏi nói. Lần này như những gì tôi đã nói, tôi chỉ đến ăn, còn ăn gì thì phải xem cảm giác của chủ tịch Tiếu. Được rồi, nếu đã như vậy nhân viên phục vụ, cho một phần cá kho tiêu, một phần canh đậu hũ mộc nhĩ, một phần bong bóng cá nướng, còn cho thêm ba tô mì bò. Tiếu tử đông cũng không từ chối, hắn mở miệng phân phó nhân viên phục vụ có vẻ rất quen miệng, chỉ cần nhìn vào cách gọi món thì biết hắn rất quen thuộc cửa hàng này. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước đi, lúc này Thái Thần Bân cũng đã đến, hắn thấy trên bàn có một ấm trà, thế là vội vàng rót nước cho hai vị lãnh đạo. Quán này không những làm mì bò cực kỳ có hương vị, hơn nữa những món khác cũng không kém, lát nữa chủ tịch Vương nếm thử sẽ biết, thật sự là ngon miệng và thoải mái. Tiếu tử Đông nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười đang định mở miệng thì chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên. Chủ quán, tính tiền. Chương 355 đấu tranh chính trị, anh chưa đến tôi chưa đi. Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh như vậy thì không khỏi vô thức ngước mắt nhìn lên. Hắn thấy Đỗ Tiểu Trình mặc một bộ trang phục bình thường đang đứng lên khỏi một bàn cơm cách đó không xa. Đỗ Tiểu Trình cũng không phải đến một mình, đối diện nàng là một chàng trai thanh niên mặc tây trang có vẻ cực kỳ hoạt bát. Khi thấy Đỗ Tiểu Trình đứng lên muốn thanh toán tiền thì người thanh niên kia cũng tranh thủ đứng lên, luống cuống tính tiền. Khi thấy Đỗ Tiểu Trình và cậu thanh niên với bộ dạng luống cuống ở bên kia, Phương Tử Quân chợt cho ra phán đoán, thế là trong lòng không khỏi có chút cảm giác khó chịu có lẽ cậu thanh niên kia là đối tượng của Đỗ Tiểu Trinh. Mình đã là một người kết hôn rồi, sao lại còn ghen như thế? Vương tử quân cảm thấy mình sinh ra cảm giác không bình thường, hắn thầm nở nụ cười tự giễu cợt mình. Hắn nâng ly trà lên uống ực một ngụm lớn, nước khá nóng làm hắn sinh ra cảm giác phỏng, nước mắt thiếu chút nữa chảy cả ra ngoài, thật sự không thoải mái. Đàn ông trời sinh đều là loại người thương hoa tiếc ngọc, dù là người phụ nữ mà mình muốn trốn tránh, nhưng khi thấy nàng đi cùng người khác thì cũng sẽ sinh ra cảm giác không được tự nhiên, giống như một thứ gì đó vốn thuộc về mình bị người ta giữ lấy, cực kỳ khó chịu. Con gái của anh Đỗ và chàng trai kia nhìn có vẻ khá hợp đôi, xem ra lần này cũng không có ý nghĩ đùa giỡn. Anh Đỗ lúc này rất gấp gáp, con gái đã lớn, cả ngày lại tỏ ra giống như không có việc gì, anh nói xem bây giờ thanh niên đang nghĩ như thế nào vậy. Tiếu tử đông thật sự giống như biết rất nhiều về Đỗ Tiểu Trình, hắn nhìn đỗ tiểu trình bỏ đi mà không khỏi dùng giọng ai oán nói với vương tử quân lúc này hắn hồn nhiên không biết vị chủ tịch huyện của mình cũng không lớn hơn cô cháu gái kia bao nhiêu tuổi vương tử quân cười cười hắn đang định lên tiếng thì điện thoại trong túi đã vang lên vương tử quân lấy điện thoại ra xem gọi đến từ thành phố sơn viên hắn cầm điện thoại ra khỏi quán mì chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của trương lộ giai alo là tử quân phải không đúng vậy, là em, chị lộ dai, có việc gì sao? Vương tử quân nghĩ đến tình huống tối qua trương lộ dai còn điên cuồng vặn vẹo với mình, trong lòng chợt sinh ra những ý nghĩ khác thường. Tử quân, sự việc hình như có biến đổi, tôi nghe nói tỉnh ủy có quyết định, nói là muốn áp dụng biện pháp bồi dưỡng mới với các học viên ban huấn luyện thanh niên lần này, nói một cách đơn giản thì là cơ sở tiến vào cơ quan, cơ quan xuống cơ sở. Trương lộ ra hiểu rõ ý nghĩa của nó là thế nào, vì vậy giọng điệu của nàng có chút lo lắng. Vương Tử Quân khẽ động, hắn tất nhiên biết rõ ý nghĩa của nó là gì. Cơ sở vào cơ quan, cơ quan vào cơ sở, nói ra thì sẽ là chuyện tốt với phần lớn học viên, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không quá xem trọng nó. Nếu xét về công tác thì trước nay Vương Tử Quân chủ yếu dừng chân ở cấp xã và huyện, lý lịch cơ sở rất phong phú, hắn đảm nhiệm vị trí bí thư đảng ủy khối trong trường đại học cũng không tính là công tác cơ quan. Nếu như vậy thì hắn sẽ là người phải ra đi, dù thế nào cũng sẽ được điều phối đến cơ quan đơn vị nào đó, nhưng có một sự thật không thể nghi ngờ, chính là hắn sẽ không có khả năng làm bí thư huyện ủy huyện Lô Bắc. Đối với rất nhiều người thì tiến vào công tác trong cơ quan sẽ có cơ hội mở rộng quan hệ, kết giao thêm nhiều bạn bè, càng có thể mượn cơ hội để sau này được đưa xuống tuyến dưới rèn luyện. Nhưng đối với Vương Tử Quân thì đó cũng không phải là lựa chọn tốt nhất dù sao thì vị trí bí thư huyện ủy Lô Bắc cũng đã được quyết định làm cán bộ cấp cao, cấp bậc phó phòng, sẽ khó thể nào thay đổi được. Nhưng bây giờ hắn tiến vào công tác trong cơ quan tỉnh ủy, như vậy chỉ sợ sẽ không thể nào được sắp xếp một vị trí với cấp bậc phó phòng. Vương tử quân trầm ngâm một lát, sau đó khẽ hỏi. Chị có biết ai đưa ra lời đề nghị này không? Nghe nói đó là chủ tịch tề. Trương lộ dài xị mặt rồi trầm giọng nói. Trong phòng làm việc của Trịnh Đông Phương, lúc này bí thư trịnh đang lật qua lật lại vài bản văn kiện sau đó lại liên tục múa bút phê văn kiện bí thư trịnh trưởng phòng cắt đến thư ký trương đức long cung kính đi vào trong phòng hắn khẽ nói với trịnh đông phương lúc này trịnh đông phương cúi đầu ký cho kết các văn kiện trước mặt sau đó mới ngẩng đầu lên nói mời trưởng phòng cắt vào các trường lễ đến rất nhanh chỉ sau thời gian nửa phút đã đi vào phòng các trường lễ là trưởng phòng tổ chức thị ủy hắn tuy đi rất gần với phó bí thư trình vạn thọ, thế nhưng cũng cực kỳ chú ý khi đến gần trịnh Đông Phương. Chào bí thư trịnh, anh tìm tôi sao? Cát trường lễ ngồi xuống trước mặt trịnh Đông Phương rồi mỉm cười nói. Trường phòng cát, có chút việc cần trưng cầu ý kiến của anh. Trịnh Đông Phương hoàn toàn có chuẩn bị sẵn sàng với sự việc lần này, lão nhấp một ngụm trà với bộ dạng cực kỳ bình tĩnh, sau đó mỉm cười nói với các trường lễ. Cát trường lễ không nói gì mà đặt ly trà mà Trương Đức Long dâng lên cho mình xuống bên cạnh, bộ dạng chờ đợi bí thư cho ra chỉ thị. Anh cũng đã biết sự việc xảy ra ở huyện Lô Bắc, đồng chí quân tài đệ đơn từ chức. Chúng ta trước nay luôn áp dụng phương án phê bình giáo dục và phải thể hiện sự quan tâm của tổ chức với những cán bộ có gan nhìn thẳng vào sai lầm và thừa nhận trách nhiệm như vậy. Người không phải là thánh hiền, ai mà chưa từng sai sót. Biết sai thì sửa mới là đồng chí tốt. Trịnh Đông Phương đặt ly trà xuống rồi thay đổi chủ đề. Nhưng thái độ là thái độ mà công tác là công tác, bây giờ huyện Lô Bắc đã rơi vào tình trạng cực kỳ cấp bách, càng vào tình huống này càng không thể nào để cho rắn mất đầu. Trước mắt đồng chí Dương Quân Tài muốn rời khỏi huyện Lô Bắc, chúng ta cũng cần nên suy xét về phương án phân phối ban ngành huyện Lô Bắc. Bí thư Trịnh nói rất đúng, tôi cũng hiểu cần phải sớm cho ra quyết đoán với huyện ủy Lô Bắc, như vậy cũng tốt cho ban ngành mới thực hiện tốt chức trách có thể xử lý tốt các công tác cấp bách vào giai đoạn hiện tại. Các trường lễ cười tùm tìm tiếp nhận lời nói của bí thư trịnh Đông Phương, sau đó lại dùng giọng biết thời biết thế nói. Các trường lễ sảng khoái thừa nhận như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của trịnh Đông Phương, người này đang nắm chắc thứ gì đó sao? Trịnh Đông Phương trầm ngâm một lát, sau đó lão quyết định không cho các trường lễ cơ hội đi đường vòng, lão cười nói. Trường phòng Cát nói rất đúng, anh xem chủ tịch vương tử quân ở huyện Lô Bắc là thế nào? đồng chí này có năng lực đại cục, giỏi xử ý vấn đề, lại có danh tiếng cao trên vị trí chủ tịch huyện, quen thuộc tình huống huyện Lô Bắc, tiếp nhận vị trí bí thư huyện ủy là thật sự phù hợp. Các trường lễ không chút kinh ngạc với lời đề nghị của Trịnh Đông Phương. Hắn biết rõ Trịnh Đông Phương đã quyết tâm ném vị trí bí thư huyện ủy Lô Bắc cho Vương Tử Quân. Nếu là trước kia thì hắn thật sự không còn lời gì để nói, đừng nói là hắn, dù có cả trình vạn thọ ở đây cũng không cách nào cản trở được nhưng bây giờ các trường lễ lại cảm thấy rất thoải mái vì chính mình có thanh thượng phương bảo kiếm trong tay các trường lễ căn ban không cần đối nghịch lại lời nói của trịnh đông phương hắn chỉ cần lấy ra một bản văn kiện đưa cho bí thư trịnh như vậy sẽ không cần nói nhiều cũng làm đổ vỡ kế hoạch của bí thư trịnh các trường lễ hạ quyết tâm rồi cười khẽ một tiếng nói bí thư trịnh tôi giơ hai tay tán thành với lời đề nghị để đồng chí vương tử quân tiếp nhận vị trí bí thư huyện ủy lô bắc đồng chí Vương Tử Quân thật sự có lòng nhiệt tình, có năng lực, có khả năng, càng có thể khống chế được cục diện, thật sự là lựa chọn cực kỳ tốt cho huyện Lô Bắc. Vẻ mặt Trịnh Đông Phương cực kỳ ngưng trọng, lão cũng không phải là cán bộ trẻ, lão là bí thư thị ủy cấp phó bộ, kinh nghiệm chính trị nhiều năm cho lão biết kế hoạch phát triển quá thuận lợi cũng có vấn đề, sao lại khác thường như thế. Nếu dựa theo lẽ thường thì các trường lễ phải nói vài lời không tốt trước, cũng không vội ca tụng công đức của Vương Tử Quân như thế chứ. Nhưng, Cát Trường Lễ chợt thay đổi lời nói, vẻ mặt thật sự có chút khó xử. Nhưng cái gì? Trịnh Đông Phương dùng hai mắt sáng ngời nhìn Cát Trường Lễ rồi trầm giọng hỏi. "Bí thư Trịnh, đây là một bản văn kiện mới được truyền xuống của phòng tổ chức tỉnh ủy, mong anh xem qua một chút." Cát Trường Lễ vừa nói vừa đưa một phần văn kiện cho Trịnh Đông Phương. Trịnh Đông Phương tiếp nhận văn kiện, vừa nhìn qua nội dung thì vẻ mặt chợt biến đổi. Trịnh Đông Phương thật sự đồng ý với những lời đề nghị bồi dưỡng cán bộ thanh niên bên trong văn kiện, nhưng văn kiện này lại quá trùng hợp, đến đúng thời gian, ý nghĩa của nó thật sự không tầm thường. Với kinh nghiệm công tác nhiều năm, hầu như chỉ sau nháy mắt thì Trịnh Đông Phương đã mẫn cảm ý thức được đây là đấu tranh chính trị, anh không đến tôi không đi. Văn kiện này được đưa ra, rõ ràng là hướng về phía vương tử quân. Nếu chức vị bí thư huyện ủy Lô Bắc đã được điều phối lên bậc cao, như vậy tôi sẽ không cho anh làm bí thư huyện ủy. Khi anh không được đề bạt lên làm bí thư huyện ủy, như vậy anh tiến vào cơ quan tỉnh ủy, có được đề bạt hay không cũng là một vấn đề. Có câu quan trường đi từng bước, từng bước ngày càng nhanh, nếu gặp phải đúng điểm mấu chốt, đúng điểm dừng, anh bị động thì sẽ phát sinh ảnh hưởng cực lớn. Bây giờ Trịnh Đông Phương nhìn vào bản văn kiện, lão cảm thấy đây chính là điểm dừng, điểm quyết định, điểm mấu chốt của người ta ném cho Vương Tử Quân. Cảm giác vui vẻ của Trịnh Đông Phương lúc vừa rồi đã bị những dòng chữ trong văn kiện cắt nát vụn, một chiêu này thật sự là quá hay. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Trịnh Đông Phương chậm rãi khôi phục lại như thường, lão nhanh chóng vung tay lên với các trường lễ. Trường phong cát, thế sự không có gì là tuyệt đối, bây giờ huyện Lô Bắc rất cần một cán bộ như đồng chí Vương Tử Quân tỏa Trấn, tôi sẽ liên hệ với tỉnh ủy rồi nói sau. Các trường lễ thấy mục đích của mình đã đạt được, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Trịnh Đông Phương, thế là mỉm cười phụ họa. Bí thư Trịnh nói đúng, tôi cảm thấy trên vấn đề điều phối học viên thanh niên của trường đảng cũng cần phải xem xét vấn đề cụ thể, phải phân tích tình hình trước mắt của huyện Lô Bắc, không nên áp đặt, không nên tuyển nhân tài chỉ dựa vào khuôn mẫu có sẵn. Các trường lễ nói thêm vài câu rồi rời khỏi phòng làm việc của Trịnh Đông Phương. Sau khi các trường lễ bỏ đi thì vẻ mặt Trịnh Đông Phương trở nên lạnh lẽo, hàng loạt ý nghĩ bùng lên trong đầu, lão loáng thoáng thấy được tình huống có người dở trò. Trịnh Đông Phương cầm điện thoại lên rồi hạ xuống, trong thời gian 10 phút không biết Trịnh Đông Phương đã cầm điện thoại lên rồi hạ xuống bao nhiêu lần, gạt tàn cũng có thêm vài tàn thuốc. sốt cuộc có gọi đi hay không? Vô tình Trịnh Đông Phương thật sự khó thể cho ra quyết định. Tuy lão bảo trì trạng thái trầm mặc sẽ tốt hơn so với việc gọi điện thoại đi, thế nhưng mỗi lần lão đặt điện thoại xuống thì trong đầu lại xuất hiện hình ảnh một gương mặt đầy hăng hái vài khí thế, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác áy náy. Trịnh Đông Phương do dự một lúc, cuối cùng lão cầm điện thoại lên bấm số của bí thư tỉnh ủy nhiếp hạ quân. Điện thoại vang lên hai tiếng thì được nối thông, không đợi trịnh Đông Phương mở miệng thì đã nghe thấy tiếng cười cởi mở của nhiếp Hà quân ở đầu dây bên kia. Đông Phương à, vài ngày không gặp đã gọi điện thoại cho tôi, có phải sợ lãng phí đường đây điện thoại của thành phố An Dịch không? Lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy dùng giọng điệu gần gũi ân cần như vậy để hỏi, tất nhiên sẽ cực kỳ có ích với tình huống liên hệ giữa hai người với nhau. Trịnh Đông Phương cười ha hả nói. Bí thư nhiếp, nếu anh muốn phê bình thuộc hạ không siêng năng báo cáo công tác thì cứ trực tiếp lên tiếng, cũng đừng dùng đường dây điện thoại của thành phố An Dịch để trêu chọc tôi. Được, được rồi, vậy chúng ta không nói đến vấn đề này nữa nhiếp hạ quân cười nói thêm hai câu với trịnh Đông Phương, sau đó thay đổi chủ đề. Đông Phương, hai chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê, hôm nay nếu anh không gọi điện thoại cho tôi, sợ rằng tôi cũng sẽ gọi điện thoại cho anh. Hôm trước chủ tịch Nhất Phong đến tìm tôi, nói rằng Trương Đông Viễn không những có bản lĩnh xây dựng mà cũng có khả năng trên phương diện kinh tế. Hai năm qua tỉnh Sơn Nam chúng ta tăng trưởng kinh tế rất tốt nhưng nếu so sánh với các tỉnh thị chung quanh thì vẫn có chút chênh lệch. Vì muốn tỉnh Sơn Nam tiến thêm một bước trong công tác phát triển kinh tế, anh ấy đề nghị cho đồng chí Trương Đông Viễn tiếp nhận một vị trí phó chủ tịch tỉnh, chủ quản công tác kinh tế. Trịnh Đông Phương trước nay luôn cực kỳ quan tâm đến phương diện nhân sự, tuy lão đã tiến vào trong thường ủy tỉnh ủy nhưng lại có vị trí thấp kém nhất, tất nhiên lão sẽ hiểu và bày ra đúng vị trí của mình. Vì vậy lúc này Nhiếp Hạ Quân lên tiếng thì lão chỉ nghe mà không nói. Nhiếp Hạ Quân cũng không cho Trịnh Đông Phương cơ hội lên tiếng, lão nói tiếp: Tôi cảm thấy lời đề nghị của đồng chí Nhất Phong là rất tốt, tôi sẽ đưa lời đề nghị này thông qua hội nghị thường ủy, nếu như không có gì trở ngại thì sẽ lấy danh nghĩa hội nghị thường ủy làm ra văn kiện gửi lên phòng tổ chức trung ương. Trương Đông Viễn, Trịnh Đông Phương cũng không xa lạ gì cái tên này. Lão là cán bộ tỉnh Sơn Nam, lão sao lại không biết Trương Đông Viễn là ai được? Nhưng Hào Nhất Phong sao lại đề nghị như vậy? Sao lại đề nghị một tâm phúc của Nhiếp Hà Quân lên vị trí phó chủ tịch tỉnh? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía văn kiện của phòng tổ chức tỉnh ủy với các cán bộ trẻ tuổi của ban huấn luyện thanh niên, lão nhìn văn kiện và xem như đã hoàn toàn hiểu rõ vấn đề. Xem ra hai vị lãnh đạo trên tỉnh là cao thủ đánh cờ, bây giờ hai bên đang ném lợi cho nhau, chính mình lại là kẻ phải mất mặt. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Trịnh Đông Phương chợt sinh ra cảm giác bất bình. Vương Tử Quân liều chết liều sống không ngờ lại làm chuyện tốt cho Trương Đông Viễn, nhưng dù bất bình thì bất bình lão thấy thế cục đã định, vương tử quân đi hay ở cũng không còn là chuyện của mình nữa rồi. Bí thư nhiếp, tôi cảm thấy đồng chí Trương Đông Viễn hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí này, tôi hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị của Chủ tịch Nhất Phong. Trịnh Đông Phương tuy đang nghĩ về chuyện của vương tử quân, thế nhưng ngoài miệng lại không chút trần trừ. Hai người nói thêm vài câu thì cúp điện thoại, Trịnh Đông Phương đặt điện thoại xuống và không khỏi hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại đặt mắt lên văn kiện của phòng tổ chức tỉnh ủy. Dù bây giờ lão có điều chỉnh thế nào thì tâm tình cũng khó thể nào trở về trạng thái như bình thường được. Vấn đề thay đổi nhân sự trong quan trường chỉ cần có chút tin tức gió thổi cỏ lay thì sẽ biến thành hạt giống hoa bổ công anh, sẽ nhanh chóng phát tán đi khắp nơi. Sau khi văn kiện của phòng tổ chức được đưa xuống, chỉ sau một ngày thì những người có liên quan đều đã được biết tin. Tin tức kia truyền xuống huyện Lô Bắc thì biến thành một phiên bản khác, chính là Vương Tử Quân sẽ không thể là bí thư huyện ủy Lô Bắc thậm chí còn không là chủ tịch huyện Lô Bắc. Tin tức lan truyền ra rộng rãi, không ít người gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, trong đó tăng nhất khả là người nói toạc ra. Tử Quân, có cần những người như chúng tôi đứng ra lên tiếng không? Cựu chiến binh là những quần thể rất đặc thù, bọn họ tuy đã rời khỏi cương vị lãnh đạo, thế nhưng càng là như vậy thì lời nói của bọn họ càng được coi trọng. Dưới tình huống bình thường thì các cựu chiến binh căn bản không lên tiếng, nhưng nếu bọn họ đã mở miệng thì khó thể bỏ qua, vẫn phải quan tâm suy xét đến ý kiến của bọn họ. Ý nghĩ của Tăng Nhất Khả rất rõ ràng, chính là để cho đám cựu chiến binh như bọn họ ra mặt, coi như vì vương tử quân mà lên tiếng một lần. Tuy phần thắng sẽ không quá lớn, thế nhưng tác dụng của nó lại thật sự khó thể bỏ qua, hơn nữa hành động lần này cũng cho thấy sự giúp đỡ to lớn của một vị chủ tịch hội đồng nhân dân nhiệm kỳ trước với vương tử quân. Vương tử quân đành phải mỉm cười từ chối lời đề nghị của Tăng Nhất Khả. Dù làm theo lời đề nghị của Tăng Nhất Khả cũng có vài phần hy vọng thành công, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không muốn tạo ra ấn tượng áp bức người khác như vậy. Tề Chính Hồng có thể nghĩ ra một chiêu thức như vậy, dù là Vương Tử Quân cũng cảm thấy nó thật sự rất cao siêu, không có chút lửa khó nhưng lại làm nên tổn thương rất lớn cho hắn. Nếu như hắn ở lại huyện Lô Bắc thì sợ rằng sẽ tiến lên vị trí bí thư huyện ủy với cấp bậc phó phòng, nhưng bây giờ hắn được coi là đối tượng bồi dưỡng toàn diện, chỉ sợ giấc mộng tiến lên cấp phó phòng sẽ thất bại anh không thể bay lên cũng không có tổn thương gì nhưng đối với người trong quan trường thì đó cực kỳ có lực ràng buộc nhiều khi những ràng buộc như vậy hầu như sẽ ảnh hưởng đến cả đời thật sự là một thủ đoạn rất tuyệt cũng không biết ai ra tay như vậy vương tử quân khẽ gõ tay lên mặt bàn trong lòng thầm nghĩ đối sách khi những ngón tay của hắn càng gõ càng khẽ thì nụ cười dần xuất hiện trên khóe miệng chủ tịch vương phòng tổ chức tỉnh ủy sao lại cho ra văn kiện như vậy Tôn Hạ Châu thở phì phò đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn thật sự rất bất bình cho Vương Tử Quân. Trước đó hắn là một thư ký cho chủ tịch Vương, có thể nói hắn chính là một trong những người ở huyện Lô Bắc cực kỳ quan tâm đến tương lai của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười khoát tay áo nói: "Cũng không thể nói như vậy, văn kiện của tỉnh ủy cũng vì lo nghĩ đến sự phát triển toàn diện của các học viên trường đảng mà thôi." "Hạ Châu, cậu là thư ký của tôi, điều này cậu nên nhớ cho kỹ." Tôn Hạ Châu nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vương Tử Quân thì không khỏi cảm thấy phát lạnh, hắn lên tiếng. Chủ tịch Vương, tôi sẽ tuyệt đối không nói lung tung với người ngoài, nhưng sự việc lần này rõ ràng là không công bằng. Có phải công bằng hay không thì tôi và cậu không thể nói cho rõ được, bây giờ vị trí của cậu là không tầm thường, cậu là một quyền chủ tịch xã, bây giờ tình hình của xã Hà Loan thật sự không thể lạc quan, cậu không cần xen vào chuyện của tôi, điều cậu cần làm chính là nắm giữ thật tốt đại cục của xã Hà Loan, Vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân dần tiêu tán, giọng điệu cũng dần trở nên bình thản. Tôn Hạ Châu vội vàng gật đầu nói: "Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng." "À, tôi nghe nói cậu vừa đi đã bãi bỏ nhiều trò của Triệu Trung Trạch, trong đó còn có lời hứa trả tiền lương của Triệu Trung Trạch với nhân dân giả làm dê." Vương Tử Quân ném cho Tôn Hạ Châu một điếu thuốc, sau đó vừa cười vừa nói: "Tôn Hạ Châu nhận lấy điếu thuốc rồi gật đầu nói: chủ tịch vương, đây đều là đống rác của triệu trung trạch, tôi cũng không cần phải ra mặt dọn dẹp. Chuyện này không có gì đáng nói, tôi cảm thấy cứ làm như vậy là tốt. Vương tử quân nhìn tôn hạ châu đứng trước mặt mình nhưng còn chưa thật sự tỏ ra thoải mái buông lỏng, hắn khẽ cười nói. Hạ châu, cậu quay về rồi phát lương cho mọi người đi, tuy đó là việc làm quá quát của triệu trung trạch, nhưng dù sao thì đó cũng là lời hứa của đảng ủy xã. Lời hứa của anh ấy đại biểu cho xã Hà Loan, nếu bây giờ cậu không chịu thực hiện chẳng phải là chính quyền nói mà không giữ lời sao như vậy sẽ không tốt tôn hạ châu nghe được những lời nói bình thản của vương tử quân thì cũng cảm thấy cách làm của mình có chút không ổn thỏa hắn trầm ngâm một lát rồi nói chủ tịch vương ngài cứ yên tâm tôi quay về sẽ xử lý vụ này cho tốt tôn hạ châu nói đến đây thì có chút trầm ngâm sau đó nói tiếp chủ tịch vương nếu đã có văn kiện về việc đẩy mạnh phát triển toàn diện cho các cán bộ trẻ như vậy tôi cảm thấy anh nên quay về trường đảng hoàn thành khóa học của mình, cần gì phải ở lại chỗ này thu thập cục diện dối rắm cho người ta. Lúc này lồng ngực của Tôn Hạ Châu thật sự có chút phập phồng, biểu hiện của hắn cũng chính là đại biểu cho cảm giác tức giận của đám người thân cận bên cạnh Vương Tử Quân. Dù là vì bất kỳ lý do gì, vị trí bí thư huyện ủy đáng lý phải thuộc về Vương Tử Quân, nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại xem như mất đi tư cách giữ lấy vị trí bí thư huyện ủy Lô Bắc. Tôi còn là chủ tịch huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân vỗ vỗ vai của Tôn Hạ Châu rồi trầm giọng nói. Tôn Hạ Châu nói thêm vài câu rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân nhìn hình bóng của Tôn Hạ Châu, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Sau khi tin tức Vương Tử Quân sắp bị cản chân trên con đường tiến đến vị trí bí thư huyện ủy được phát tán ra bên ngoài, không ít người bắt đầu hành động, thế là một tình huống mưa gió bão tốt bùng lên khuấy động những chuyện lặt vặt có liên quan. Trong khu văn phòng tỉnh ủy Chiết Giang, lâm trạch viễn đang ngồi trên ghế làm việc của mình lão cười cười bàn về vài sự việc xảy ra trong tỉnh với vương quang vinh sau khi nói về vấn đề sử dụng cán bộ lão mỉm cười nói với vương quang vinh quang vinh tôi nghe nói tử quân bị người ta ức hiếp nếu cậu ấy công tác ở tỉnh sơn nam không được thoải mái như vậy cứ kéo về chiết giang tỉnh chiết giang chúng ta cũng là một địa phương có thể tạo nên sân khấu cho cậu ấy phát triển vương quang vinh không ngờ lâm trạch viễn lại đột nhiên nhắc đến chuyện của vương tử quân lão cũng rất tức giận với sự việc này nhưng lão cũng không ngờ lâm trạch viễn lại nhắc đến chuyện này trước mình lão trầm ngâm một lát rồi nói bí thư lâm cảm ơn anh đã coi trọng tử quân nhưng tiểu tử kia có tính cách quá quật cường nó nói có thể giải quyết được chuyện của mình không cần chúng ta quá quan tâm lâm trạch viễn cười ha hả nói xem ra tiểu tử này không những trưởng thành hơn tính tình cũng cứng rắn hơn tôi cũng muốn xem cậu ấy sử dụng phương pháp gì tốt nhất cũng đừng làm cho người ta không xuống đài được. Lâm Trạch Viễn tuy không nói rõ người ta là ai nhưng Vương Quang Vinh lại hiểu rất rõ, biết bí thư tỉnh ủy đang nói đến ai. Nếu nói trắng ra thì lão thật sự bực bội với người kia hơn Lâm Trạch Viễn vài lần, ai bảo đối phương vung tay trên con đường tương lai của con mình. Nhúng tay vào những trò tranh chấp của tiểu bối cũng không phải chuyện đáng vui vẻ gì. Cuối mùa xuân ở Bắc Kinh đã có hương vị của mùa hè, gió ấm phả vào mặt, mà tiểu bắc mặc một bộ trang phục bình thường, nàng giống như một thân cây dương thụ, nàng đứng yêu kiều cùng mạc lão gia tử đứng bên cạnh một hồ cá nhỏ. chương 356 kẻ thông minh không lo, kẻ có chút kiến thức lại vui mừng. Ý nghĩ của Tăng Nhất Khả rất rõ ràng, chính là để cho đám cựu chiến binh như bọn họ ra mặt, coi như vì vương tử quân mà lên tiếng một lần. Tuy phần thắng sẽ không quá lớn, thế nhưng tác dụng của nó lại thật sự khó thể bỏ qua, hơn nữa hành động lần này cũng cho thấy sự giúp đỡ to lớn của một vị chủ tịch hội đồng nhân dân nhiệm kỳ trước với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đành phải mỉm cười từ chối lời đề nghị của Tăng Nhất Khả. Dù làm theo lời đề nghị của Tăng Nhất Khả cũng có vài phần hy vọng thành công, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không muốn tạo ra ấn tượng áp bức người khác như vậy. Tề chính hồng có thể nghĩ ra một chiêu thức như vậy, dù là Vương Tử Quân cũng cảm thấy nó thật sự rất cao siêu, không có chút lửa khó nhưng lại làm nên tổn thương rất lớn cho hắn. Nếu như hắn ở lại huyện Lô Bắc thì sợ rằng sẽ tiến lên vị trí bí thư huyện ủy với cấp bậc phó phòng, nhưng bây giờ hắn được coi là đối tượng bồi dưỡng toàn diện, chỉ sợ giấc mộng tiến lên cấp phó phòng sẽ thất bại. Anh không thể bay lên, cũng không có tổn thương gì, nhưng đối với người trong quan trường thì đó cực kỳ có lực ràng buộc, nhiều khi những ràng buộc như vậy hầu như sẽ ảnh hưởng đến cả đời. Thật sự là một thủ đoạn rất tuyệt, cũng không biết ai ra tay như vậy, Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên mặt bàn, trong lòng thầm nghĩ đối sách khi những ngón tay của hắn càng gõ càng khẽ thì nụ cười dần xuất hiện trên khóe miệng chủ tịch vương phòng tổ chức tỉnh ủy sao lại cho ra văn kiện như vậy tôn hạ châu thở phì phò đi đến phòng làm việc của vương tử quân hắn thật sự rất bất bình cho vương tử quân trước đó hắn là một thư ký cho chủ tịch vương có thể nói hắn chính là một trong những người ở huyện lô bắc cực kỳ quan tâm đến tương lai của vương tử quân vương tử quân cười cười khoát tay áo nói cũng không thể nói như vậy Phần kiện của tỉnh ủy cũng vì lo nghĩ đến sự phát triển toàn diện của các học viên trường Đảng mà thôi. Hạ Châu, cậu là thư ký của tôi, điều này cậu nên nhớ cho kỹ. Tôn Hạ Châu nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vương Tử Quân thì không khỏi cảm thấy phát lạnh, hắn lên tiếng. "Chủ tịch Vương, tôi sẽ tuyệt đối không nói lung tung với người ngoài, nhưng sự việc lần này rõ ràng là không công bằng. Có phải công bằng hay không thì tôi và cậu không thể nói cho rõ được, bây giờ vị trí của cậu là không tầm thường." cậu là một quyền chủ tịch xã bây giờ tình hình của xã hà loan thật sự không thể lạc quan cậu không cần xen vào chuyện của tôi điều cậu cần làm chính là nắm giữ thật tốt đại cục của xã hà loan vẻ mặt nghiêm túc của vương tử quân dần tiêu tán giọng điệu cũng dần trở nên bình thản tôn hạ châu vội vàng gật đầu nói chủ tịch vương cứ yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng à tôi nghe nói cậu vừa đi đã bãi bỏ nhiều trò của triệu trung trạch trong đó còn có lời hứa trả tiền lương của Triệu Trung Trạch với nhân dân giả làm dê. Vương Tử Quân ném cho Tôn Hạ Châu một điếu thuốc, sau đó vừa cười vừa nói. Tôn Hạ Châu nhận lấy điếu thuốc rồi gật đầu nói: "Chủ tịch Vương, đây đều là đống rác của Triệu Trung Trạch, tôi cũng không cần phải ra mặt dọn dẹp. Chuyện này không có gì đáng nói, tôi cảm thấy cứ làm như vậy là tốt." Vương Tử Quân nhìn Tôn Hạ Châu đứng trước mặt mình nhưng còn chưa thật sự tỏ ra thoải mái buông lỏng, hắn khẽ cười nói: Hạ Châu, cậu quay về rồi phát lương cho mọi người đi, tuy đó là việc làm quá quát của Triệu Trung Trạch, nhưng dù sao thì đó cũng là lời hứa của đảng ủy xã, lời hứa của anh ấy đại biểu cho xã Hà Loan, nếu bây giờ cậu không chịu thực hiện, chẳng phải là chính quyền nói mà không giữ lời sao. Như vậy sẽ không tốt. Tôn Hạ Châu nghe được những lời nói bình thản của Vương Tử Quân thì cũng cảm thấy cách làm của mình có chút không ổn thỏa, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, tôi quay về sẽ xử lý vụ này cho tốt. Tôn Hạ Châu nói đến đây thì có chút trầm ngâm, sau đó nói tiếp. Chủ tịch Vương, nếu đã có văn kiện về việc đẩy mạnh phát triển toàn diện cho các cán bộ trẻ, như vậy tôi cảm thấy anh nên quay về trường đảng hoàn thành khóa học của mình, cần gì phải ở lại chỗ này thu thập cục diện dối rắm cho người ta. Lúc này lồng ngực của Tôn Hạ Châu thật sự có chút phập phồng, biểu hiện của hắn cũng chính là đại biểu cho cảm giác tức giận của đám người thân cận bên cạnh Vương Tử Quân. Dù là vì bất kỳ lý do gì, vị trí bí thư huyện ủy đáng lý phải thuộc về Vương Tử Quân, nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại xem như mất đi tư cách giữ lấy vị trí bí thư huyện ủy Lô Bắc. Tôi còn là chủ tịch huyện Lô Bắc." Vương Tử Quân vỗ vỗ vai của Tôn Hạ Châu rồi trầm giọng nói. Tôn Hạ Châu nói thêm vài câu rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân nhìn hình bóng của Tôn Hạ Châu, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn sau khi tin tức vương tử quân sắp bị cản chân trên con đường tiến đến vị trí bí thư huyện ủy được phát tán ra bên ngoài, không ít người bắt đầu hành động, thế là một tình huống mưa gió bão tốt bùng lên khuấy động những chuyện lặt vặt có liên quan. Trong khu văn phòng tỉnh ủy Chiết Giang, Lâm Trạch Viễn đang ngồi trên ghế làm việc của mình, lão cười cười bàn về vài sự việc xảy ra trong tỉnh với Vương Quang Vinh. Sau khi nói về vấn đề sử dụng cán bộ, lão mỉm cười nói với Vương Quang Vinh. Quang Vinh, tôi nghe nói từ quân bị người ta ức hiếp, nếu cậu ấy công tác ở tỉnh Sơn Nam không được thoải mái, như vậy cứ kéo về Chiết Giang, tỉnh Chiết Giang chúng ta cũng là một địa phương có thể tạo nên sân khấu cho cậu ấy phát triển. Vương Quang Vinh không ngờ Lâm Trạch Viễn lại đột nhiên nhắc đến chuyện của Vương Tử Quân, lão cũng rất tức giận với sự việc này, nhưng lão cũng không ngờ Lâm Trạch Viễn lại nhắc đến chuyện này trước mình. Lão trầm ngâm một lát rồi nói, Bí thư Lâm, cảm ơn anh đã coi trọng Tử Quân, nhưng tiểu tử kia có tính cách quá quật cường, nó nói có thể giải quyết được chuyện của mình, không cần chúng ta quá quan tâm." Lâm Trạch Viễn cười ha hả nói. "Xem ra tiểu tử này không những trưởng thành hơn, tính tình cũng cứng rắn hơn. Tôi cũng muốn xem cậu ấy sử dụng phương pháp gì, tốt nhất cũng đừng làm cho người ta không xuống đài được." Lâm Trạch Viễn tuy không nói rõ người ta là ai nhưng Vương Quang Vinh lại hiểu rất rõ, biết bí thư tỉnh ủy đang nói đến ai. Nếu nói trắng ra thì lão thật sự bực bội với người kia hơn Lâm Trạch Viễn vài lần ai bảo đối phương vung tay trên con đường tương lai của con mình. Nhúng tay vào những trò tranh chấp của tiểu bối cũng không phải chuyện đáng vui vẻ gì. Cuối mùa xuân ở Bắc Kinh đã có hương vị của mùa hè, gió ấm phả vào mặt, mạc tiểu bắc mặc một bộ trang phục bình thường, nàng giống như một thân cây dương thụ, nàng đứng yêu kiều cùng mạc lão gia tử đứng bên cạnh một hồ cá nhỏ. Trời xanh không một ngọn gió, mặt nước hồ tĩnh lặng, phao câu vẫn không chút động tính. Mạc lão gia tử nhìn chằm chằm vào phao câu, gương mặt không chút biểu cảm, nếu như không phải ánh mắt lão vẫn nhìn chằm chằm ra giữa hồ, sợ rằng Mạc Tiểu Bắc đứng bên cạnh còn tưởng rằng ông mình đang ngủ. Trong Mạc ra thì thời điểm Mạc lão ra từ câu cá chính là lúc tối kỵ có người quấy dày. Lúc câu cá trong mắt ông chỉ có phao mà thôi. Lần đầu tiên Mạc Tiểu Bắc đi câu cá với ông, nàng đến với tâm tình rất vui sướng, ai ngờ ông cụ thả câu thì căn bản không thèm quan tâm đến nàng. Khi đó nàng dở trò muốn đùa giỡn, không ngờ ông nội trước nay luôn chiều chuộng đã trịnh trọng nói một câu như vậy. Bàn tay cầm cần câu của ông cụ có hơi nhúc nhích, Mạc Tiểu Bắc chợt cảm thấy lòng mình siết chặt giống như người câu cá không phải là ông cụ mà chính là mình. Mạc Lão Gia Tử cũng không giật cần giống như trong kỳ vọng của nàng, ngay sau đó ông cụ lại bình tĩnh không nhúc nhích, vẻ mặt hờ hững không chút biểu cảm. Mạc Tiểu Bắc lén đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 6 giờ, thế là không khỏi thầm thở dài xem ra đặc quyền của nàng ở mạc gia lại mất hiệu lực vào lúc này, thế là nàng gión rén xê dịch cơ thể, rời xa ông cụ một chút, mở chiếc điện thoại đã tắt vì trước đó không muốn nó quấy dày đến ông. Chiếc điện thoại đã được tắt đi từ lúc trưa, bây giờ được mở thì nhanh chóng xuất hiện vài tin nhắn. Mạc Tiểu Bắc đưa mắt nhìn qua, sau đó lại nhìn về phía ông mình, ông vẫn ngồi bên cạnh hồ nước, điều này làm cho nàng cảm thấy sốt ruột, đồng thời cũng không khỏi thầm khôi phục định lực của ông mình. Mạc Tiểu Bắc cất điện thoại vào trong túi quần jean, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh ông nội. Ông nội bên kia còn chưa giật cần lên lần nào, chỉ sợ trong hồ không có con cá nào. Điện thoại trong túi chợt vang lên, điều này làm cho Mạc Tiểu Bắc cảm thấy hoảng sợ. Nàng còn chưa kịp tiếc nuối vì mình sơ sót quên tắt điện thoại thì ánh mắt sáng như đuốc của ông nội đã chiếu lên mặt, gương mặt ông nội phủ một tầng sương mỏng. "Ông nội, cháu xin lỗi, cháu cháu." mạc tiểu bắc chợt bối rối rồi không biết nói gì cho phải nghe máy đi đã mở lên mà không nghe thì không lễ phép mạc lão gia tử xoay người đi chỗ khác giống như đang dặn dò mạc tiểu bắc cũng giống như tự nói với mình mạc tiểu bắc bối rối ấn phím nghe bàn tay thậm chí có hơi run nàng dùng dư quang khóe mắt quét qua vẻ mặt của mạc lão gia tử trong lòng thầm đo lường chẳng biết có phải vì mình mở điện thoại mà quấy dày tình huống an nhàn của ông hay không nhưng lại thấy vẻ mặt của ông nội rất trầm tĩnh và bình yên người gọi điện thoại đến chính là vương tử quân cũng không có việc gì chỉ ân cần hỏi han một chút rõ ràng ngày thường hắn cũng ít gọi điện thoại như vậy thế cho nên bây giờ nàng cảm thấy rất ngọt ngào mạc lão gia tử cũng không chú ý đến phao cặp mắt híp lại nhìn mặt trời lặn ở phía tây mạc tiểu bắc không nhìn rõ ánh mắt của ông mình nhưng dù nàng không nhìn thấy nhưng thầm nghĩ đó nhất định phải lạnh như băng mạc lão gia tử khẽ quay đầu lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng căng cứng của mạc tiểu bắc trên gương mặt lộ ra vẻ từ ái hiếm có lão hỏi thế nào tiểu tử kia để cháu làm cáo trạng với ông sao không anh ấy không nói đến những chuyện liên quan đến công tác thế nhưng như vậy cũng không lừa được cháu mạc tiểu bắc cầm lên một ít thức ăn giải xuống hồ sau đó nói tiếp ông nội dương độ lục thật sự là quá mức dương độ lục thật sự có hơi quá nhưng vương tử quân cũng ra tay ác độc lần này dương quân tài mất đi vị trí phó phòng ngay trước mắt hơn nữa chuyện xuống tuyến dưới rèn luyện cũng xem như thảm bại chưa nói đến những thứ gì khác sau sự kiện lần này thì dương quân tài quay về cũng sẽ bị ghẻ lạnh hai năm mạc lão ra tử vung vẫy cần câu trong tay rồi nói tiếp dương độ lục tuy lấy lớn hiếp nhỏ nhưng cũng là người sảng khoái hơn nữa ánh mắt nhìn xa loại chuyện kia đối với dương quân tài thì xử lý mạnh tay sẽ cực kỳ có lợi thế cho nên không phục dương độ lục là không được Mạc Tiểu Bắc căn bản không có tâm tư nghe Mạc Lão Gia Tử phân tích về Dương Độ Lục, nàng dậm chân bước đến bên cạnh ông, hai mắt lẳng lặng nhìn ông mình nhưng không nói lời nào. Mạc Lão Gia Tử cũng không phải là một người chất phác, dù Lão sẽ không nói nhiều với người trong nhà, thế nhưng lại rất phá lệ với đứa cháu gái mình yêu quý. Năm xưa Lão là một người không sợ trời sợ đất và cực kỳ oai hùng, nhưng bây giờ đối mặt với đứa cháu gái được sủng ái, chỉ cần cháu gái bày ra bộ dạng làm núng thì Lão đã thất bại thảm hại mạc lão gia tử đưa mắt nhìn mạc tiểu bắc vài lần rồi dùng giọng cầu xin tha thứ nói được rồi được rồi nhà đầu bướng bỉnh xem như ông sợ cháu được chưa chuyện này ông sẽ giúp cháu giải quyết nhưng tiểu tử kia không thể tiếp tục ở lại tỉnh sơn nam dương độ lục đã ra tay hung ác không bằng để nó quay về chiết giang hoặc đến tỉnh khác lý lịch của nó rất mạnh một năm hoặc nửa năm sau tiến lên cấp phó phòng cũng không có vấn đề chẳng lẽ không đi không được sao mạc tiểu bắc có thể nói là thông minh tuyệt đỉnh trong chuyên ngành của mình nhưng lại có hơi kém ở phương diện đối nhân xử thế thậm chí có thể nói là nàng đơn thuần và ngây thơ không tương xứng với độ tuổi nhưng nàng thật sự yêu vương tử quân nó là tình cảm xuất phát từ bản năng từ tận đáy lòng nàng đối với hắn tuyệt đối không có chút làm bộ hay giả vờ nàng không quá hiểu về quan trường nhưng nàng biết rời khỏi tỉnh sơn nam sẽ có ý nghĩa thế nào với người đàn ông của mình không đi thì làm sao bây giờ dương độ lục đã dùng một vị trí phó chủ tịch tỉnh để ép nhiếp hạ quân phải giữ trạng thái trầm mặc mà văn kiện dành cho cán bộ ban huấn luyện bây giờ đã được công khai lúc này vương tử quân chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi căn bản không nói nên lời mạc lão gia tử chậm rãi đứng lên khỏi ghế lão cười nói với mạc tiểu bắc đây là chỗ cao minh của dương độ lục cho anh ăn quả đắng anh cũng không thể nói nên lời mạc lão gia tử cảm thán một tiếng sau đó ánh mắt như điện nhìn thẳng vào mạc tiểu bắc nếu nói thật lòng thì mạc tiểu bắc cũng không tình nguyện để cho người đàn ông của mình rơi vào trong vòng tranh đấu chính trị mãi không dứt nhưng sau khi mình trao cho hắn cái quý giá nhất của người phụ nữ trong đêm tân hôn nàng đã coi người đàn ông này như tính mạng của mình nàng không muốn hắn gặp phiền phức mỗi lần nghĩ đến người đàn ông mình yêu đang phải sống trong phiền muộn nàng thậm chí sinh ra xúc động muốn khuyên hắn vứt bỏ tất cả nhưng mạc tiểu bắc không làm như vậy nàng hiểu rõ hắn hắn muốn chính là cảm giác thành công đó là một loại ý thức trách nhiệm một truy cầu của đàn ông, dù có bất kỳ gian nan và gian khổ thế nào cũng không thể ngăn cản bước chân anh dũng của hắn tiến về phía trước. Nhưng cháu nghĩ rằng anh ấy sẽ không đi. Mạc Tiểu bác khẽ trà sát hai bàn tay trắng nõn như phấn nột, nàng dùng giọng khẳng định nói. Như vậy cũng chỉ có thể để cho Dương Độ Lục mài đi những góc cạnh trên người nó mà thôi. Mạc Lão ra tử lại khẽ nhấc cần, một con cá chép dài khoảng 30cm bị nhấc lên khỏi mặt nước, lấp vảy bạc phát ra những luồng sáng đẹp đẽ dưới ánh sáng trời chiều nhà đầu lần này ông cũng không có biện pháp lần này dương độ lục tuy đã ra tay nhưng ông cũng không nên nói gì dù sao thì dương quân tài cũng đã ăn quả đắng hơn nữa phương pháp của dương độ lục quá cao siêu ông cũng không biết nói gì hơn tốt nhất là cứ giữ trạng thái như lúc này như vậy sẽ có lợi cho cả hai bên mạc lão gia tử lại tiếp tục buông cần lão dùng giọng thấm thiên nói với mạc tiểu bắc Mạc Tiểu Bắc không nói gì, dù nàng rất bài xích những lời tỏ thái độ như vậy của ông nội mình, nhưng trong lòng nàng lại hiểu rất rõ, lời nói của ông nội mình là thật. Lực ảnh hưởng của Dương gia cũng không thua kém Mạc gia, bây giờ Dương quân tài chịu thiệt thòi lớn, dù ông mình điều động chỉ sợ Dương độ lục cũng sẽ không nhượng bộ. Nhưng bây giờ người đàn ông của nàng chịu thiệt, nàng sẽ cam tâm tình nguyện để hắn nén giận như vậy sao? Cấp bậc phó phòng đến tay nhưng lại bay mất, đây hầu như là tin tức mà Đảng ủy chính quyền thành phố An Dịch nghị luận ồn ào trong những ngày qua, có hai nhân vật được người ta nhắc đến, một là Vương Tử Quân, hai là Dương Quân Tài. Trong miệng người khác thì Vương Tử Quân là chuyện tốt biến thành chuyện xấu, vốn là người tiến vào học tập ở ban huấn luyện trường đảng, được nhiều người hâm mộ, Dương Quân Tài sau khi gặp chuyện không may thì càng cho Vương Tử Quân một cơ hội tốt, chức vị bí thư huyện ủy Lô Bắc đã được tăng lên cấp phó phòng, hơn nữa chủ tịch Vương lại là người thu thập tàn cuộc khi hắn hầu như sắp trở thành bí thư huyện ủy Lô Bắc thì tỉnh ủy lại tiến hành bồi dưỡng trọng điểm với đám cán bộ là học viên ban huấn luyện trường đảng, lại đưa Vương Tử Quân vào công tác trong cơ quan, rõ ràng lấy đi của hắn một cơ hội lớn. Khác biệt với Vương Tử Quân, Dương Quân Tài lại làm ra một trò cười lớn, không đủ dê thì kéo người đến đóng thế, câu ngoài miệng này hầu như thành độc quyền của Dương Quân Tài, không ít người có ý nghĩ xấu xa gọi Dương Quân Tài là bí thư sói. Dù sao thì cũng vì một con sói xuất hiện mà tình huống của Dương Quân Tài mới bi đát thảm bại như lúc này. Trong lúc đám cán bộ nhỏ đang bàn luận lung tung về tin tức của Vương Tử Quân và Dương Quân Tài, những cán bộ đã đến đúng cấp bậc lại đang bận rộn chạy quan hệ. Lúc này huyện Lô Bắc có quá nhiều vị trí trống, đối với nhiều người thì đó là một cơ hội quá tốt, khó thể nào bỏ qua được. Đi vào quan trường như tiến vào một cái ao đầm, từng bước đều lầy lội, khắp nơi đều là nguy hiểm không may mắn sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến không hình không bóng, một trận chiến không có khói thuốc súng, không đạn pháo, nhưng từng thế lực đều bày ra lực lượng cực mạnh của mình, tám bên cùng hưởng ứng, cùng nhau ra tay áp chế. Chủ tịch Vương, trưởng phòng triệu phòng tài chính đang ở bên ngoài, anh có muốn gặp mặt anh ấy không? Tàng Việt Vũ đi vào phòng khẽ hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ đặt tờ báo xuống, hắn thầm nghĩ, nếu so ra thì Tàng Việt Vũ thật sự kém tôn Hạ Châu, lại không đúng chỗ đối với những chuyện như thế này anh là một thư ký chỉ cần anh báo cáo là được không cần vẽ rắn thêm chân cho anh ta vào vương tử quân đã biết vị trưởng phòng triệu kia cấp tốc đến tìm mình vì vấn đề gì hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ lên tiếng phân phó tăng việt vũ đi ra ngoài không lâu thì trưởng phòng triệu nhanh chóng tiến vào phòng bình thường khi cán bộ hạ cấp đến gặp mặt lãnh đạo huyện thì ai cũng chấn định bộ dạng dù trời sập cũng không sợ hãi chỉ như vậy mới có thể để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo nhưng lúc này vẻ mặt trưởng phòng Triệu lại cực kỳ bối rối. "Chủ tịch Vương, có chuyện xấu, không liên lạc được với Tôn Hiểu Ngộ." Trưởng phòng Triệu đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn cũng không lên tiếng chào hỏi, cũng không khách khí nói gì khác, hắn trực tiếp nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ Tôn Hiểu Ngộ là ai, đây chính là một vị trưởng khoa của phòng tài chính huyện Lô Bắc, khi Vương Tử Quân là chủ tịch huyện Lô Bắc thì Tôn Hiểu Ngộ căn bản chưa tính là gì nhưng sau khi vương tử quân đi học tập ở trường đảng, người này biến thành nhân vật phong vân một cõi, không biết vì sao hắn lại có thể tìm được nguồn vui cho dương quân tài, có thể nói là phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Khi tất cả mọi người đều cho rằng tôn hiểu Ngộ sắp được đề bạt làm phó phòng tài chính, hắn lại được phái xuống phương Nam lập một công ty pháp nhân đại biểu cho huyện Lô Bắc, chịu trách nhiệm đầu tư bất động sản ở phương Nam. Trong thời đại của Dương Quân Tài, người này đi ra ngoài là một dân quê gia tỉnh, nhưng khi quay về lại làm cho người ta sinh ra cảm giác vinh hoa bái tổ nghe nói khi mời các vị lãnh đạo về dùng cơm toàn dùng rượu tây chuyện gì xảy ra tuy đã đại khái đoán được vấn đề nhưng vương tử quân vẫn bình tĩnh hỏi chủ tịch vương hai ngày nay không thể liên lạc được với tôn hiểu ngộ hơn nữa cũng không thể gọi điện thoại cho công ty kia trưởng phòng triệu xoa mồ hôi chán rồi vội vàng nói vậy thì nhanh chóng điều tra xem có chuyện gì xảy ra đến khi điều tra rõ ràng thì hãy đến báo cáo với tôi." Vương Tử Quân đặt bút trong tay xuống rồi trầm giọng nói. Trường phòng Triệu thấy tình huống không tốt, bây giờ được nhìn bộ dạng bình tĩnh của Vương Tử Quân thì cũng thả lỏng hơn. Hắn cố gắng áp chế tâm tình, sau đó nói: "Trước kia cứ mỗi ngày thì Tôn Hiểu Ngộ đều sớm xin chỉ thị chiều báo cáo, bây giờ ba ngày không thấy đối phương gọi điện thoại, tôi chủ động gọi điện thoại cho anh ta mới phát hiện không thể liên lạc được. Tôi thật sự cảm thấy nguy hiểm." vì trong tay anh ta, trong tay anh ta nắm toàn bộ tiền đầu tư của huyện Lô Bắc chúng ta ở phương nam. Anh đến nhà anh ấy điều tra thêm cho tôi, để xem anh ta có liên lạc với gia đình không, nếu không thì chúng ta tìm biện pháp khác." Vương Tử Quân nói, sau đó hắn nhìn đồng hồ. "Tôi còn có việc bận, anh về trước đi." Trưởng phòng Triệu nhìn Vương Tử Quân đứng lên thì tâm tình vừa bình tĩnh đã trở nên rối loạn, nghĩ đến lỗ hổng vài chục triệu mà trái tim của hắn như bị ai bóp chặt. Khi Vương Tử Quân đi đến trước mặt thì hắn đột nhiên bắt chặt lấy cánh tay của lãnh đạo, hắn dùng giọng cầu xin nói: "Chủ tịch Vương, ngài nên cứu tôi với, chuyện này là ý của bí thư Dương, thật sự không chút liên quan đến tôi." Vương Tử Quân biết rõ chân tướng của sự việc, bây giờ sự việc đã xảy ra, nó càng là một lá bài tẩy trong tay hắn. Lúc này hắn nhìn gương mặt thất thố của trưởng phòng Triệu, hắn khẽ đưa tay giữ lấy tay của đối phương rồi dùng giọng trấn an nói: "Anh Triệu, trước tiên không cần phải sợ, trách nhiệm của ai thì sẽ là của người đó, đảng của chúng ta có chính sách, xưa nay không tha cho bất kỳ người xấu nào, cũng không oan uổng cho người tốt. Thế này đi, tôi cũng không tham dự vào chuyện này, nếu không thì anh ghi lại rõ ràng chân tướng của sự việc, cũng coi như nói rõ vấn đề cho tôi. Trưởng phòng triệu lúc này đang cực kỳ luống cuống, hắn thật sự giống như bắt được cỏ cây cứu mạng, thế là liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian lấy từ trong cặp ra một phần văn kiện, sau đó dồn dập nói. Chủ tịch Vương, đây là văn bản mà Bí Thư Dương đã yêu cầu huyện Lô Bắc chúng ta đầu tư bất động sản ở phương Nam, tất cả đều ở đây. Vương tử quân đưa mắt nhìn tài liệu, lúc này gương mặt của trưởng phòng triệu run lên, giống như sắp có một khối thịt từ trên người hắn rơi xuống vậy. Vương tử quân lật qua lật lại phần tài liệu không có gì khác với những thứ mình đang nắm giữ, vẻ mặt hắn không chút biến đổi, một cảm giác lạnh lẽo chợt bùng lên trong người. Chiều này vốn là dự phòng của hắn, nhưng bây giờ Dương Độ Lục đã chơi trò lấy lớn hiếp nhỏ, hắn cũng chỉ có thể tung nó ra, để cho đối phương biết mình không phải là kẻ dễ bắt nạt. Vương Tử Quân nói vài lời an ủi rồi tiến chân trưởng phòng triệu, hắn đã sớm chờ đợi đến khoảnh khắc này, hắn vừa định gọi điện thoại cho Thái Thần Bân chuẩn bị xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Ban thủ lĩnh, tôi là Trương Thư Chí. Giọng điệu của Trương Thư Chí tuy cố gắng hạ xuống rất thấp nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nghe thấy trong lời nói có vài phần hưng phấn, Vương Tử Quân cười cười nói: "Thư chí, anh vui vẻ như vậy, có phải là đã sắp xếp tốt công tác rồi không?" "Ban thủ lĩnh, cơ bản xem như đã xác định, con bà nó, tôi đến thành phố Trung Bắc làm một vị chủ tịch quận, tốt xấu gì cũng là lãnh đạo chấp chính một phương." Trương thư chí khoe khoang công tác của mình với Vương Tử Quân, sau đó nói tiếp: "Ban thủ lĩnh, lần này anh làm sao vậy?" Tôi nghe nói anh sắp đi đến làm một vị trưởng phòng của phòng nghiên cứu chính sách của khối chính quyền tỉnh phải không? Anh có cảm thấy vị trí này quá chán nản không? Anh cũng không nên chờ bánh rơi xuống người, anh không hoạt động một chút sao? Bây giờ kết quả còn chưa hoàn toàn xác định, anh không nên bị động chờ đợi được nữa. Phòng nghiên cứu chính sách vốn là một địa phương chán nản của khối chính quyền tỉnh, làm trưởng phòng nơi đó không khác nào bị ghẻ lạnh một thời gian dài. Vương Tử Quân nghe được những sắp xếp đối với mình, hắn thầm cười lạnh nhưng lại pha trò bằng giọng không cho là đúng. Cán bộ là một viên gạch của cách mạng, nơi nào cần thì sẽ chuyển đến đó. Nhưng này thư chí, cảm ơn anh, khi nào tôi về tỉnh thành sẽ mời anh dùng cơm. Trương thư chí nói vài câu bênh vực kẻ yếu với vương tử quân thì cúp điện thoại. Sau khi trương thư chí cúp điện thoại được 2 phút thì điện thoại của vương tử quân lại vang lên, lần này người gọi điện thoại đến là trương lộ Giai. Nàng thở phì phò nói ra những sắp xếp đối với vương tử quân, thật sự khác biệt với Trương Thư Chí. Bọn họ thật sự quá quát, tôi đã đến tìm và phản ánh với hiệu trưởng Triệu, mà hiệu trưởng nói đây chính là quyết định của Chủ tịch Hào. Chủ tịch Hào nói cậu là người có trình độ lý luận cao vời, lại có kinh nghiệm công tác cơ sở rất phong phú, phòng nghiên cứu chính sách của tỉnh thật sự cần một cán bộ lãnh đạo như vậy. Đây không phải là nói nhảm sao. Trương Lộ Giai nói xong thì không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên, rõ ràng những câu nói cuối cùng cũng làm cho một trương lộ giai trước nay luôn giữ hình tượng nhã nhận cảm thấy có chút gì đó không đúng với mình vương tử quân cười cười hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý với những chuyện thế này thế là sau khi an ủi trương lộ giai hai câu thì cười nói như vậy thì quá tốt mỗi ngày tôi có thể dùng cơm ba bữa với chị ở thành phố sơn viên đi chết đi muốn cơm thì về mà tìm vợ cậu ấy trương lộ giai nũng nịu nói một câu nhưng sau đó nàng lại mềm lòng nói chỉ cần cậu không sợ, cậu muốn ăn gì tôi cũng làm cho cậu. Đó là chị nói đấy nhé, muốn ăn gì cũng được sao, tôi có thể tùy tâm tùy ý, lúc đó chị cũng đừng hối hận. Vương tử quân khẽ cười, dùng giọng trêu chọc nói. Trương lộ dai nào lại không hiểu lời nói của vương tử quân. Tuy nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, thế nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào, nàng oán trách hai câu với vương tử quân rồi nói phải về tìm ông nội một chuyến. Vương tử quân biết rõ ý nghĩ của trương lộ dai, thế nhưng hắn cũng không cản nàng, hắn biết khả năng trương gia nhúng tay vào chuyện này là không lớn, dù sao thì nó cũng liên quan đến vấn đề trương đông viễn có được tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh hay không. Trương lộ dai cúp điện thoại, thế là điện thoại của vương tử quân nhanh chóng biến thành đường dây nóng. Người gọi điện thoại đến phần lớn là học viên của trường đảng, những người này đều không nói gì thêm, đều nói lời bất công thay cho vương tử quân, nhưng dù là phẫn nộ thay cho Vương Tử Quân thì cũng có vài phần đắc ý ở bên trong. Vương Tử Quân cũng chỉ có thể mỉm cười pha trò với những cuộc điện thoại như vậy, dù thế nào thì người ta cũng quan tâm đến mình, nếu như hắn phản ứng quá dữ dội thì sẽ đánh mất đi hình tượng của chính mình. Xe của Thái Thần Bân đã sớm chờ Vương Tử Quân ở bên dưới khu văn phòng khối chính quyền, sau khi Vương Tử Quân xuống lầu thì Thái Thần Bân nhanh chóng mở cửa xe, Vương Tử Quân còn chưa kịp lên xe thì điện thoại lại vang lên hắn vốn tưởng rằng đó là bạn học của mình nhưng khi nghe điện thoại thì một giọng nói không tưởng vang lên alo chủ tịch vương tử quân sao tôi là anh tần của hồng la xuân đây chính là tần thọ sinh của nhà máy rượu hồng la xuân trong đầu vương tử quân chợt xuất hiện hình dáng của tần thọ sinh từ sau khi sự kiện phát sinh thì vương tử quân chưa từng gặp lại tần thọ sinh dù sao hai người cũng không có mối quan hệ quá căng nhưng tần thọ sinh với vương tử quân lại không chút thất lễ không những thường gọi điện thoại thăm hỏi ngày lễ tết còn phái người đến tặng rượu tuy rượu không đắt nhưng tình ý lại khó thể coi thường lúc này nghe điện thoại của tần thọ sinh vương tử quân khẽ cười một tiếng nói giám đốc tần sao bây giờ lại nhớ đến đứa em này có việc gì cần nhắn nhủ sao anh cứ nói ra đi tần thọ sinh thật sự cảm thấy bất ngờ vì câu trả lời cực kỳ nể tình của vương tử quân con người dù sao cũng là như vậy anh kính tôi một thước tôi nể anh một trượng Tần Thọ Sinh cười lên ha hả rồi dùng giọng kính sợ nói. Chủ tịch Vương, anh cũng đừng nói đùa với tôi chứ, anh là lãnh đạo của huyện, tôi chỉ là cánh tay nhỏ thật sự khó véo được đùi, ngài nói như vậy cũng xem như làm tôi sợ hãi. Vương Tử Quân và Tần Thọ Sinh nói vài câu khách khí trong quan trường, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Nhưng Vương Tử Quân cũng không tin Tần Thọ Sinh gọi điện thoại cho mình chỉ để tán gẫu hỏi thăm sức khỏe, chẳng qua hắn cũng không muốn khơi màu chủ đề vào lúc này. Chủ tịch Vương, bây giờ anh đang ở đâu? Tần Thọ Sinh nói vài câu khách khí, sau đó mới đi vào trong chủ đề chính. Tôi đang định đến thành phố An Dịch. Vương Tử Quân cũng không che giấu, hắn cười nói. Ôi, hai anh em chúng ta thật sự giống như tâm hữu linh tê, bây giờ tôi cũng đang ở thành phố An Dịch. Thế này nhé, Chủ tịch Vương, trưa nay tôi xin đăng ký, anh cũng không thể đồng ý người khác được, tôi cũng không được vài lần đến thành phố An Dịch, Thế cho nên anh em chúng ta dùng một bữa cơm với nhau cho vui." Tần Thọ Sinh đang ở thành phố An Dịch, Vương Tử Quân nghe thấy như vậy thì dùng giọng nhiệt tình nói: "Anh đến thành phố An Dịch cũng không chào hỏi tôi một tiếng, có phải là xem thường anh em không? Thế này đi, hôm nay anh sắp xếp địa điểm, nhưng phải để cho tôi mời khách." Tần Thọ Sinh tất nhiên sẽ không đồng ý cho Vương Tử Quân mời khách, hắn là giám đốc nhà máy rượu Hồng La Xuân, hắn thiếu nhiều thứ nhưng tiền thưởng lại không thiếu sau khi khách sáo vài câu với vương tử quân tần thọ sinh mời vương tử quân đến khách sạn huy đô hắn sẽ chờ ở đó vương tử quân đặt điện thoại xuống trong lòng xuất hiện một dấu chấm hỏi tần thọ sinh là giám đốc nhà máy rượu hồng la xuân hắn đến thành phố an dịch tìm mình vì cái gì vương tử quân thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân tần thọ sinh tìm mình lần này hắn đến thành phố an dịch cũng chỉ vì muốn gặp trịnh đông phương sau khi xe chạy ra khỏi huyện thành lô bắc thì vương tử quân nhận được điện thoại của thư ký trương đức long chào chủ tịch vương trương đức long vừa nối thông điện thoại với vương tử quân thì dùng giọng tràn đầy nhiệt tình nói trương đức long là thư ký của bí thư thị ủy không ngờ gọi điện thoại cho mình lại nhiệt tình thoải mái như thế điều này làm cho hảo cảm của vương tử quân với trương đức long tăng lên vài phần xem như trương đức long có thể tiến lên làm thư ký cho bí thư trịnh đông phương cũng có vài phần tài năng chào thư ký trương lãnh đạo trịnh có thời gian rảnh không vương tử quân gần đây thấy có nhiều người gọi mình là lãnh đạo tất nhiên lúc này cũng hỏi như vậy với trương đức long bí thư trịnh đang họp nếu không thì anh chờ một chút nhé trương đức long nhìn thoáng qua bốn phía sau đó khẽ nói với vương tử quân bí thư trịnh đang họp vương tử quân trầm ngâm khoảnh khắc sau đó hắn nói tiếp thư ký trương làm phiền anh báo cáo với bí thư trịnh một tiếng nói là tôi có chuyện khẩn cấp cần báo cáo được chủ tịch vương khi nào bí thư họp xong thì tôi sẽ báo cáo ngay đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho anh trương đức long trầm ngâm khoảnh khắc rồi khẽ nói vương tử quân cúp điện thoại mà dựa lưng ra ghế ánh mắt rơi vào khung cảnh núi đồi ở bốn phía lúc này vẫn còn là mùa xuân xem như hương xuân đã quá nồng màu xanh bao phủ khắp núi đồi lúc nào đường an lô thật sự có rất nhiều xe qua lại xe lớn xe nhỏ đầy đường lúc này bốn làn đường đã giống như sinh ra cảm giác chật trội nhưng có một vấn đề cần quan tâm, đó chính là dòng xe hỗn loạn chật kín đó đang mang đến động lực phát triển kinh tế cho huyện Lô Bắc. Xe của Vương Tử Quân cũng không chạy quá nhanh, khi đến thành phố An Dịch thì đã là 11 giờ trưa, Trương Đức Long gọi điện thoại đến nói rằng 2 giờ chiều trịnh Đông Phương sẽ chờ ở phòng làm việc. Dưới tình huống bình thường thì bí thư huyện ủy muốn gặp mặt bí thư thị ủy tất nhiên phải hẹn trước, nhưng chính mình chỉ gọi điện thoại đã làm cho Trịnh Đông Phương để Trương Đức Long sắp xếp thời gian, có thể thấy vị bí thư thị ủy kia rất nể mặt mình. "Chủ tịch Vương, chúng ta đi đâu bây giờ?" Thái Thần Bân chạy xe vào thành phố An Dịch rồi khẽ hỏi Vương Tử Quân. "Đi đến khách sạn Huy Đô." Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi khoát tay với Thái Thần Bân, hắn khẽ nói. Thái Thần Bân đáp ứng một tiếng, hắn bẻ tay lái rồi chạy về một hướng khác. Lúc này dòng xe cộ ở thành phố An Dịch thật sự không hỗn loạn như chục năm nữa, thế nhưng muốn chạy nhanh cũng không được khi xe của vương tử quân chạy đến bãi đậu xe rộng lớn của khách sạn huy đô vì đúng giờ cơm nên bãi đậu xe đã hầu như chật cứng thái thần bân dừng xe lại vương tử quân xuống xe đi vào cửa chính khách sạn huy đô hai nhân viên tiếp tân mặc váy và đeo tất chân đen có vẻ mê người dùng giọng nhiệt tình chào mừng khách hàng ngay sau đó cũng giúp khách hàng kéo cửa đi vào vương tử quân không biết tần thọ sinh sắp xếp bàn ở chỗ nào hắn vừa định gọi điện thoại thì có người nhanh chóng đi đến khi còn chưa đến bên cạnh vương tử quân thì đã nhiệt tình vươn tay ra nói chào chủ tịch vương đã lâu không gặp vương tử quân đưa mắt nhìn người đến cũng là người quen chính là chủ nhiệm văn phòng hạ kiến nhân của nhà máy rượu hồng la xuân thế là hắn cười bắt tay với đối phương chào chủ nhiệm hạ chúng ta đã lâu không gặp hai chai rượu anh biếu thật sự uống rất ngon ông nhà tôi thật sự rất thích thật ra hai chai rượu là do tần thọ sinh đưa đến cho vương tử quân thế nhưng nó lại qua tay của Hạ Kiến Nhân, lúc này Vương Tử Quân nói đó là của SNK. Cũng không sinh ra chút sai lầm nào, nhưng Hạ Kiến Nhân cảm thấy mình được Vương Tử Quân sơn son thiếp vàng, gương mặt càng thêm vui sướng. Chủ tịch Vương, Giám đốc Tần đang chờ anh, mời anh. Hạ Kiến Nhân vừa nói vừa cúi người mời Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói gì mà trực tiếp xảy bước đi về phía cầu thang, Hạ Kiến Nhân theo sắt phía sau. Hạ Kiến Nhân cũng không quên gật đầu với Thái Thần Bân, sau đó nhanh chóng nhét danh thiếp của mình vào tay Thái Thần Bân. Tuy Vương Tử Quân rất khách khí với hắn, thế nhưng hắn lại định vị chính xác địa vị của mình, hắn biết mình nên kết giao với người bên cạnh Vương Tử Quân thì hay hơn. Vừa lên đến lầu 2 thì Tần Thọ Sinh đã tiến ra đón chào với vẻ mặt vui sướng, hắn vừa cười vừa vươn tay với Vương Tử Quân. "Chủ tịch Vương, chúng ta đã lâu không gặp, cậu thật sự làm tôi rất nhung nhớ." Sự nhiệt tình của Tần Thọ Sinh cũng nằm trong dự đoán của Vương Tử Quân, nhưng khi bắt tay với Tần Thọ Sinh thì hắn lại chú ý đến một người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh. Gương mặt tròn trịa của người đàn ông trung niên cũng đang treo nụ cười, bộ dạng đi theo bên cạnh Tần Thọ Sinh thật sự rất ổn định và trầm lắng, nhìn qua thì biết đó là người có xuất thân cán bộ cơ quan. Khi hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên, đối phương cũng khẽ gật đầu với hắn. "Giám đốc Tần, tôi cũng rất nhớ anh." chúng ta mới đó đã trở thành người của hai tỉnh, tôi lại ít khi quay về thành phố Hồng Ngọc, anh cũng đừng nên trách." Vương Tử Quân bắt tay với Tần Thọ Sinh rồi vừa cười vừa nói. Tần Thọ Sinh thấy Vương Tử Quân nể mặt mình như vậy thì càng cười thêm sáng lạn, hắn cười ha hả nói: "Điều này cũng không trách cậu được, nếu không phải cậu xây dựng đường An Lô, chỉ sợ thành phố Hồng Ngọc chúng ta cũng khó thể nào phát triển tốt." Hai người nói chuyện rồi đi vào phòng đây là một gian phòng rộng 450 mét vuông được lắp đặt rất xa hoa, những ngọn đèn sáng ngời bừng sáng làm cho những vật dụng thủy tinh càng thêm lóe mắt. Chủ tịch Phương, để tôi giới thiệu một chút, đây là Triệu Trách Ý, là bạn học cũ của tôi, bây giờ đang là trưởng phòng pháp quy của khối chính quyền thành phố An Dịch. Sau khi đi vào phòng thì Tần Thọ sinh nhanh chóng chỉ tay vào người đàn ông trung niên ở bên cạnh rồi nói. Trường 357 mười thất ngựa yếu cũng có thể chạy xa ngàn dặm. Trưởng phòng Triệu, chúng ta đều là cán bộ thành phố An Dịch, kính mong sau này lãnh đạo quan tâm nhiều hơn." Vương Tử Quân cười cười vươn tay với Triệu bí ý, lại dùng giọng nhiệt tình nói. Vương Tử Quân tỏ ra nhiệt tình nhưng Triệu bí ý biết rõ người đứng trước mặt mình là nhân vật nào. Vương Tử Quân tuy chỉ là một vị chủ tịch huyện trong thành phố, thế nhưng lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân thật sự vượt xa so với bất kỳ vị bí thư huyện ủy nào khác, nếu mình so sánh với người ta thì thật sự là kém quá xa. Chủ tịch Vương, ngài cũng đừng nên nói như vậy, tôi chỉ là một cán bộ cấp phó ban, sau này mong anh quan tâm nhiều hơn. Triệu bí ý dùng hai tay bắt chặt tay Vương Tử Quân, lại dùng giọng nhiệt tình nói. Ba người lên tiếng rồi cùng nhau ngồi xuống bàn, khi ngồi xuống, tuy Triệu bí ý và Tần Thọ Sinh đã cực kỳ nhiệt tình mời Vương Tử Quân lên ngồi ghế thủ tịch, thế nhưng cuối cùng Vương Tử Quân vẫn đẩy Tần Thọ Sinh ngồi lên. Lý do tất nhiên lúc này là trường hợp anh em bạn bè gặp nhau, nào có chuyện hắn giành vị trí của người anh lớn tuổi hơn. Lần này Tần Thọ Sinh tìm Vương Tử Quân rõ ràng là có mục đích, lúc này thấy Vương Tử Quân khách khí với mình như vậy, chỉ cảm thấy mình thật sự có thể diện trước mặt bạn bè, thế là gương mặt càng tươi vui hơn. Hai người Vương Tử Quân và Tần Thọ Sinh nói về vài tình huống ở thành phố Hồng Ngọc, sau đó Tần Thọ Sinh cười ha hả nói. Bí ý cùng tôi lớn lên từ nhỏ, hai chúng tôi tuy không cùng một xã thế nhưng hai bên chỉ cách nhau một con sông mà thôi. Chủ tịch Vương, các cậu sau này ở thành phố An Dịch cũng nên quan tâm đến nhau nhiều hơn. Triệu bí ý thấy tần thọ sinh nói đến mình thì trong mắt có thêm chút ánh sáng nóng bỏng, hai tay liên tục trà sát, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Điều này cũng không trách được hắn, vì hắn không có hy vọng với chuyện lần này, lại chưa từng có ý nghĩ sẽ có cơ hội. Hôm nay vô tình nghe bạn học cũ là tần thọ sinh biết vương tử quân, tin tức này giống như xét giữa trời quang, hắn cảm thấy chút hy vọng cho tàn trong lòng mình bắt đầu cháy lại. Thật ra Triệu Bí Ý đã sớm kính ngưỡng chủ tịch Vương Tử Quân từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp Vương Tử Quân. Hắn đưa mắt nhìn người cán bộ thanh niên trẻ tuổi đẹp trai trước mặt, thật sự nghi ngờ đây chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp vào đời. Không ngờ người thanh niên nói chuyện như mây trôi nước chảy này chính là một đại nhân vật có thể nghiêng tay làm gió lật tay làm mưa ở thành phố An Dịch, là hạng người cực kỳ khí phách, ngay cả hạng người như Dương Quân Tài cũng bị đối phương làm cho thất bại thảm hại, ảm đạm xuống đài dù vương tử quân sắp được điều đi thế nhưng nói về lực ảnh hưởng của người này ở huyện lô bắc vẫn rất lớn vẫn là đệ nhất có nhiều chuyện thị ủy cần phải trưng cầu ý kiến của người này vương tử quân cười cười nói bạn của giám đốc tần thì cũng là bạn của tôi mọi người giúp đỡ lẫn nhau là được cái gì mà quan tâm này nọ anh cũng đừng khách khí tần thọ sinh và vương tử quân nói thêm vài câu sau đó nói rõ ý nghĩ của mình thì ra triệu bí ý công tác ở khối chính quyền thành phố có chút không được như ý muốn, muốn xuống cơ sở công tác 2 năm, trước mắt huyện Lô Bắc đang ở vào thời điểm thay đổi nhân sự, hắn muốn vương tử quân hỗ trợ một chút, có thể giúp đỡ để triệu bí ý xuống Lô Bắc rèn luyện một thời gian hay không. Vương tử quân có chút trầm ngâm với vấn đề của tần thọ sinh, khi hắn đâng định trả lời, còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng đóng chặt đã bị đẩy ra, một người đàn ông hơn 40 nhanh chóng đi vào. Anh Triệu, nghe nói anh mời khách ở đây, tôi xem như không mời mà đến, có cần tôi ra mặt tiếp khách cho anh không? Người đàn ông này không quá cao, gương mặt lại cực kỳ ngạo nghế, bày ra bộ dạng thượng cấp nói chuyện với hạ cấp. Triệu bí ý thấy người này thì vẻ mặt khẽ biến đổi, nhưng hắn vẫn phải đứng lên nói. Trường phòng hà, tôi mời bạn học cũ đến dùng bữa cơm rau dưa mà thôi. À, bạn học đến thì cũng nên chiêu đãi cho tốt, à, mà tôi cũng nên mời bạn học của anh một ly mới được trưởng phòng hà nói xong thì nhìn về phía tần thọ sinh cũng không có ý muốn chào hỏi hắn khẽ hừ một tiếng rồi nói tiếp này anh triệu có phải nên đổi phòng không ba người dùng một gian phòng lớn như thế này có phải quá lãng phí rồi không cây tranh nhau một lớp vỏ con người tranh nhau một lời nói triệu bí ý mời người dùng cơm chính là muốn tìm thể diện bây giờ trưởng phòng hà mở miệng là muốn mình đổi phòng rõ ràng là cực kỳ không lễ phép hơn nữa giọng điệu của trưởng phòng hà căn bản không có ý thương lượng giống hệt như mệnh lệnh vẻ mặt triệu bí ý chợt đỏ bừng bừng nhưng hắn rõ ràng rất cố kỵ trưởng phòng hà một lúc lâu sau mới dùng giọng khó xử nói trưởng phòng hà anh xem tôi đã sắp xếp xong hết rồi sắp xếp xong cũng phải đổi tôi còn có việc thế này đi các anh đến lam hải vịnh cứ tính sổ cho tôi trưởng phòng hà vừa nói vừa vung tay với một vị cán bộ trẻ tuổi đi theo phía sau đi gọi điện thoại cho Lam Hải Vịnh, để cho bọn họ chuẩn bị một phòng cho trưởng phòng triệu. Gương mặt tần thọ sinh thật sự trở nên khó nhìn, nếu như ở thành phố Hồng Ngọc thì hắn đã sớm đứng ra giữ thể diện cho bạn mình, nhưng lúc này hắn lại ở thành phố An Dịch, cũng không biết rõ tình huống, không dám mở miệng bậy bạ, đỡ gây phiền cho bạn học của mình. Nhưng sự việc một ngạt thế này là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải. Cảm ơn trưởng phòng Hà, tôi vẫn có tiền để chi trả cho bữa cơm này. Triệu bí ý cao mày, cuối cùng kiên quyết từ chối. Thấy tiểu tử triệu bí ý không nể mặt mình thì trưởng phòng hà chợt đỏ mặt tía tai, hôm nay hắn mời một nhân vật quan trọng đến dùng cơm, hẹn dùng cơm ở khách sạn Huy Đô. Hắn tưởng rằng khách sạn sẽ nể mặt mình, một phòng sẽ không là vấn đề, không ngờ tất cả đều đã được sử dụng, nếu đổi chỗ thì không phải làm khổ khách mời sao. Vì vậy khi nghe nhân viên phục vụ nói triệu bí ý cũng mời khách ở chỗ này, thế là hắn quyết định đến ép triệu bí ý đổi địa điểm tiếp khách anh triệu anh làm gì gì vậy còn khách khí gì nữa mau đi nhanh lên đi đến lam hải vịnh đi trưởng phòng hà vừa nói vừa ngồi xuống ghế mà không thèm phân trần người thanh niên đi theo trưởng phòng hà đến lại kéo tay triệu bí ý rồi nói anh triệu hôm nay là thời điểm quan trọng của trưởng phòng hà anh cũng đừng làm khó anh ấy sau này chúng ta sẽ cùng uống vài ly anh đi thôi đi thôi người thanh niên vừa nói vừa muốn đẩy triệu bí ý ra ngoài Lúc này triệu bí ý có thể nói là tiến thối lưỡng nan, một là không muốn đắc tội với trưởng phòng hà, nhưng nếu cứ đi như vậy, mình mất mặt là chuyện nhỏ, khách của mình cũng mất mặt. Trưởng phòng hà, anh đổi chỗ khác đi, khách của tôi đã đến đủ rồi. Triệu bí ý cố gắng nhẫn nhịn, hắn tranh thủ áp chế tâm tình rồi lên tiếng. Vẻ mặt trưởng phòng hà càng trở nên khó coi, hắn vỗ tay lên bàn thật mạnh. Triệu bí ý, nói thật cho anh biết, hôm nay tôi mời trưởng phòng cắt đến dùng cơm, nếu anh thức thời thì tranh thủ thời gian mà đến Lam Hải Vịnh, nếu không thì cứ chờ đó mà rót rượu cho trưởng phòng cát. Nhắc đến trưởng phòng cát thì đám người công tác trong khối đảng ủy chính quyền thành phố An Dịch đều biết đó là ai, thật sự rất kính sợ chủ nhân của cái tên kia, dù sao thì đó cũng là vị lãnh đạo nắm lấy mũ ô xa của mọi người. Vẻ mặt triệu bí ý càng trở nên đỏ hồng, người thanh niên đứng bên cạnh trưởng phòng hà lại càng lên tiếng khuyên bảo. Anh Triệu, anh nhanh lên thôi, Hôm nay trưởng phòng tổ chức xuống tìm nói chuyện với trưởng phòng Hà, muốn đề cử trưởng phòng Hà xuống làm bí thư huyện ủy Lô Bắc, chỉ còn kém trình tự nữa là xong mà thôi. Anh xem, bây giờ trưởng phòng Hà sắp có chuyện tốt, anh còn ở đây gây rối làm gì? Bí thư huyện ủy Lô Bắc, hi hi, chức vụ này thật sự rất tốt. Khi viên cán bộ thanh niên bên kia đang định tiếp tục kéo Triệu Bí ý ra ngoài thì một tiếng nói mỉa mai vang lên từ trong miệng của Vương Tử Quân. Ngay từ đầu thì Vương Tử Quân đã không muốn mở miệng, dù sao thì vấn đề này cũng liên quan đến tương lai của Triệu Bí Ý, chính mình tuy không thích nhưng cũng không muốn mở miệng làm ảnh hưởng đến tương lai của người ta. Nhưng lời nói của tên cán bộ thanh niên kia thì khác, đối phương nói trưởng phòng Hà sắp tiến lên làm bí thư huyện ủy Lô Bắc, điều này làm cho tâm tình của Vương Tử Quân trở nên khó chịu. Một người như vậy đến nhận chức bí thư huyện ủy Lô Bắc làm cho Vương Tử Quân cảm thấy không thoải mái. Sự việc đã đến mức này thì hắn cũng không cần quan tâm đến lễ tiết, hắn muốn đứng ra chống đỡ thể diện cho Triệu Bí Ý. Lời nói tràn đầy mỉa mai của Vương Tử Quân tất nhiên sẽ rơi vào trong tai của trưởng phòng Hà, mà trưởng phòng Hà là một cán bộ công tác cơ quan lâu năm, nào không nghe rõ ý nghĩa mỉa mai trong lời nói này. Hắn đang cực kỳ xuân phong đắc ý, thấy tên thanh niên kia mở miệng khiêu khích mình, thế là gương mặt trở nên bức bối khó nhịn. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng khinh thường nói: Tất nhiên là chức vị tốt, lời này của cậu là rất đúng. Tiểu tử, tôi nói một câu không dễ nghe, đó chính là những người có tính cách nói năng không che đậy miệng như vậy thường rất khó phát triển đi lên. Hừ, sự việc cũng không dễ dàng như vậy, tất cả đều có thể xảy ra. Vương Tử Quân nở nụ cười không cho là đúng, hắn nhấp một ngụm trà rồi nói với Tần Thọ Sinh. Anh Tần, tôi thật sự không lên được vị trí kia nhưng tôi cảm thấy vị trí bí thư huyện ủy ít nhất cũng phải cần một người ổn định và trưởng thành, cũng không phù hợp với loại người chỉ biết khoe khoang hống hách thế này. Vẻ mặt tần thọ sinh lúc này cũng thả lỏng hơn, hắn ở thành phố Hồng Ngọc không sợ bất kỳ ai, bây giờ ở thành phố An Dịch, nếu không phải nể mặt bạn học cũ thì đã sớm nổi giận. Bây giờ vương tử quân mở miệng, hắn cũng đã bỏ đi một nửa cảm giác lo lắng cho triệu bí ý, hắn cười hì hì phụ họa theo vương tử quân. Cậu gần đây là người cực kỳ sắc bén, cậu nói hắn làm không được, chắc chắc sẽ không được làm. Hai người đối thoại với nhau làm cho trưởng phòng Hà cảm thấy mất hứng, hắn có thể trở thành người được đề cử thì đã thành công hơn phân nửa rồi. Điều cố kỵ nhất lúc này chính là phải làm tốt công tác giải thảm, không nên bỏ lỡ một cơ hội tốt như lúc này. Bây giờ nghe thấy hai tên khốn mở miệng nói lung tung, bảo mình không phù hợp, vậy là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác căm tức. Hai người các anh nói hưu nói vượn gì vậy? Tên cán bộ thanh niên đi theo trưởng phòng Hà là người đứng ra nói lời ngăn cản đầu tiên. Hắn là tâm phúc của trưởng phòng Hà. Tất nhiên vào thời điểm mấu chốt phải là người đứng ra đầu tiên. Tôi nói anh ta không phù hợp làm bí thư huyện ủy Lô Bắc thế nào? Có gì sao? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn tên cán bộ thanh niên kia. Hắn nói từng chữ một rất rõ ràng. Hư rất lớn lối. Tôi cảm thấy anh ấy là phù hợp nhất. Không ngờ nơi đây còn xuất hiện một trưởng phòng tổ chức thứ hai một tiếng cười lớn vang lên, một đoàn người đẩy cửa đi vào, một người đàn ông đi đầu được người ta vây quanh như sao quanh trăng mỉm cười nói. Người đàn ông này lên tiếng làm cho đám người đi theo cười lớn, tiếng cười này rõ ràng là chĩa về phía vương tử quân, rõ ràng có ý nói rằng tên thanh niên kia thật sự không biết lượng sức. Nhưng người đàn ông đi đầu nhìn thấy gương mặt của vương tử quân thì vẻ mặt chợt khựng lại, nụ cười trên mặt cũng giống như đóng băng ngay lập tức. Chào trưởng phòng cát, Vương tử quân đứng lên vươn tay ra với các trường lễ, gương mặt ấm áp như mùa xuân. Trường phong cát, anh cảm thấy anh ta thích hợp làm bí thư huyện ủy Lô Bắc sao? Các trường lễ lúc này thật sự nghẹn họng đỏ mặt tía tai, hắn không ngờ lại đụng mặt vương tử quân ở chỗ này. Hắn nghĩ đến lời nói không hay của mình vì quá vui vẻ vào lúc vừa rồi, hắn thật sự sinh ra xúc động muốn cho mình một tát. Hắn là cán bộ làm công tác tổ chức, những gì liên quan đến nhân sự đều phải có tính bí mật ít nhất đây cũng là tố chất của cán bộ tổ chức, mình sao lại nói trắng ra như vậy. Đồng chí trưởng phòng Hà có lập trường chính trị kiên định, an tâm chịu khó công tác, cũng có kinh nghiệm công tác cơ sở, lúc này nếu được đề bạt làm bí thư huyện ủy Lô Bắc, nhất định sẽ nắm chắc công tác đoàn kết và đại cục. Không biết vì sao các trường lễ thấy vương tử quân lên tiếng phân cao thấp thì trong lòng sinh ra chút cảm giác ái ngại, thế cho nên lời nói vào lúc này giống như đang báo cáo công tác với Trịnh Đông Phương thấy các trường lễ có thái độ khác thường thì vẻ mặt đám người hộ tống chung quanh chợt biến đổi, gương mặt trưởng phòng hà cũng trở nên ngưng trọng hơn vài phần, ánh mắt nhìn về phía vương tử quân có thêm chút hoài nghi. Hừ, trưởng phòng cát, anh khái quát cực kỳ đúng chỗ, thế nhưng đáng tiếc là lời nói của anh thật sự không tính. Vương tử quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn các trường lễ, sau đó hắn nói ra từng chữ một. Lời nói của anh thật sự không tính. Những lời này giống như một quả bom ném vào phòng, đám người đi theo các trường lễ đến tham gia bữa tiệc chiêu đãi này phần lớn đều là những cán bộ có danh dự và uy tín trong các cơ quan đảng ủy chính quyền thành phố An Dịch, lúc này bọn họ đưa mắt nhìn nhau mà thật sự giật mình líu lưỡi. Bọn họ tham chính nhiều năm, thật sự chưa từng thấy người nào lên tiếng với trưởng phòng tổ chức thị ủy như vậy. Lời nói của anh thật sự không tính, đây là một câu nói cực kỳ có khí phách, thật sự giống như một cái tát như trời giáng lên mặt các trường lễ. Phương Tử Quân, anh nói chuyện cần chú ý một chút. Cát trường lễ tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng bừng, hắn run rẩy chỉ vào vương tử quân rồi thở phì phò nói. Ba chữ vương tử quân vừa ra khỏi miệng cát trường lễ thì thật sự giống như một câu thần thú, điều này làm cho vẻ mặt đám người đang cố gắng suy đoán về thân phận của vương tử quân trở nên cực kỳ cổ quái. Dù bọn họ chưa từng gặp mặt vị chủ tịch huyện cực kỳ cường thế này bao giờ, thế nhưng đây là nhân vật có thể làm cho một cán bộ có xuất thân mạnh mẽ không phải là dân đen như dương quân tài xuống đại ảm đạm, là hình tượng thật sự khắc sâu vào ấn tượng của mọi người. Một nhân vật như vậy nói ra những lời như vừa rồi, thật sự không khỏi làm cho người ta suy nghĩ đến nhiều phương diện khác. Trường phòng Hà đứng cách các trường lễ không xa, lúc này giống như có vài chục con chuột đang cào cấu trong lòng. Hắn càng hối hận không thôi, thầm nghĩ mình ăn vào thứ quái quỷ gì mà chạy đến gian phòng này, nếu biết rõ nơi này có vương tử quân thì hắn đã đổi sang nơi khác từ lâu rồi. Nhưng trên đời này không bán thuốc hối hận, nếu những vị chủ tịch khác nói như vậy thì trưởng phòng Hà sẽ không tin, nhưng đây là Vương Tử Quân lên tiếng, hắn cảm thấy cái mũ ô sa tượng trưng cho vị trí bí thư huyện ủy Lô Bắc sắp đội lên đầu mình đã càng trở nên mơ hồ. Tôi nói chuyện cần chú ý thế nào? Trưởng phòng Cát, tôi nói cũng không sai, lời nói của anh thật sự không tính thì sẽ là không tính, dựa theo chế độ tổ chức, vị trí bí thư huyện ủy phải do hội nghị thường ủy thị ủy quyết định, anh mở miệng đã sắp xếp cho anh ấy là bí thư huyện ủy Lô Bắc chẳng lẽ anh cảm thấy mình là một trưởng phòng tổ chức thì có thể đại biểu cho Bí Thư Trịnh, Chủ tịch Lý, Bí Thư Trình, đại biểu cho toàn thể thường ủy an dịch sao? Nếu thật sự là như vậy thì làm phiền anh lập lại lời nói vừa rồi cho tôi nghe thử xem. Vương Tử Quân tuy không lớn tiếng nhưng những lời nói của hắn không khỏi làm cho các trường lễ nghẹn họng và thiếu chút nữa là học máu. Tất nhiên các trường lễ sẽ không dám nói như vậy, hắn thật sự là trưởng phòng tổ chức, nhưng hắn ngồi ở vị trí đó thì sao? nếu như lời nói của hắn rơi vào trong tai lãnh đạo thị ủy, đó là lời nói trái với kỷ luật, chẳng phải mình không xem lãnh đạo ra gì, coi rẻ thượng cấp sao. Điều làm cho các trường lễ càng thêm tức giận là vương tử quân cầm bí thư trịnh và chủ tịch lý ra để áp chế mình thì không sao, thế nhưng đối phương còn kéo cả trình vạn thọ đứng ra, đây không phải là lấy mình ra làm trò đùa à. Hắn cũng không nghĩ rằng vương tử quân vô duyên vô cớ nhắc đến trình vạn thọ. Vẻ mặt các trường lễ liên tục biến đổi, chợt đỏ chợt trắng, hai mắt lóe lên hào quang kinh người nếu như ánh mắt có thể ăn thịt người thì chỉ sợ trưởng phòng cát đã tiêu diệt vương tử quân từ lâu rồi hừ cát trường lễ rất muốn nói ra vài lời áp chế vương tử quân thế nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài ôi trưởng phòng cát tôi cũng không biết anh muốn dùng gian phòng này nếu như biết trước thì dù thế nào tôi cũng phải nể mặt anh bây giờ anh đã đến không bằng chúng ta cùng dùng một bữa cơm chứ vương tử quân nhìn bộ dạng phất tay áo bỏ đi của các trường lễ hắn khẽ hô lên một tiếng các trường lễ lúc này không quan tâm đến lời nói của vương tử quân chỉ bước vài bước đã đi ra khỏi phòng đám trưởng phòng hà và những người đi theo ở phía bên kia thấy các trường lễ rời đi thì cũng theo đuôi đi ra trưởng phòng hà nhìn trận thế của mình lại nhìn vương tử quân tất nhiên sẽ nhanh chóng chạy theo các trường lễ trong phòng chỉ còn lại ba người triệu bí ý tần thọ sinh và vương tử quân nếu gương mặt vương tử quân khá vui vẻ thì triệu bí ý lại rất mất tự nhiên, hắn chỉ là một cán bộ bình thường, bây giờ đắc tội với trưởng phòng tổ chức và trưởng phòng của mình, trong lòng không khỏi bùng lên những con sóng cực kỳ khó chịu. Tử quân, cậu xem chuyện này có thể cho. Tần thọ sinh đưa mắt nhìn bộ dạng không yên của người bạn học cũ, trong lòng không còn chút trần trừ, hắn dùng giọng xin lỗi nói với vương tử quân. Tuy tần thọ sinh không phải người trong quan trường, thế nhưng cũng biết được không ít những chuyện trong quan trường, hắn thấy các trường lễ nổi nóng bỏ đi như vậy, rõ ràng là mình gây phiền cho vương tử quân, nếu không phải mình mời vương tử quân đến đây, sẽ không có sự việc như vậy phát sinh. Vương tử quân khẽ khoát tay áo rồi vừa cười vừa nói. Anh Tân, trời muốn mưa mà cô gái cũng muốn lấy chồng, những gì nên phát sinh thì cứ phát sinh, chẳng qua chỉ là sớm muộn mà thôi. Nhưng bây giờ sự việc có liên quan đến trưởng phòng triệu, sợ rằng trưởng phòng triệu cũng khó thể tiếp tục công tác ở cơ quan thị ủy, không bằng đổi hoàn cảnh đến huyện Lô Bắc chúng tôi. Tuy điều kiện không tốt bằng cơ quan thị ủy nhưng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như không có sự việc vừa rồi phát sinh thì Vương Tử Quân sẽ nói như vậy sẽ làm cho triệu bí ý vui mừng như điên. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân đắc tội với các trường lễ, làm sao hắn có thể tin được lời nói của Vương Tử Quân? Cái gì mà đưa hắn đến huyện Lô Bắc, chưa nói những người khác, các trường lễ là người đầu tiên không thông qua. Cảm ơn Chủ tịch Vương cho tôi cơ hội, nếu như tôi thật sự có thể xuống công tác ở huyện lô bắc tôi sẽ đi theo chủ tịch vương làm tốt công tác vài năm triệu bí ý tuy thật sự không yên nhưng lúc này là chủ nhà cũng chỉ có thể mở miệng kiên trì mà thôi vương tử quân nào không nhìn thấy vẻ khó chịu trên mặt triệu bí ý nhưng hắn cũng không muốn giải thích cũng không muốn nói quá nhiều khi rượu và thức ăn được dọn lên mọi người bắt đầu ăn uống nhưng vì buổi chiều vương tử quân còn phải gặp mặt trịnh đông phương thế là bữa cơm chỉ qua loa mà thôi khi đi ra khỏi khách sạn huy đô vẻ mặt triệu bí ý vẫn treo nụ cười thế nhưng nhìn qua vẫn thấy có chút cứng nhắc điều này chứng tỏ sự việc vừa xảy ra thật sự khó thể tiêu tan cũng khó trách hắn vì hắn chỉ là một vị phó phòng bây giờ đắc tội với một vị trưởng phòng tổ chức thị ủy dù là bất kỳ ai cũng không thể vui vẻ cho được anh tần hôm nay anh cũng đừng đi vội chờ tôi làm xong việc thì chúng ta sẽ uống một bữa vui say vương tử quân bắt chặt tay tần thọ sinh rồi vừa cười vừa nói Tần Thọ Sinh có chút bất mãn với biểu hiện của bạn học cũ nhưng ngoài miệng lại không dám nói gì, hắn đành phải bắt tay cười gượng với Vương Tử Quân, nói rằng nếu không có việc gì làm thì hãy đến thành phố Hồng Ngọc gặp mặt uống rượu. Hai người nói thêm vài câu, Vương Tử Quân lên xe đi về phía thị ủy An Dịch. Sau khi thấy chiếc xe Santana màu đen chạy khuất dạng thì Tần Thọ Sinh mới quay sang an ủi bạn học của mình. Cậu nhìn bộ dạng chán nản của mình kia, Vương Tử Quân không phải đã nói rồi sao? Cậu ấy cũng không phải là người nói không giữ lời, anh cũng không cần nghĩ gì nhiều, chuẩn bị đến lô Bắc công tác 2 năm là vừa. Triệu Bí Ý không ngờ bạn học của mình lại nói ra những lời như vậy, hắn ngẩn ngơ một lát rồi cũng quên cố kỵ mà nói. Anh ta có thể hoàn thành được sao? Nếu cậu ta đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ thành. Tần Thọ Sinh nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Bí Ý rồi nghiêm túc nói. Khi Vương Tử Quân đi đến khu văn phòng thị ủy An Dịch thì đúng 1 giờ 45 lúc này có không ít xe con chạy vào khu văn phòng thị ủy, càng có không ít cán bộ chạy xe máy xe đạp đi làm việc, cảnh tượng chung quanh khá bận rộn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thái Thần Bân đến khu văn phòng thị ủy, hắn dừng xe bên ngoài khu văn phòng dành cho các vị thường ủy thị ủy, Vương Tử Quân lại đẩy cửa xe bước xuống đi về phía phòng làm việc của Trịnh Đông Phương. Khi Vương Tử Quân vừa đi được hai bước thì một chiếc Audi màu đen chậm rãi chạy đến ngay bên cạnh. Đây không phải là chủ tịch Vương Tử Quân sao? một âm thanh nhàn nhạt chợt vang lên từ chiếc xe audi ở phía sau khi âm thanh vang lên thì trình vạn thọ bước xuống từ chỗ ngồi phía sau chiếc audi hắn xách một chiếc cặp công văn nhìn qua rất có phong thái của lãnh đạo vương tử quân thấy trình vạn thọ thì nhanh chóng nở nụ cười hắn nhanh chóng đi về phía phó bí thư trình chào bí thư trình trình vạn thọ hôm nay thật sự rất vui hướng đi của vương tử quân xem như đã định Hắn nghĩ đến kết quả Vương Tử Quân bị sắp xếp đến ghẻ lạnh ở vị trí trưởng phòng nghiên cứu chính sách của khối chính quyền tỉnh mà trong lòng không khỏi sảng khoái, càng làm hắn cảm thấy vui vẻ hơn chính là trong lòng đang nghĩ về tên khốn này, không ngờ đối phương lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Nụ cười nhạt của Vương Tử Quân thật sự rất đáng ghét trong mắt Trình Vạn Thọ, nếu không phải người này thì Dương Quân Tài cũng không rơi rớt đến tình trạng khốn khổ như lúc này. Nếu không phải đối phương thầm ra tay, chính mình có thể nhờ cây cầu của dương quân tài để có thể có quan hệ thân thiết với dương gia ở trung ương sợ rằng sau này đường làm quan của hắn sẽ càng ngày càng cao không ngờ tất cả ước mơ của hắn đều bị vương tử quân đập bể ha 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 tử quân hôm nay tôi nghe các đồng chí phòng tổ chức tỉnh ủy nói cậu sẽ đến nhận công tác quan trọng ở phòng nghiên cứu chính sách của khối chính quyền tỉnh nói thật thì tôi rất là không nỡ một đồng chí như cậu lên tỉnh công tác là tổn thất rất lớn cho thành phố an dịch trình vạn thọ cười tủm tỉm vẻ mặt tiếc hận, nhưng dù là ai cũng có thể nghe thấy hắn đang tự vạch áo cho người xem lưng. Nếu vương tử quân được đề bạt làm chủ nhiệm của phòng nghiên cứu chính sách thì sẽ là thăng chức, nhưng khốn nổi chỉ là một vị trưởng phòng bình thường, hi hi, đó là cách biệt một trời một vực. Cấp bậc khác trong khối chính quyền tỉnh là không nhiều, thế nhưng cấp bậc chính xứ thì thật sự là quá nhiều. Vương tử quân tất nhiên nghe rõ lời chiêu thức của trình vạn thọ, trong lòng hắn cũng có tính toán của mình, hắn cười hì hì dùng giọng biết thời thế nói nếu như anh trình thật sự cảm thấy khó thể bỏ qua như vậy tôi sẽ không đi ôi nếu dễ dàng như vậy thì tốt rồi ai bảo lãnh đạo tỉnh ủy đã nhìn chúng nhân tài như cậu lãnh đạo muốn cậu được bồi dưỡng trọng điểm tôi dù không muốn cũng không ngăn được đồng thời tôi cũng không thể vì lòng ái tài của mình mà làm trễ nãi tương lai tốt đẹp của cậu trình vạn thọ nói đến bốn chữ tương lai tốt đẹp thì không khỏi lớn tiếng nhấn mạnh vương tử quân mỉm cười cảm tạ sự quan tâm của trình vạn thọ Lúc này Trình Vạn Thọ cũng tiến lên kéo tay Vương Tử Quân, khuyến khích Vương Tử Quân sau khi ngồi lên cương vị công tác thì nhất định phải cố gắng, phải tạo ra một thời đại mới. Trình Vạn Thọ yêu cầu dù Vương Tử Quân có đến nơi nào cũng không nên quên mình là cán bộ thành phố An Dịch, đại biểu cho hình tượng cán bộ trẻ của thành phố An Dịch. Tử Quân, sau này cậu về tỉnh sẽ là lãnh đạo tỉnh, nếu tôi có tìm gặp cậu, cũng mong cậu đừng quên đấy nhé khi hai bên tách ra thì trình vạn thọ cũng không quên nói đùa một câu với vương tử quân vương tử quân bắt chặt bàn tay mềm nhũn của trình vạn thọ rồi nghiêm trang nói bí thư trình anh xem mình kìa tôi sao có thể quên nhưng dù quên ai tôi cũng không quên ngài dù sao thì ngài cũng có công dẫn dắt tôi hai bên cười lên ha hả trình vạn thọ ngẩng đầu đi về phía phòng làm việc của mình bàn chân nhấc lên cao bộ dạng đắc ý khó thể bỏ sót vương tử quân đưa mắt nhìn trình vạn thọ đi về phía phòng làm việc trên miệng là nụ cười vui vẻ hắn không biết sau khi trình vạn thọ biết mình đến báo cáo thứ gì cho trịnh đông phương không biết đối phương còn có biểu hiện vui vẻ như lúc này không chủ tịch vương mời anh ngồi bí thư trịnh đang nghỉ ngơi anh chờ một chút vậy khi vương tử quân đi đến trước mặt thì trương đức long vội vàng đứng lên hắn vừa mở lời mời ngồi vừa rót cho vương tử quân một ly trà vương tử quân mỉm cười bắt chuyện với trương đức long lại ngồi xuống đối diện với thư ký Trương. Trương Đức Long đặt ly trà trước mặt Vương Tử Quân rồi khẽ nói: "Hôm nay trưởng phòng tài chính tỉnh đến kiểm tra thị sát, giữa chưa bí thư Trịnh có uống hơi nhiều." Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà từ trong tay của Trương Đức Long rồi nói một tiếng cảm ơn, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm với Trương Đức Long. Trương Đức Long nhìn vẻ mặt lạnh nhạt và khá bình tĩnh của Vương Tử Quân mà trong lòng thầm sinh ra cảm thán tuy hắn lớn tuổi hơn vương tử quân thế nhưng lúc này không khỏi sinh ra cảm giác cực kỳ bội phục. Trương Đức Long là thư ký của bí thư thị ủy, hắn biết rõ một số việc mà người ta còn chưa được biết, tin tức vương tử quân sắp đến đảm nhiệm một vị trí trưởng phòng của phòng nghiên cứu chính sách tỉnh, đây là tin tức mà hắn là một trong những người biết trước khá sớm. Hắn là thư ký bên cạnh bí thư trịnh Đông Phương, những ngày tháng qua hắn cảm thấy có nhiều người vì được mất một vị trí mà tỏ ra lo lắng, bây giờ chủ tịch vương tử quân vẫn tươi cười như không, Điều này làm cho hắn không khỏi sinh ra cảm giác bội phục. Trương Đức Long tin tưởng Vương Tử Quân không thể không bức bối, thế nhưng bộ dạng lạnh nhạt bình thường như không của chủ tịch Vương chính là công phu khó có được. Hắn nghĩ đến tình huống lãnh đạo thường nhíu mày về hướng đi của Vương Tử Quân, hắn càng tỏ ra nhiệt tình hơn với chủ tịch Vương. Tút, tút, tút. Khi hai người đang nói chuyện thì điện thoại trên bàn làm việc của Trương Đức Long chợt vang lên, Trương Đức Long cầm điện thoại lên xem sau đó hắn vội vàng đứng lên nghiêm túc nói bí thư trịnh tôi là đức long trịnh đông phương ở đầu dây bên kia nói một câu gì đó trương đức long đặt điện thoại xuống nói chủ tịch vương bí thư trịnh mời anh vào phòng vương tử quân đặt ly trà trong tay xuống hắn đứng lên nói anh bạn ngày sau nếu rảnh thì hai ta cùng nhau tâm sự một phen trương đức long vội vàng gật đầu không dám biểu hiện chút tư thái của thư ký lãnh đạo hắn khách khí nói Chủ tịch Vương nếu có rảnh thì tùy tiện gọi tôi một tiếng, tôi đảm bảo dù mưa gió rông tố thế nào cũng sẽ đến theo lời hiệu triệu của ngài. Hai người một trước một sau đi vào phòng làm việc của Trịnh Đông Phương, phòng làm việc của bí thư Trịnh khá rộng rãi, lúc này bí thư đang uống trà nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc, hai hàng chân mày nhíu lại. Nói thật thì ngày hôm nay Trịnh Đông Phương suy nghĩ nhiều nhất là vấn đề nên nói chuyện với Vương Tử Quân như thế nào, lão tuyệt đối không ngờ lại có một sắp xếp ngoài ý muốn như vậy với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân sẽ là một vị trưởng phòng của phòng nghiên cứu chính sách, chức vị nhìn qua có vẻ khá tốt thế nhưng ai cũng biết độ nặng của nó là thế nào. Nếu Vương Tử Quân được đề bạt là bí thư huyện ủy thì sẽ có cấp bậc phó phòng, bây giờ nếu ném đến phòng nghiên cứu chính sách với cái mác cán bộ thanh niên được bồi dưỡng trọng điểm, như vậy căn bản là ướp lạnh. Hơn nữa Trịnh Đông Phương biết rõ tình hình của khối chính quyền tỉnh Sơn Nam, nếu Vương Tử Quân đến khối chính quyền tỉnh Sơn Nam thì sẽ có quả ngọt để ăn sao? Vì việc này mà Trịnh Đông Phương đã gọi điện thoại cho nhiếp hạ quân, thế nhưng nhiếp hạ quân ở đầu dây bên kia lên tiếng rất đường hoàng, nhưng từ những lời giải thích đường hoàng đó mà bí thư Trịnh biết rõ nhiếp hạ quân đang rất bất đắc dĩ. Dương Độ Lục vẫn còn lực ảnh hưởng quá lớn ở tỉnh Sơn Nam, có xu thế thâm căn cố đế, lay bất động, lật không đổ, dù là bí thư Trần Quốc Văn trước kia hay bí thư nhiếp hạ quân vào lúc này cũng khó thể nào khống chế hoàn toàn hội nghị thường ủy tỉnh ủy trịnh đông phương thầm nghĩ lung tung thì thấy vương tử quân bước vào phòng dưới ánh nắng trời chiều rực rỡ lúc này vương tử quân căn bản không có chút biểu hiện chán trường thật sự không cho là đúng chưa nói gì khác vương tử quân rõ ràng là một cán bộ có tố chất tâm lý tuyệt vời điều này không khỏi làm cho trịnh đông phương cảm khái vô hạn cũng chỉ có thể trông chờ vào ngày sau mà thôi trịnh đông phương thầm than một câu sau đó lão đứng lên khỏi ghế nói tiểu vương đến đây ngồi đi ngồi đi Chào bí thư Trịnh. Vương Tử Quân duỗi hai tay bắt chặt tay Trịnh Đông Phương, sau đó hắn mới ngồi xuống ghế sa lông trong phòng bí thư Trịnh. Khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì bí thư Trịnh cũng đã đi ra ngồi ở chiếc ghế sa lông phía bên kia. Trương Đức Long nhìn vị trí ngồi của bí thư Trịnh Đông Phương mà không khỏi sinh ra cảm giác đắc ý vì chính mình trước nay chú tâm nối quan hệ với Vương Tử Quân, hắn hiểu lãnh đạo ngồi như vậy là có ý gì. Dưới tình huống bình thường, dù tiếp kiến phó chủ tịch thành phố thì Trịnh Đông Phương cũng chỉ ngồi trên ghế làm việc của mình, không ngờ Vương Tử Quân đến thì bí thư Trịnh lại đi ra ngồi ngang hàng như thế. Vì vậy mà có thể thấy địa vị của chủ tịch Vương trong lòng bí thư Trịnh là rất cao. Trương Đức Long rót trà cho hai người rồi lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Sau khi cửa phòng được đóng lại thì bên trong chỉ còn lại hai người Vương Tử Quân và Trịnh Đông Phương. Hai người bắt đầu nói chuyện, người lên tiếng chủ đạo chính là Trịnh Đông Phương. Hơn nữa Trịnh Đông Phương cũng không chú tâm quá nhiều đến chuyện công tác, chỉ quan tâm đến cuộc sống của Vương Tử Quân. Tử Quân, cậu kết hôn có chút sơ sài, tôi thấy khi nào cậu rảnh thì nên đưa vợ đi dạo chơi. Năm tháng như thoi đưa, con người nhanh chóng giả lão, lời này thật sự không phải là giả. Giống như tôi vậy, lúc này muốn đi chơi, muốn lãng mạn cũng không còn tâm tình nữa rồi. Trịnh Đông Phương mỉm cười nâng ly trà chuyển chủ đề lên người mặc tiểu bắc. Trịnh Đông Phương là một bí thư thị ủy cấp phó bộ thì thật sự rất bận rộn, thời gian sắp xếp rất căng, căn bản cũng không có thời gian nói chuyện gia đình với cấp dưới, nhưng không biết vì sao bây gửi bí thư trịnh lại chú tâm đến vấn đề này như vậy. Nếu nói thật lòng thì Trịnh Đông Phương rất tán thưởng vị cán bộ thanh niên trưởng thành, thông minh, khéo léo và giỏi giang này, lão thật sự không biết nên sắp xếp hắn như thế nào cho phải. Lão thấy nói ra kết quả kia thì thật sự rất ngượng ngùng, dù là chính lão cũng cảm thấy kết quả đó không công bằng với vương tử quân cảm ơn bí thư trịnh quan tâm tôi cũng có quyết định như vậy nhưng lại không có nhiều thời gian tuyến trên có nhiệm vụ thì tuyến dưới chạy mỏi chân bí thư trịnh cũng không thể chỉ cho ra yêu cầu với chúng tôi nếu có rảnh thì ngài cũng nên đi nghỉ ngơi thoải mái một chút công tác mà dù sao cũng không thể làm hết được vương tử quân cười nói lại hai câu với trịnh đông phương sau đó hắn nói tiếp bí thư trịnh tôi có việc cần báo cáo với anh. Trịnh Đông Phương nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vương Tử Quân, lão thầm nghĩ, thứ gì nên đến cũng sẽ phải đến. Cũng may mà lão đã sớm chuẩn bị tâm lý, thầm nghĩ Vương Tử Quân nói ra trước cũng tốt, dù sao thì sự việc này sớm muộn gì cũng phải nói, đối phương phát tiết một chút cũng tốt, dù sao cũng còn hơn trôn giấu nổi buồn phiền trong lòng. Trịnh Đông Phương nhanh chóng bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe, lão khẽ nghiêng người về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, lại dùng giọng chân thành nói. "Tử Quân, có gì cậu cứ nói." "Bí thư Trịnh, đây là tài liệu của phòng tài chính huyện Lô Bắc đưa đến ngày hôm nay, tôi đã xem qua, cảm thấy sự kiện này quá lớn cho nên mới đưa đến cho chư vị lãnh đạo quyết định." Vương Tử Quân nói rồi lấy ra phần văn kiện viết tay của trưởng phòng Triệu đưa cho Trịnh Đông Phương. Trịnh Đông Phương chợt kinh ngạc, lão không ngờ Vương Tử Quân cũng không phải đến kêu khổ mà thật sự là báo cáo công tác. Lão nhận lấy tài liệu trong tay Vương Tử Quân, sau đó lẳng lặng đưa mắt nhìn. Lúc đầu Trịnh Đông Phương giống như xem xét một phần tài liệu thông thường, nhưng càng xem thì vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Thật to gan, dương quân tài này thật sự là cả gan làm loạn, không những ném tất cả tài chính của huyện Lô Bắc đến đầu tư bất động sản ở phương Nam, còn lấy danh nghĩa của chính quyền huyện Lô Bắc vay một khoản tiền lớn của ngân hàng, số tiền vài chục triệu, là vài chục triệu. Lúc này Trịnh Đông Phương biết rất rõ cho đầu tư bất động sản ở phương Nam, tôn hiểu ngộ mất tích càng làm cho lão sinh ra dự cảm không tốt. Nhưng sau khi xem xong văn kiện thì lão thật sự sinh ra một ý nghĩ khác thường. Chẳng lẽ vương tử quân thật sự đến bây giờ mới biết sao? Dựa vào những gì Trịnh Đông Phương biết về vương tử quân, suy đoán này đã nhanh chóng bị chối bỏ. Vương tử quân là một vị chủ tịch huyện có lực ảnh hưởng sâu rộng ở huyện Lô Bắc. Chưa nói đến phương diện Vương Tử Quân đã chủ trì công tác ở huyện Lô Bắc một tuần qua, dù là khi học tập ở trường Đảng chỉ sợ cũng biết rõ chân tướng sự việc này. Vương Tử Quân là một người quyết đoán, trước nay làm gì cũng như sấm sét, không bao giờ dễ rà. Nhưng vì sao đến bây giờ Vương Tử Quân mới đưa phần tài liệu này lên báo cáo với mình? Nếu xét từ phương diện ổn định thì nó thật sự rất phù hợp, nhưng nguyên nhân là như vậy sao? Phản kích. Rõ ràng đây là đòn phản kích của Vương Tử Quân với Dương gia, yếu điểm phản kích của Vương Tử Quân chính là Dương quân tài. Nếu nói công trình 315 của Dương Quân Tài chỉ là một hạng mục tô vẽ thành tích, là một trò khôi hài không thực tế thì có thể nói đó là chút sai lầm chính trị để che giấu đi tất cả, cũng không đủ đẩy Dương Quân Tài vào chỗ chết. Nhưng bây giờ thì khác, nếu một khi ném tin tức này ra, chỉ sợ Dương Quân Tài sẽ rơi vào một con đường chết không trốn chôn thây, hoàn toàn xong đời. Nhẹ nhất chính là xử lý xong quy, Trịnh Đông Phương nghĩ đến những cơn mưa gió bão tố khi vụ việc này bị phanh phui ra mà không khỏi cảm thấy run rẩy trong lòng chợt lóe lên điểm sáng về hướng đi u ám của vương tử quân, hơn nữa ánh sáng này càng ngày càng rực rỡ và chiếu rọi khắp không gian. Trịnh Đông Phương vừa mừng vừa sợ, lão biết khi tài liệu này được công bố thì sẽ không ai có thể đứng ra đối kháng, tất cả sẽ bị cuốn đi như gặp lũ quét, đám người thao túng sự việc cũng không thể làm gì được, không thể không muối mặt tiếc nuối. Lúc này nụ cười của Trịnh Đông Phương cực kỳ sáng lạn, nhưng Trịnh Đông Phương lại cảm thấy một thay đổi kinh người chậm rãi triển khai theo nụ cười của mình trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, Trịnh Đông Phương đặt phần tài liệu trong tay xuống rồi nói. Chuyện này tôi ẽ nhờ người của Ủy ban kỷ luật thị ủy tham gia điều tra. Dương quân tài thật sự vui vẻ, hơn một tuần qua hắn thật sự sinh ra cảm giác hãnh diện, giống như hắn đang phát huy khả năng của mình trên người một con đàn bà ngỗ nghịch. Hắn thậm chí ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó lại hát vang một bài, dùng hành động để biểu hiện cảm giác của mình. Tất cả cũng chỉ vì tên khốn kia, một tên khốn để hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vương Tử Quân, tất cả đều là vì Vương Tử Quân. Dương Quân tài nghĩ đến tình huống tên khốn đã hủy diệt kế hoạch xuống tuyến dưới rèn luyện của mình sắp được đẩy vào ăn không ngồi chờ ở phòng nghiên cứu chính sách của khối chính quyền tỉnh Sơn Nam, trong lòng không khỏi vui mừng như điên. Lúc này trong sân đều là tiếng cười của hắn, thậm chí cười đến mức chảy cả nước mắt. Chương 358 kẻ nào chọc ra Bố mình dù sao cũng không để cho con bị người ta ức hiếp, dù làm quan đến chức vụ gì thì đó cũng là lẽ đương nhiên, khó thể nào xóa bỏ đi được. Dương Quân Tài thật sự không thấy bản thân có gì sai trong những sự việc đã xảy ra, hắn cảm thấy tất cả là do Triệu Trung Trạch và lưu truyền pháp làm ra, là do Vương Tử Quân hãm hại mình. Bản thân Dương Quân Tài không tham ô hối lộ, không làm bất kỳ điều gì sai trái, hắn mạnh hơn đám tham quan lô lại kia rất nhiều lần cái gì gọi là chấp chính vì dân đó chính là làm quan lớn phải tạo phúc cho một phương dương quân tài nghĩ như vậy và cũng làm như vậy chấp chính vì dân không phải là chỉ biết khoa tay múa chân mà phải là dùng trăm phương ngàn kế để đưa quần chúng đi trên con đường làm giàu chính đáng khi dương quân tài là bí thư huyện ủy lô bắc thì dễ dàng nghĩ ra các phương án để chấp chính lý niệm kia hắn có đầy cảm tình với nhân dân đó không phải là lòng trắc ẩn là trách nhiệm chính trị, không phải sắp xếp sách lược mà là tìm ra phương hướng chính xác, không phải bày ra kế hoạch tạm thời mà là đưa ra yêu cầu căn bản. Nói cho cùng thì chú trọng phát triển kinh tế, nhìn từ góc độ đó thì có ai nói công trình 315 của mình không tốt. Chẳng qua chính mình bị đám cán bộ tuyến dưới lừa gạt rồi tiếp nhận kết quả bi tráng mà thôi. Dương Quân tài nghĩ trước nghĩ sau và tự cho rằng mình là người quyết đoán, mình có năng lực toàn cục, có thể bày mưu nghĩ kế, có sai cũng chỉ là dùng người không rõ. Để thuộc hạ hại mình mà thôi. Hắn sai ở chỗ bị Triệu Trung trạch lừa gạt, bị một tên khốn lưu truyền pháp không chịu nhận trách nhiệm, sai ở chỗ Vương Tử Quân là kẻ quá nham hiểm xảo trá. Dương Quân tài ngồi bên ban công hút thuốc, hắn nhìn bầu trời huyện Lô Bắc rộng lớn đáng ghét, tâm tình dần bình ổn trở lại. Vương Tử Quân sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái ăn không ngồi chờ ở đơn vị trên tỉnh, còn mình thì sao? Hắn suy nghĩ rất rõ về hướng phát triển sau này của mình, hắn biết rõ mình sẽ bị rút về hơn nữa sau khi quay về đơn vị sẽ phải mai danh ẩn tích vài năm nếu như khi sự việc vừa phát sinh thì hắn thật sự khó thể tiếp nhận được nhưng bây giờ hắn cũng đã nhìn rõ thực tế dù thế nào thì vương tử quân cũng đã té ngã theo mình tên khốn kiếp làm cho dương quân tài cảm thấy bực bội cũng rơi vào trạng thái khốn khổ điều này làm hắn cảm thấy tâm tình của mình khá hơn rất nhiều vương tử quân mày cũng không tốt hơn gì tao dương quân tài dùng giọng hung hăng nguyền rủa vương tử quân lúc này hắn mới ý thức mình có hơi đói bụng mấy ngày nay hắn chỉ ăn mì sống qua ngày bây giờ chợt sinh ra cảm hứng muốn ăn một bữa thật ngon thế là hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt thật sạch tinh thần phấn chấn hơn hẳn sau đó đi vào nhà bếp tiếp tục nấu mì dương quân tài nhanh chóng làm cho mình một tô mì hắn ăn từng miếng một cảm thấy rất thoải mái hắn đã có một vương tử quân khốn khổ làm bạn như vậy còn gì phải khổ sở tự trách mình nếu như không phải sợ phát sinh những tin đồn không hay thậm chí hắn còn muốn nhảy lên gào thét một phen thậm chí muốn lăn lộn bò cào để phát tiết cảm giác vui sướng trong lòng những thứ gì ông không có được thì vương tử quân mày đừng hòng có được con người nhiều khi không phải vì mình muốn như thế nào chỉ cần mày kém hơn thậm chí là thảm hại hơn thì trong lòng tao cũng thoải mái hơn nhiều hai bên cân đối với nhau thì đã là quá đủ rồi dương quân tài thầm nghĩ như vậy hắn nhanh chóng nuốt tô mì xuống bụng nhưng sau đó vẫn thấy đói thế là lại vung tay lấy thêm một gói mì pha tiếp tô thứ hai. Hắn ăn như điên, đúng lúc dư quang khóe mắt nhìn về phía chiếc điện thoại cách đó không xa, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, lúc này mình có nên gọi điện thoại cho tên khốn kia không? Dù thế nào thì mua bán không thành cũng phải có chút thành ý, mình là kẻ thất bại nhưng bây giờ vương tử quân kia cũng không khá hơn chút nào, vì sao mình không rắc thêm chút muối lên vết thương của đối phương? Dương quân tài thầm cảm thấy có chút hả hê, thế là một số điện thoại quen thuộc lóe lên trong đầu, Hắn không khỏi dùng tay bấm số. Điện thoại nhanh chóng được nối thông, Dương Quân Tài cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn những gì mình cần nói, bây giờ hắn chỉ cần ném tất cả ra khỏi miệng mà thôi. Chủ tịch Vương có phải không? Ôi, không, không phải, nên gọi là trưởng phòng Vương. Chào trưởng phòng Vương, tôi là Dương Quân Tài. Nghe nói Chủ tịch Vương sau khi học tập ở ban huấn luyện trường Đảng tỉnh ủy thì đến nhận chức trưởng phòng trong phòng nghiên cứu chính sách. Hi hi, thật sự là đáng được ao ước. Ha ha ha, chúc mừng, chúc mừng anh, hy vọng anh có thể tiếp tục phát triển như diều gặp gió trên vị trí mới, cương vị mới. Tôi tin lần sau hai bên gặp nhau thì trưởng phòng vương sẽ bỏ lên cao hơn, có lẽ đến lúc đó Dương Quân Tài tôi cũng phải tỏ ra ngưỡng mộ anh. Giọng điệu của Dương Quân Tài càng ngày càng có vẻ khiêu khích, càng giống như muốn đùa cợt. Nhưng đúng lúc Dương Quân Tài đang chuẩn bị tăng độ cười nhạo lên thì nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến âm thanh thô lỗ. Con bà mày, thằng khốn, mày là ai? Gọi lộn số mà to mồm thế à, biết bố mày là ai không? Bố đánh chết mày bây giờ." Dương Quân Tài nghe thấy tiếng mắng chửi gào thét vang lên trong điện thoại mà không khỏi ngây người, một ý nghĩ lóe lên trong lòng. Mình gọi lộn số, một số điện thoại quen thuộc như vậy sao lại bấm lộn được? Ôi thật là, có lẽ vừa rồi mình quá hưng phấn, thế là dùng tất cả sinh lực dùng để trêu tức Phương Tử Quân để phát tiết với một người xa lạ. Sương Quân Tài thật sự có chút căm tức, đây rõ ràng là đấm thật mạnh vào không khí. Hắn cúp điện thoại, sau đó tức giận lấy sổ điện thoại ra xem, lúc này mới phát hiện mình bấm sai một con số cuối cùng. Con bà nó, người không may thì làm gì cũng không tốt. Sương Quân Tài vỗ đầu thật căm tức, hắn cũng không muốn bỏ qua, dù thế nào thì hắn cũng phải phát tiết ý nghĩ của mình với tên khốn Vương Tử Quân kia. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên dương quân tài nghe thấy tiếng gõ cửa thì tỏ ra mất kiên nhẫn thế nhưng dù thế nào thì hắn cũng phải đi ra mở cửa chào anh xin hỏi có phải anh là bí thư dương quân tài không đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên khi nhìn thấy dương quân tài thì nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn dương quân tài nhìn người đàn ông trung niên trước mặt rồi dùng giọng nghi ngờ hỏi tôi là dương quân tài các anh có chuyện gì sao chào bí thư dương chúng tôi là người của ủy ban kỷ luật thành phố an dịch có một vài việc cần tìm anh để tìm hiểu. Người đàn ông trung niên lên tiếng, lại đưa giấy chứng nhận công tác cho Dương Quân Tài xem qua, sau đó vài người thanh niên phía sau tiến lên áp sát Dương Quân Tài. Ủy ban kỷ luật, đúng là đám quan kiểm tra kỷ luật, đám người này đến hù dọa mình sao? Dương Quân Tài cười lạnh một tiếng, hắn nhìn qua giấy chứng nhận công tác của người đàn ông trung niên kia, sau đó nói: "Việc gì vậy, các anh nói đi." Bí thư Dương Cảm ơn anh đã giúp đỡ công tác của ủy ban kỷ luật, vì muốn giải thích rõ ràng hơn, mong ngài đi theo chúng tôi một chuyến." Người đàn ông trung niên vẫn dùng thái độ nho nhã lễ độ với Dương Quân Tài, hắn dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói. Dương Quân Tài hừ lạnh một tiếng, hắn xoay người đi vào phòng. "Tôi còn bận nhiều việc, cũng không có thời gian nói nhảm với các anh, có gì các anh cứ nói ngay bây giờ cho tôi." Vẻ mặt đám cán bộ thanh niên đi theo sau lưng người đàn ông trung niên chợt biến đổi đang chuẩn bị lên tiếng thì người đàn ông trung niên đã tiến lên nói. "Bí thư Dương, là thế này. Phòng tài chính huyện Lô Bắc phản ánh anh triệu tập tất cả tiền bạc, đồng thời còn mượn tiền của ngân hàng để đầu tư bất động sản ở phương nam, có phải có chuyện đó không?" "Đúng vậy, làm sao vậy?" Dương Quân tài đến bây giờ vẫn còn chưa ý thức được có chuyện gì xảy ra, hắn thấy đầu tư ở phương nam là một phương án cực kỳ tốt, nó sẽ làm cho tài chính của huyện Lô Bắc tăng lên rất nhiều lần thành tích này thật sự khó thể bỏ qua. Tôn Hiểu Ngộ đã bỏ chạy. Người đàn ông trung niên kia kiên nhẫn giải thích. Tôn Hiểu Ngộ bỏ chạy mang theo tất cả số tiền còn lại. Sao có thể được, chuyện này sao có thể? Các người nghe ai nói? Dương Quân tài cuối cùng cũng ý thức được sự việc không đúng, hắn xoay người lại thật mạnh, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đàn ông trung niên đối diện, bộ dạng không thể tin. Đây là sự thật, bí thư Dương vì vậy mong anh theo chúng tôi một chuyến. Người đàn ông trung niên vung tay lên, vài tên nhân viên công tác đến vây quanh Dương Quân Tài. Lúc này Dương Quân Tài thật sự rất chán nản, không biết phải làm sao. Đúng lúc này điện thoại di động Dương Quân Tài đặt trên bàn chợt đổ chuông, âm thanh này rất quen thuộc với hắn, nhưng lúc này hắn thật sự không còn chút tâm tình nào. "Bí thư Dương, anh có muốn nhận cuộc điện thoại kia không?" Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Dương Quân Tài rồi dùng giọng khách khí nói dương quân tài dùng ánh mắt vô thần nhìn qua chiếc điện thoại khóe miệng hắn có chút co giật cuối cùng trầm giọng nói đi thôi khi dương quân tài bị mang đi lúc này trong khu văn phòng dành cho thường ủy thị ủy các trường lễ đang ngồi trong phòng làm việc của trình vạn thọ hai người đang nói chuyện vui vẻ các trường lễ trầm giọng lên tiếng bí thư trình lúc này ngài cần phải giúp đỡ tôi mới được trình vạn thọ cười cười với các trường lễ rồi nói anh cát Đừng giả vờ thần bí như vậy, dựa vào quan hệ giữa hai chúng ta, có gì chỉ cần nói rõ ràng là được. Bí thư Trình, chưa hôm nay tôi đụng mặt Vương Tử Quân, tôi chỉ nói một câu sẽ đề nghị thị ủy đề bạt anh Hà lên làm bí thư huyện ủy Lô Bắc thì bị tên khốn không biết trời cao đất rộng kia trách móc một phen. Con bà nó, lại đứng trước mặt quá nhiều người, thật sự mất mặt. Anh không biết đấy thôi, lúc đó thật sự tôi không thể nói gì hơn, muối mặt không chịu được nếu như lần này đề nghị của tôi không được thông qua, anh nói xem, tôi sao có thể chịu đựng được. Các trường lễ tuy cười cười nói nói nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng bạo ngược. Vẻ mặt trình vạn thọ khẽ biến đổi, lão cũng có tính toán của mình với vị trí bí thư huyện ủy Lô Bắc, hơn nữa đang định đi tìm các trường lễ để được thông qua, như vậy sẽ dễ bề kết hợp lực lượng ở hội nghị thường ủy. Không ngờ bây giờ các trường lễ lại nhanh chân đến trước một bước như vậy. Trình Vạn Thọ tin tưởng những lời các trường lễ vừa nói, nhưng lão cũng biết mục đích lời nói của các trường lễ, cũng không phải là mất mặt cái quái gì cả, chủ yếu chính là nhắm vào mình, ép mình không còn lời nào để nói. Dù Trình Vạn Thọ thật sự bực mình vì trò xảo trá của các trường lễ, thế nhưng đối phương tạm thời là minh hữu chính trị của hắn, cho nên cũng cần nhịn một chút. Dù sao thì có một số việc mình cũng cần phải thỏa hiệp với đối phương. Anh Cát, anh yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ tuyệt đối giúp đỡ anh, nhưng điều quan trọng không phải nằm ở vấn đề này. Đề nghị của anh nếu muốn đảm bảo nó được thông qua, trước hết phải làm tốt công tác ở chỗ bí thư trịnh. Trình vạn thọ nhanh chóng áp chế cảm giác bất mãn của mình, hắn ném cho các trường lễ một điếu thuốc rồi mỉm cười nói. Các trường lễ tất nhiên nghe và hiểu ý nghĩ của trình vạn thọ, hai người bọn họ tuy một người là phó bí thư phụ trách chính trị, một là trưởng phòng tổ chức, thế nhưng nếu muốn thật sự có tác dụng trên phương diện nhân sự thì vẫn phải thông qua bí thư thị ủy trịnh Đông Phương. Điều này thì bí thư Trình cứ yên tâm, tôi sẽ phụ trách phương diện liên hệ với bí thư Trịnh. Cát Trường Lễ thấy mục đích của mình đã đạt được thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn vui vẻ. Tôi nghe nói vài ngày nữa sẽ cho ra điều lệnh với Vương Tử Quân, đối với một cán bộ trẻ tuổi ưu tú như vậy, anh nói xem phòng tổ chức thị ủy chúng ta có nên tổ chức một buổi lễ tiến chân không? Cát Trường Lễ nói một buổi lễ tiến chân, Trình Vạn Thọ sao không hiểu rõ ý nghĩa của nó? Nào có ý nghĩa tiến chân rõ ràng là ông say không phải vì rượu, đang muốn diễn một vở kịch tiến chân ôn thần ra khỏi thành phố An dịch trước mặt mọi người. Vương tử quân vốn dĩ sẽ được đề bạt làm bí thư huyện ủy Lô Bắc nhưng lại phải lên văn phòng khối chính quyền tỉnh nhận công tác, hơn nữa lại là một ban ngành cực kỳ ghẻ lạnh, so ra thì khác biệt trời đất với vị trí ở huyện Lô Bắc. Nhưng bữa tiệc tiến chân vẫn có thể được thực hiện một cách danh chính ngôn thuật, dù sao thì vương tử quân cũng là học viên của ban huấn luyện trường đảng, phải được đưa đến cương vị quan trọng, chúc mừng thì có gì mà không ổn. Nhưng hương vị của nó với người trong cuộc thì không phải là khó chịu như bình thường. Xem ra anh cắt lại có ý nghĩ sâu xa. Trình vạn thọ thầm cảm khái một câu, sau đó hắn gật đầu nói. Tôi cảm thấy chúng ta có thể tổ chức bữa tiệc tiến chân như vậy, ít nhất nó cũng thể hiện xu thế tuổi trẻ hóa cán bộ của tỉnh Sơn Nam chúng ta, thị ủy chúng ta nên có sự nhất trí cao độ với tỉnh ủy. Tôi thấy không những tổ chức tiệc tiến chân, còn phải mở sao cho lớn, cho hoành tráng, Bí thư trình thật sự là nhìn xa trông rộng, thế này đi, đợi đến khi điều lệnh của đồng chí Vương Tử Quân được đưa xuống thì tôi sẽ tranh thủ thời gian cho ra thông báo, để cho tất cả lãnh đạo quận huyện đến tham gia. Cát trường lễ nói rồi nở nụ cười cực kỳ đắc ý. Khi hai người trình vạn thọ và cát trường lễ đang trò chuyện cực kỳ hứng thú thì thư ký của trình vạn thọ đi vào. Bí thư trình, trưởng phòng cát, vừa rồi văn phòng thị ủy cho ra thông báo, tối nay sẽ mở hội nghị thường ủy mở hội nghị thường ủy, vì việc gì? Trình Vạn Thọ là lãnh đạo đứng hàng thứ ba ở thị ủy An Dịch, dưới tình huống bình thường thì sẽ biết trước nội dung thảo luận của hội nghị thường ủy. Nhưng lần này hội nghị thường ủy có chút kỳ quặc, vì sao không nghe thấy bất kỳ tin tức gì mà đã mở hội nghị thường ủy? Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Tôi đã hỏi người thông báo, bọn họ cũng không biết, chỉ nói đó là ý của bí thư trịnh. Vị thư ký dùng giọng rất chú ý để nói với Trình Vạn Thọ. Được rồi, được rồi cậu đi đi trình vạn thọ vung tay lên với thư ký rồi trầm giọng nói sau khi thư ký đi ra khỏi phòng làm việc thì trình vạn thọ và các trường lễ cũng không quá quan tâm đến hội nghị thường ủy sắp được mở cả hai chuyển chủ đề lên người của dương quân tài trình vạn thọ dùng giọng đáng tiếc nói quân tài lần này thật sự xảy ra chuyện không nhỏ cũng may bản thân cậu ấy cũng không tham dự vào tối đa cũng chỉ bị cảnh cáo mà thôi nhưng lần này xuống tuyến dưới rèn luyện đã kết thúc thảm bại đúng vậy lão lãnh đạo đã đưa dương quân tài đến chỗ chúng ta đó là tín nhiệm chúng ta không ngờ dương quân tài lại rơi vào tình huống như thế này anh nói xem chúng ta lấy gì để gặp lại lão lãnh đạo đây cát trường lễ lấy ra một điếu thuốc đưa cho trình vạn thọ rồi thở dài một hơi nói hai người bọn họ tuy cảm khái nhưng ý nghĩa lời nói lại quá rõ ràng cũng thầm hiểu lẫn nhau bọn họ tối đa cũng không phải cảm khái dương quân tài phải xuống đại ảm đạm chính là cảm khái vì một cây gỗ bắc cầu tốt như Dương Quân Tài đã bị ném đi mất. Khi hai người Trình Vạn Thọ và Cát Trường Lễ còn đang thổn thức thì điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên, Trình Vạn Thọ đưa tay cầm lấy điện thoại, tin tức truyền đến từ đầu dây bên kia làm cho vẻ mặt hắn biến đổi. Anh nói thật, giọng điệu của Trình Vạn Thọ thật sự mang theo vài phần hoảng loạn. Cát Trường Lễ là đồng sự cộng tác lâu năm với Trình Vạn Thọ, tất nhiên hiểu rõ định lực của phó bí thư Trình lúc này hắn thấy trình vạn thọ kinh hãi thì dù nghĩ nát đầu cũng không biết có sự việc gì khủng bố đang xảy ra sao vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra khi trình vạn thọ đặt điện thoại xuống các trường lễ dùng giọng không thể chờ đợi được nói đã xảy ra chuyện lớn trình vạn thọ chợt đứng lên khỏi ghế hắn thật sự có chút run rẩy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra anh nói mau đi các trường lễ nhìn trình vạn thọ rồi trầm giọng nói Quân tài xảy ra chuyện, cậu ấy, cậu ấy dùng tiền của huyện Lô Bắc đi đầu tư bất động sản ở phương nam, bây giờ thua lỗ nặng nề. Người phụ trách đầu tư đã cầm theo số tiền còn lại bỏ trốn. Trình Vạn Thọ nói, giọng điệu có chút run rẩy. Cát Trường Lễ chỉ cảm thấy đầu mình nổ ầm một tiếng. Hắn tuyệt đối không ngờ đúng lúc này lại có một tình huống như vậy diễn ra. Hắn trầm ngâm một lát rồi vội vàng hỏi: Bao nhiêu, bao nhiêu tiền? Vài chục triệu, chẳng những lấy tiền của phòng tài chính huyện Lô Bắc còn vay tiền của ngân hàng. Trình vạn thọ nói đến đây thì vẻ mặt càng thêm khó coi, lúc này hắn đã hiểu rõ sự việc quá nghiêm trọng. Vài chục triệu là một con số không nhỏ, nếu như truy cứu thì cho dù Dương ra dùng tất cả vốn liếng cũng khó thể bảo vệ được Dương quân tài. Trình vạn thọ vừa rồi còn vui vẻ nói cười, bây giờ thật sự chết lặng, cả gian phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hai người trình vạn thọ và các trường lễ đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói nên lời. Bí thư trình, ai chọc vụ này ra vậy? Các trường lễ chậm rãi ngồi trên ghế sa lông trầm giọng hỏi, lúc này bọn họ nghĩ đến chuyện cởi chuông phải tìm kẻ thắt chuông, việc cấp bách là tìm kẻ nào chọc sự việc này ra. Trình vạn thọ áp chế chính bản thân một lát, sau đó mới chậm rãi nói ra ba chữ. Vương tử quân Tuy đáp án nằm trong dự đoán của các trường lễ, thế nhưng hắn nghe trình vạn thọ nói ra cái tên đó thì vẫn xứng sở theo bản năng. Các trường lễ nghĩ rằng người ra tay là vương tử quân, như vậy sẽ có một kết quả rất xấu. Thông qua tiếp xúc với Vương Tử Quân thì bọn họ cũng ý thức được đây không phải là dân đen, không phải là kẻ tác chiến một mình trên nhiều phương diện, nếu người này đã chọc sự việc ra ánh sáng, nhóm người bên mình cũng đừng hòng tìm được dư âm che giấu. Chuyện lớn như vậy nếu như được Vương Tử Quân vận dụng thỏa đáng, chỉ sợ Dương Quân Tài không chỉ đơn giản là mất chức, sợ rằng sẽ còn bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. Cho dù Dương Quân Tài đầu tư bất động sản không vì tư lợi, thế nhưng truy cứu hậu quả thì sẽ tuyệt đối không dễ dàng gì. Nếu như người khác ra tay thì sẽ còn dư âm hòa hoãn, bây giờ người ra tay là vương tử quân, như vậy sẽ là đòn phản công cực mạnh của người này, đầu mâu phản công chĩa thẳng về phía nhóm người trình vạn thọ. Dương quân tài tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được nữa. Hầu như khoảnh khắc này trình vạn thọ và các trường lễ đều cùng có ý nghĩ như vậy, nhưng thế cục lúc này cũng không phải nằm trong tầm tay của bọn họ. Hai bên đưa mắt nhìn nhau, sau đó Trình Vạn Thọ trầm giọng nói. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ còn cách báo cáo với chủ tịch tề mà thôi. Các trường lễ khẽ gật đầu, nhưng hắn cũng không cầm điện thoại gọi đi mà ngồi xuống ghế salon. Dưới tình huống này thì ai báo cáo sẽ bị mắng, dựa theo quy tắc trời sấp cũng là người đứng vị trí cao hơn chống đỡ, các trường lễ tự giác núp sau lưng Trình Vạn Thọ. Trình Vạn Thọ dùng ánh mắt hung hăng nhìn các trường lễ, hắn biết đối phương làm rùa đen núp đầu như thế có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ là lúc mình tính toán chi ly với người này sao? Hắn không thể không báo cáo, những chuyện này càng báo cáo sớm thì chưa chắc có thêm chút chủ động, nhưng ít nhất cũng có lợi. Dù hắn rất căm tức các trường lễ, thế nhưng rơi vào đường cùng hắn cũng phải cầm điện thoại lên. Tề chính hồng ở đầu dây bên kia gào thét như quái thú giữa cơn rông bão, trình vạn thọ lúc này giống như một kẻ chịu đựng lễ rửa tội của mưa gió bão tố, mặc kệ tề chính hồng có phát tiết thế nào thì cũng không lên tiếng hắn thật sự chập tĩnh và chăm chú lắng nghe tề chính hồng phát tiết xong thì cúp điện thoại trình vạn thọ xoa xoa mồ hôi chán xem như được giải thoát chuyện này chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy giọng nói âm u của các trường lễ lại vang lên hắn có thể tiến lên vị trí trưởng phòng tổ chức thành phố an dịch thì bản thân cũng không phải loại người đơn giản sau khi bình tĩnh trở lại hắn đã nghĩ ra được nhiều điều trình vạn thọ khẽ gật đầu hắn nhìn các trường lễ rồi cười khổ nói thật sự nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài, nước biển không đong bằng đấu, chúng ta đã xem thường hắn rồi. Hai người nói rất ngắn gọn nhưng những cảm thán trong lời nói lại cực kỳ sâu sắc, rõ ràng con sóng khủng bố mà tên cán bộ thanh niên kia đang điều khiển chỉ chờ trực phóng về phía mình. Soảng! Tiếng ly sứ rơi xuống đất vỡ tan truyền ra từ trong phòng của Tề Chính Hồng, thư ký của Tề Chính Hồng ngồi ở bên ngoài nghe thấy âm thanh này thì cực kỳ hoảng sợ, hắn tranh thủ thời gian đẩy cửa chạy vào bên trong. Chương 359 rút kinh nghiệm sẽ trưởng thành. Khi viên thư ký đi vào trong phòng làm việc của Tề Chính Hồng, thấy một chiếc ly sứ bị ném nát bấy dưới mặt đất, trà vương vãi đầy đất, Tề Chính Hồng ngồi trên ghế với vẻ mặt tái nhợt. "Chủ tịch Tề." Thư ký tiến vào trong phòng thấy tình huống như vậy thì không biết nói gì cho phải, hắn dùng cặp mắt ngóng trông nhìn chủ tịch Tề, muốn ngồi xuống thu dọn những mảnh ly vỡ. Gương mặt Tề Chính Hồng phát lạnh, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, hắn chậm rãi đứng lên đi về phía những mảnh sứ vỡ, lại miễn cưỡng nặn ra nụ cười khô cứng rồi nuối tiếc nói. Không ngờ tôi lại ném vỡ cái ly này, tiểu triệu, cái ly này đã theo tôi nhiều năm, nó vỡ đi thì tôi cũng đau lòng. Viên thư ký được gọi là tiểu triệu cũng là người cực kỳ thông minh, biết rõ sự việc không đơn giản như lời giải thích của chủ tịch tề. Hắn thầm suy đoán rốt cuộc vì nguyên nhân gì làm cho một người thường ngày vững vàng như tề chính hồng lại thất thố như thế, nhưng ngoài miệng lại kín như bưng, không dám nói bất kỳ điều gì. Tiểu Triệu cầm chổi quét sạch mảnh vỡ rồi cẩn thận đi ra đóng chặt cửa phòng làm việc của Tề Chính Hồng. Khi Tiểu Triệu rời khỏi phòng thì ánh mắt Tề Chính Hồng cũng lóe lên. Không ngờ, thật sự không ngờ Dương Quân Tài lại có hành động ngốc nghếch như vậy ở huyện Lô Bắc, vì sao lại lấy hết tất cả tài chính của huyện Lô Bắc đi đầu tư bất động sản? Tề Chính Hồng là một cán bộ cao cấp, hắn biết những biến hóa của trò đầu tư bất động sản ở phương Nam trong những ngày gần đây nào không đoán ra được vận mệnh của công ty bất động sản mà Dương Quân Tài lập ra ở phương Nam. Trong huyện phái đại biểu chạy đi đầu tư, phòng tài chính cũng vay tiền của ngân hàng với chữ ký của Dương Quân Tài. Sự việc này xảy ra có thể xem như là một bài học trong phương án đầu tư. Thế nhưng Tề Chính Hồng nghĩ đến người chọc ra sự việc, hắn thật sự cảm thấy đau đầu. Đối phương đã dám khui ra sự việc thì sẽ không dễ từ bỏ ý đồ. Nếu chính mình áp dụng phương pháp mạnh tay thì chỉ sợ bên kia cũng không bỏ qua. Tề Chính Hồng thầm suy nghĩ phương hướng giải quyết vấn đề, lúc này hắn thấy ngực mình có hơi đau, hình bóng của người thanh niên kia càng xuất hiện trong đầu. Không ngờ mình còn sinh ra cảm giác kiêng kỵ đối với người này, Tề Chính Hồng thật sự cảm thấy khó hiểu, hắn cười khổ một tiếng, sau đó hắn cầm điện thoại lên nói. "Chủ tịch Hào, anh có thời gian rảnh không, tôi muốn đến chỗ anh ngồi một chút." Hào Nhất Phong và Tề Chính Hồng ngồi đối diện với nhau, những luồng khí nóng từ hai ly trà bốc lên ngùn ngụt hai người không ai nói lời nào, bầu không khí trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Hồ đồ! Hào Nhất Phong nhấc một ngụm nước trà rồi dùng giọng hung hăng nói, tuy lão chỉ nói hai chữ nhưng tề chính hồng cũng hiểu lãnh đạo đang nói đến ai, nhưng dù hắn có bức bối thế nào cũng không dám tiếp lời, không biết nói sao cho phải. Chủ tịch Hào, nên ngừng thì ngừng, dựa vào chút hiểu biết phụng về của tôi, chuyện này tốt nhất là nên giải quyết cho mau chóng và sạch sẽ. Tề Chính Hồng trầm ngâm trong nháy mắt rồi khẽ lên tiếng đề nghị. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, lão thật sự thừa nhận ý kiến của Tề Chính Hồng, lão biết rõ sự việc này nên chọn phương án giải quyết thật sự nhanh chóng chính xác. Chuyện này cũng không cần hai người bọn họ liên hợp xử lý, nhưng nó liên quan đến Dương Quân Tài, mà ngay cả bọn họ cũng cảm thấy đối phương ra tay quá độc. Nếu nói một cách khách quan, nếu sự việc không liên quan đến Dương Quân Tài thì hai người bọn họ sẽ nhất định sẽ nhất trí với nhau chỉ là sự việc liên quan đến dương quân tài, bọn họ không dám ném chuột vì sợ vỡ bình. Chưa nói những thứ khác, trách nhiệm của dương quân tài là khó thể nào tránh thoát, nếu sự việc này được xử lý thì không phải chỉ đơn giản là cách chức dương quân tài. Một nhân tài đời thứ ba của Dương Gia được đưa đến tỉnh Sơn Nam cho các chú các bác bồi dưỡng và hộ tống, cuối cùng lại rơi vào kết quả không còn đường lui, điều này bọn họ nên nói với Dương Độ Lục ra sao? Bọn họ sao có thể tiếp tục phát triển trong thế lực họ Dương? trịnh đông phương thế nào hào nhất phong cuối cùng cũng mở miệng sau một lúc trầm ngâm chỗ trịnh đông phương thì không có vấn đề lão là người thông minh bây giờ vấn đề mấu chốt chính là vương tử quân tề chính hồng nói đến cái tên làm cho mình căm hận thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi thật sự cảm thấy có chút tức ngực hào nhất phong khẽ gật đầu khoảnh khắc này trong lòng hắn càng hối hận nếu không phải ép vương tử quân thì bây giờ cũng không có vấn đề thỏ bị ép vào đường cùng còn cắn người hơn nữa đối phương lại là một người có thủ sẽ báo đứng sau vương tử quân là ai thì bọn họ cũng hiểu rất rõ trước kia bọn họ đều không mở miệng vì nhiều vấn đề liên quan nhưng bây giờ sự việc phát sinh không phải dựng lên một bia đá cho người ta ngắm bắn sao có thể tìm gặp đàm phán với cậu ấy không hào nhất phong nhìn tề chính hồng rồi thong thả nói những chữ phát ra khỏi miệng chủ tịch hào có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng nhưng tề chính hồng lại hiểu rõ ý nghĩa của nó Điều này đại biểu cho chủ tịch Hào Nhất Phong muốn thỏa hiệp. Chủ tịch Hào gần đây có thủ đoạn cường thế, cứng rắn và mạnh mẽ đã phải thỏa hiệp với một vị chủ tịch huyện trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Tề Chính Hồng tuy cảm thấy rất bi ai nhưng cũng hiểu đây chính là lựa chọn cuối cùng, hắn trầm ngâm một lát rồi dùng giọng đề nghị nói: "Tôi cảm thấy chúng ta nên liên lạc để lãnh đạo cho ra quyết định thì hay hơn." Hào Nhất Phong nhìn gương mặt không chút vui vẻ của Tề Chính Hồng, lão hiểu ý nghĩ của Tề Chính Hồng. Dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Trong khu nhà Mạc gia, Mạc lão gia tử vẫn đang câu cá nhưng lúc này lại nhanh tay lẹ mắt hơn, khóe mắt và chân mày không che giấu được cảm giác vui sướng, đủ để nói tâm tình của lão bây giờ rất tốt. "Ông nội, cá cắn câu rồi kìa." Mạc Hân Di cũng không tùy ý thoải mái như Mạc Tiểu Bắc, nàng quy củ ngồi trên ghế đầu nhìn Mạc lão gia tử câu cá. Tuy nàng cảm thấy rất không thú vị nhưng thật sự không dám nói ra nửa chữ. Cá cắn câu rồi sao? Thế nào ông lại không thấy? Mạc lão gia tử nhìn chiếc phao đang phập phồng trên mặt nước, lão cười ha hả, sau đó dùng sức kéo cần. Một con cá chép dài khoảng 30 cm được kéo lên khỏi mặt nước, được chiếu sáng dưới ánh mặt trời, những chiếc vảy bạc lóe sáng dưới ánh mặt trời. Ông nội, hôm nay ông mạnh hơn bình thường rất nhiều, chỉ riêng một con cá này cũng hơn hẳn so với hôm qua mạc hân di thật sự nói ngọt hơn mạc tiểu bắc rất nhiều nhưng không biết vì sao mà địa vị của nàng trước mặt mạc lão gia tử luôn thua kém mạc tiểu bắc vài bậc mạc tiểu bắc là một cô gái không nói không cười nhưng được mạc lão gia tử sủng ái hơn mạc hân di rất nhiều mạc lão gia tử cười ha hả lão đặt con cá mình vừa câu vào trong một thùng nước cách đó không xa sau đó tiếp tục câu cá mạc hân di thấy ông không nói lời nào thì cũng nhanh chóng giải thích ông nội cháu thấy hôm nay ông thật sự rất rảnh rỗi hơn nữa lại câu được một con cá lớn cháu cảm thấy ông rõ ràng là gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái ông nói xem hôm nay có chuyện vui gì thế ạ à? chút ý nghĩ của mạc hân di nào có thể qua mắt được mạc lão gia tử thế là lão cười ha hả nói thật ra cũng không có chuyện gì nhưng chú dương của cháu muốn sang đây dùng cơm chú dương mạc hân di nghe được hai chữ này thì trở nên trầm tư nàng lập tức hiểu chú dương là ai Tất nhiên nàng không cần phải đưa tai đi nghe ngóng thì cũng được nhét đầy tin tức vào não. Dương quân tài thất bại thảm hại ở huyện Lô Bắc, sau khi náo loạn sinh ra nhiều trò chê cười thì đã quay về. Đây không còn là tin tức gì bí mật trong những vòng tròn quan hệ ở thủ đô, có người cảm thấy tiếc nuối, có kẻ đồng tình, nhưng mặc Hân Di lại hầu như thấy ai cũng hả hê. Dù sao thì bọn họ cũng là những người đứng cùng một hàng, người so với người thường làm cho người ta hận điên lên. Dương Quân Tài vì sao lại phát triển mạnh mẽ hơn đám người cùng thế hệ bọn họ? Vì thế mà kết quả té ngã của Dương Quân Tài thật sự giống như một miếng thuốc cao cực kỳ tốt dán lên vết thương của mọi người, bây giờ ai cũng cảm thấy không còn bỏng rát, cực kỳ dễ chịu. Tạm thời thiếu đi một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng Mạc Hân Di lại càng tỏ ra vui sướng hơn so với đám người kia, vì nàng còn biết tên khốn Vương Tử Quân đấu sống đấu chết với Dương Quân Tài cũng rơi vào tình huống ăn không ngồi chờ đúng là không biết trời cao đất rộng. Sau khi xác định tin tức liên quan đến vương tử quân thì Mạc Hân Di thật sự có chút hả hê, còn Mạc Tiểu Bắc lại chạy về nhờ Mạc Lão gia tử ra mặt, nhưng tin tức Mạc Lão gia tử từ chối lại làm cho Mạc Hân Di cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Tên khốn kia chẳng qua cũng chỉ là một miếng rẻ rách mà coi là bảo vật, vẫn là tiểu thư đây có ánh mắt, vứt bỏ một miếng rẻ rách như vậy. Mạc Hân Di nghĩ đến tình huống năm xưa mình từ chối vương tử quân, trong lòng cảm thấy cực kỳ may mắn ông nội mời chú Dương đến dùng cơm, chẳng lẽ là vì chuyện của người kia? Nếu như ông cụ ra mặt, như vậy chú Dương dù sao cũng phải nể mặt vài phần, như vậy sẽ xong mất. Không phải thời gian bất hạnh của người kia sẽ nhanh chóng trôi qua sao? Trong đầu trượt lóe lên ý nghĩ như vậy, Mạc Hân Di trầm ngâm một lát, sau đó cảm thấy mình nhất định phải đứng lên ngăn đón vụ này. Ông nội, cháu cảm thấy. Mạc Hân Di còn chưa nói dứt lời thì đã bị một âm thanh cắt đứt mạc lão thật sự có thời gian nhàn nhã dạo chơi mạc hân di đưa mắt nhìn sang kẻ cắt đứt lời nói của mình đúng lúc thấy dương độ lục đi đến lúc này dương độ lục tuy chỉ mặc một bộ tây trang cực kỳ bình thường thế nhưng khí thế làm quan nhiều năm lại làm cho người ta không dám khinh thường mạc lão ra tử cười cười nghiêng đầu nhìn dương độ lục rồi nói nhàn rỗi nhàm chán nên ra đây tìm chút việc cho qua ngày mà thôi thật sự ngưỡng mộ được như bác cũng không biết đến khi nào thì cháu mới được thản nhiên tự đắc như bác đây. Dương Độ Lục vừa nói vừa lật tay lấy ra một chiếc hộp, lão vẫy vẫy tay với Mạc Hân Di, sau đó cười nói. Một người bạn cho cháu chút trà, cháu cảm thấy có hương vị rất tốt, thế nên đến đây kính biếu bác. Cậu xem như cũng có tâm. Mạc Lão ra tử cười cười chỉ một cái cần câu bên cạnh nói với Dương Độ Lục. Độ Lục, cậu đến đây câu cá với tôi dương độ lục cũng không khách khí mà sách cần bỏ xuống nước lúc này gió xuân bừng bừng bốn phía đều là cảm giác ấm áp bình thường những lúc mạc lão gia tử nói chuyện với người khác thì mạc hân di đều thức thời tránh đi nhưng lúc này mạc lão gia tử cũng không nói gì nàng cũng không muốn tránh đi nàng rất muốn nghe xem gia gai vì sao không chấp nhận cầu tình cho vương tử quân sau đó nàng muốn dùng nó lấy một cái cớ để áp chế mạc tiểu bắc vì mạc tiểu bắc gần đây thật sự kênh kiệu như một công chúa ở mạc gia vậy nhưng Mạc Hân Di cảm thấy kinh dị vì Dương Độ Lục đến hai ba mươi phút nhưng lại không nói lời nào với Mạc Lão Gia Tử, hai bên căn bản không nói lời nào liên quan đến chuyện của Vương Tử Quân, chủ đề của hai người giống như chỉ xoay quanh chuyện câu cá mà thôi. Khi Mạc Hân Di cảm thấy nôn nóng và cảm thấy rất nhàm chán thì thấy phao của Dương Độ Lục bắt đầu phập phồng, xem ra cá đã sắp mắc câu. Phút, Dương Độ Lục dùng sức giật cần câu, một con cá chép như lòng bàn tay đã dính câu, nhưng khi con cá chép sắp được kéo lên đến bờ thì không biết vì sao mà rơi xuống hồ tùm cá rơi vào trong nước tung tóe lên vài giọt nước ngay sau đó đã biến mất không thấy tăm hơi dương độ lục thu hồi cần câu lão nhìn lưới câu của mình rồi mở miệng nói xem ra cháu còn phải học cách tu thân tính tình gần đây quá nóng nảy lời này có ý gì mạc hân di cũng không ngờ dương độ lục sẽ phê bình chính mình như vậy đặc biệt là phê bình vì một sự việc không liên quan như thế mạc lão ra tử cười ha hả nói câu cá thì cần yên tĩnh độ lực cậu quá bận tâm cái tâm không tĩnh tất nhiên sẽ không câu được cá đúng vậy bác mạc nói rất đúng dương độ lục lại tiếp tục vung cần xuống nước sau đó lão tiếp tục nói nhà cháu ai cũng nóng tính tính tình của cháu cũng vội vàng sao động không ngờ quân tài còn vội vàng sao động hơn thật sự cũng không biết nên sửa trị dạy bảo tiểu tử này thế nào cho tốt thanh niên là vậy khó tránh khỏi chút sai lầm mỗi khi có kinh nghiệm thì sẽ càng thêm trưởng thành chỉ cần đừng tiếp tục phạm vào sai lầm cũ thì sẽ tốt mạc lão gia tử dùng ánh mắt đầy bình thản nhìn dương độ lục sau đó dùng giọng cực kỳ ẩn ý nói nhưng đến độ tuổi của cậu thì cũng đừng nên làm việc theo tính nết của trẻ con bác mạc phê bình rất đúng sau này cháu nhất định sẽ sửa lại dương độ lục thật sự giống như một đứa trẻ đang giật mình nhận tội lão thành khẩn nói với mạc lão gia tử hai người cũng không nói gì thêm gió mát thổi lên một chiếc lá bị gió thổi vào trong hồ liên tục rung động trên mặt nước dương độ lục ở lại thêm một lát rồi rời đi đến khi lão rời đi cũng không câu được con cá nào ông nội chú dương đến đây có ý gì mạc hân di cảm thấy hai người có chút quái dị nàng nhịn không được phải hỏi ông mình nàng thấy ông mình muốn cầu tình cho tên khốn vương tử quân kia thì ít nhất cũng phải nói tốt vài lời với dương độ lục nàng lại không ngờ dương độ lục đến thừa nhận sai lầm rốt cuộc là sự việc đi theo chiều hướng nào tất nhiên mạc hân di biết dương độ lục là ai đừng thấy dương độ lục nãy giờ biểu hiện kính cẩn với ông mà nghĩ lầm thực tế đây là người còn kiêu ngạo khí phách hơn bố nàng rất nhiều lần dù ông nội có vai vế cao hơn nhưng bộ dạng kính cẩn nghe lời như vậy cũng không phải là tính cách của dương độ lục dương độ lục đến để xin lỗi tất nhiên tôi nói gì thì cậu ấy cũng phải nghe theo Mạc lão gia tử cười ha hả nhìn thoáng qua Mạc Hân Di, sau đó thản nhiên nói. Dương độ lục đến để xin lỗi. Không thể nào, không phải nhà mình phải xin lỗi Dương ra sao. Thế nào sự việc lại thay đổi? Mạc Hân Di thật sự cảm thấy khó hiểu, hai mắt tràn đầy kinh ngạc. chương 360 lặng lẽ thông qua. Nhìn hai mắt Mạc Hân Di xoay tròn, Mạc lão gia tử thầm cảm thán, cháu gái này của mình là một người quá tâm kế, tiểu bác lại chỉ làm những việc thực chất, làm cho người ta yêu mến nhưng dù thế nào thì cũng là cháu của mình vào lúc thích hợp cũng nên chỉ bảo một chút thế là lão lên tiếng dương quân tài phát sinh vấn đề cũng không phải là những thứ mà cháu được biết lần này dương độ lục đến cũng không phải vì xin lỗi ông cậu ta đến để cúi đầu xin lỗi tử quân ừ vì con trai của mình dương độ lục cũng không thể không làm như vậy vương tử quân một người kiêu ngạo như dương độ lục lại vội vàng đến chịu tội với vương tử quân Điều này, điều này sao có thể? Mạc Hân Di thật sự cảm thấy líu lưỡi, nhưng bộ dạng của ông nội rất nghiêm trang, hơn nữa nàng biết xưa nay ông nội chưa từng nói dối bao giờ. Phương Tử Quân, hắn thật sự có thủ đoạn vậy sao? Khi Mạc Hân Di còn đang cực kỳ khiếp sợ thì Mạc lão gia tử đã cảm thán nói: 26, 27 tuổi đã là cán bộ cấp phó phòng, thật sự có hơi sớm. Lời cảm thán của Mạc lão gia tử giống như một tiếng chuông sáng sớm vang lên trong lòng Mạc Hân Di. Một lúc lâu sau nàng còn chưa hết ngây người. Dù ông nội không nói đó là ai, thế nhưng ai 26, 27 tuổi đã có cấp bậc phó phòng. Mạc Hân Di không cần nghĩ cũng biết đó chính là Vương Tử Quân, đối phương trẻ tuổi như vậy đã có cấp phó phòng, như vậy sau này. Mạc Hân Di nghĩ đến con đường sau này của Vương Tử Quân mà trong lòng cảm thấy ghen ghét, nhưng sau khi cảm giác ghen ghét qua đi thì thật sự cảm thấy hối hận. Nhớ năm xưa Vương Tử Quân đến thủ đô, hắn là đối tượng của mình chứ không phải của Mạc Tiểu Bắc, lúc đó mình vì sao lại vụng về ngu dốt như vậy, đẩy một người đàn ông có tương lai sáng lạn như vậy ra khỏi vòng tay của mình, ai ngờ một món bảo bối như vậy lại bị Mạc Tiểu Bắc nhặt mất, thật sự quá bức bối. Vụ án tôn hiểu ngộ cầm tiền bỏ chạy cuối cùng cũng được phá mà không tốn quá nhiều thời gian, người này trốn được 3 ngày, sau đó bị bắt trong một khách sạn ven đường. Nhưng sau khi bị bắt thì phát hiện trên người quản lý tôn chỉ còn lại vài trăm ngàn tiền mặt mà thôi. Vương tử quân ngồi trong phòng làm việc của mình và nhận được tin tức này cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Nếu Dương Gia đã quyết tâm, dù tôn hiểu ngộ có bản lĩnh thông thiên, có mọc cánh cũng khó thoát được. Nếu so sánh với sự kiện tôn hiểu ngộ bị bắt thì Vương tử quân quan tâm đến cuộc điện thoại của Mạc Tiểu Bắc ngày hôm qua hơn nhiều, nhà đầu kia xem ra còn đang ở Bắc Kinh. Sau khi anh anh em em kể ra nổi sầu tương tư thì nàng nói ra một câu của Mạc Lão Gia Tử. Chỉ có hai chữ, chờ đợi tuy chỉ có hai chữ nhưng vương tử quân biết rõ mình cũng sẽ không tiếp tục ở lại công tác trong huyện lô bắc dù hắn là người thắng cuối cùng trong trận chiến này nhưng đôi khi hắn vẫn phải giữ thể diện cho người khác quyết định của tỉnh ủy sẽ có chút biến đổi thế nhưng sự kiện hắn rời khỏi huyện lô bắc sẽ không có biến hóa quá lớn mình sẽ đi đến đâu lên thành phố hay lên tỉnh tâm tư của vương tử quân nhanh chóng xoay chuyển nhưng có một vấn đề hắn có thể khẳng định chính là dù đi đâu thì tương lai cũng thuộc về mình buổi lễ tốt nghiệp được cử hàng trong trường đảng, tất cả các học viên đều đến đông đủ, đại đa số mọi người đều có quan hệ không tệ, thế là cùng bàn chuyện với nhau rất rôm rả, tất nhiên sẽ là những câu quan tâm đến nhau, giữ liên lạc, v, v. Sổ ghi chép của mọi người đây, mỗi người đều có một phần. Lý Tùng Mai ôm một đống sổ thông tin học tập chạy đến phòng học, nàng lớn tiếng nói với mọi người. Lúc này vẻ mặt Lý Tùng Mai khó che giấu được niềm vui, không chỉ vì lần này học tập ở trường đảng được một đánh giá vĩ đại, càng nhiều là hướng đi của nàng đã được quyết định, nàng sẽ là một vị trưởng ban của phòng tuyên truyền tỉnh ủy. Điều này là một quyết định đề bạt với nàng, tất nhiên nàng sẽ tỏ ra vui mừng. Đối với những cán bộ từ cơ sở bò lên từng bước giống như Lý Tùng Mai thì cái thiếu chính là các mối quan hệ trên cơ quan tỉnh ủy, nàng tin chắc chỉ cần mình công tác ở khối cơ quan tỉnh ủy vài năm, chưa nói những thứ khác, dựa vào thủ đoạn kéo quan hệ của nàng, ít nhất cũng phải quen mặt vài vị lãnh đạo tỉnh ủy. Những quyền sổ được Lý Tùng Mai phát ra cho mọi người, tất nhiên nàng vừa đưa cho mọi người vừa không quên buôn chuyện rôm giả. Chị Tùng Mai, sau này nên quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Tôi sắp bị đày đến Biên Cương, xuống một huyện làm chủ quản khối tuyên truyền, sau này có thể làm tốt công tác tuyên truyền hay không cũng nhờ vào sự hỗ trợ của chị một tên học viên đeo kính hơn 30 tuổi vừa tiếp nhận sổ thông tin vừa mỉm cười lôi kéo làm quen với Lý Tùng Mai. Lý Tùng Mai tùy tiện vung tay lên nói. Anh bạn, cậu xem lại lời nói của mình kìa, mặc kệ cậu đi đâu, chắc chắn giữa chúng ta cũng có tình nghĩa bạn học. Chỉ cần chị có thể làm, nếu cậu có chuyện thì chị nhất định sẽ giúp đỡ toàn lực, chỉ là cậu khi đó làm chư hầu một phương, cũng đừng quá chú trọng vào lãnh đạo mà quên đi chị đây. Lý Tùng Mai nói rất nhiệt tình nhưng trong lòng lại có chút oán hận, người đang lôi kéo làm quen với nàng là một cán bộ của phòng vệ sinh y tế tỉnh, khi tham gia khóa huấn luyện thường tỏ ra kiêu ngạo, không quá quan tâm đến những học viên từ các thành phố chung quanh như Lý Tùng Mai. Mãi đến bây giờ có sắp xếp cho học viên tốt nghiệp thì hắn mới chạy ra ồn ào níu kéo làm quen. Vì học viên kia thấy Lý Tùng Mai nói chuyện sảng khoái như vậy thì trong lòng thật sự rất vui, hắn nở nụ cười sáng lạn với Lý Tùng Mai, sau đó mở lời mời chị tùng mai trước tiên tôi cảm ơn chị thế này đi hôm nay sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp tôi có hẹn vài người bạn cùng tụ tập ăn uống chị tùng mai chị cũng không thể không nể mặt tôi đấy chứ được được nhất định sẽ đến bạn bè tụ hội thì dù lý tùng mai có bận rộn thế nào cũng sẽ kiên trì một nguyên tắc đó là dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua tuy người tụ hội phần lớn là đàn ông thế nhưng nàng là một nữ cán bộ có khát vọng chính trị nàng biết rõ tầm quan trọng của những bữa tiệc như vậy những tình huống như vậy đám cán bộ nam thường uống nhiều ăn nhiều, nên uống thì uống nên nói thì nói, nhưng các cán bộ nữ cũng không kém bao nhiêu. Chỉ mất 5 phút thì Lý Tùng Mai đã phát được phần lớn sổ thông tin cho học viên, nàng nhìn hai quyển sổ cuối cùng trên tay, không khỏi lên tiếng. Các vị học viên, còn cai chưa nhận sổ thông tin không? Nếu không nhận, sau này tìm tôi nhận sổ phải mời khách đấy. Lý Tùng Mai lên tiếng mạnh mẽ như vậy làm cho cả lớp vang lên những tiếng cười đầy thiện ý, lại có người ồn ào. "Ôi, ngài sao không nói sớm, biết vậy tôi sẽ không nhận ngay lúc này, bây giờ không phải sẽ có cơ hội mời chỉ Tùng Mai dùng cơm sao?" Sau khi ồn ào vài câu thì phòng học chợt yên tĩnh trở lại, dù sao thì đây đều là cán bộ lãnh đạo, tuy lúc này có thể thả lỏng một chút, thế nhưng dù sao thì bọn họ cũng có tố chất rõ ràng. Còn một quyển sổ cuối cùng, là của ai thì mau lên nhận. Lý Tùng Mai nói, sau đó nàng cầm hai quyển sổ thông tin đi về phía chỗ ngồi của mình. Là của Vương Tử Quân, anh ấy không có mặt. Khi Lý Tùng Mai chuẩn bị đi xuống bục giảng thì có người trầm giọng lên tiếng. Ba chữ Vương Tử Quân rơi vào trong tai làm cho vẻ mặt Lý Tùng Mai chợt biến đổi, thế là không khỏi mở sổ thông tin trong tay ra xem. Nhìn thấy dòng chữ trưởng ban của phòng nghiên cứu chính sách khối chính quyền tỉnh, nàng không khỏi nở nụ cười. Tuy Vương Tử Quân đang ở huyện Lô Bắc Thế nhưng những chuyện xảy ra ở huyện Lô Bắc cũng không lừa được đám học viên có quan hệ rộng này. Đám người đều biết rõ ràng sự kiện Vương Tử Quân đánh mất cơ hội tiến lên cấp bậc phó phòng, đám người vừa thầm cảm thấy đáng tiếc, lại có không ít người cảm thấy may mắn. Lý Tùng Mai chính là một người trong số đó, lòng người đều là như vậy, không thích nhìn người khác mạnh hơn mình. Mọi người đều đứng trên cùng một hàng, anh dựa vào cái gì để đi nhanh hơn chúng tôi một bước? Chưa nói đến chuyện không dễ so sánh mà càng so sánh càng làm cho lòng người khó trị, chút cảm giác ganh tị thật sự là người nào cũng cố gắng che giấu nhưng khó thể nào tránh khỏi. Nếu là ban thủ lĩnh, như vậy thì chờ anh ấy đến phòng nghiên cứu chính sách để báo danh, tôi sẽ ra tay làm thịt anh ấy sau vậy. Lý Tùng Mai Tiêu sái vung tay với tên học viên đối diện, sau đó nở nụ cười với tất cả học viên trong phòng. Lời này của Lý Tùng Mai vô cùng tùy ý, nhưng trong lời nói của nàng lại mang theo vài phần cảm giác yêu việt dù sao thì nàng được điều đến nhận công tác ở phòng tuyên truyền tỉnh ủy cũng mạnh hơn so với Vương Tử Quân đến phòng nghiên cứu chính sách rất nhiều lần. Chị Tùng Mai, chỉ sợ chị đến phòng nghiên cứu chính sách sẽ không gặp được ban thủ lĩnh. Một âm thanh trêu chọc chợt vang lên trong đám người, Trương Thư Chí nở nụ cười, hắn hì hì ngửa mặt nói với Lý Tùng Mai. Bầu không khí ồn ào chợt bình tĩnh trở lại, đối với đám học viên nơi đây thì phương diện nhân sự sẽ được chú ý nhất, dù là đối với mình hay đối với người khác cũng là như vậy ban thủ lĩnh không đến phòng nghiên cứu chính sách sao, vậy anh ấy đi đâu? Trong đầu Lý Tùng Mai chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, nàng dùng giọng cấp bách nói. Đến công tác ở đoàn thanh niên tỉnh, Trương Thư Chí khẽ vung tay lên dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Đoàn thanh niên tỉnh, Lý Tùng Mai nghe được bốn chữ này mà không khỏi sinh ra cảm giác muốn ôm bụng cười lớn. Thầm nghĩ vương tử quân quả nhiên đắc tội quá nặng với người ta, bây giờ thậm chí còn không được tiến vào trong đơn vị thuộc khối chính quyền tỉnh tuy tỉnh ủy cũng không thiếu một vị trí chính huyện cho vương tử quân, thế nhưng chỉ sợ sau này hắn chỉ có thể báo cáo với đoàn thanh niên tỉnh mà thôi. Các vị học viên trong lớp cũng có phản ứng không khác gì Lý Tùng Mai, nhiều người vô ý thở dài một hơi, chỉ là bọn họ còn chưa kịp trầm tĩnh thì đã nghe Trương Thư Chí nói tiếp. Là phó bí thư đoàn thanh niên tỉnh, sau này mọi người phải nhớ kỹ, chúng ta gặp mặt thì nhất định phải bắt ban thủ lĩnh mời khách, cần phải làm thịt mạnh tay mới được. Lý Tùng Mai vừa mới khép miệng đã phải mở ra, trong lòng nàng tất nhiên biết rõ phó bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh có độ nặng thế nào, chưa nói đến những thứ khác, cấp bậc của phó bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh cũng là phó phòng. Vương Tử Quân lại là cán bộ cấp phó phòng. Lý Tùng Mai nghĩ đến tin tức làm cho mình giật mình này, vẻ mặt nàng chợt biến đổi, ghen ghét, không tin, giật mình. Nhưng lời nói của Trương thư chí đã nói rõ với Lý Tùng Mai đây là sự thật. Khi mà tất cả mọi người đều cảm thấy ban thủ lĩnh của mình mất đi cơ hội lớn, cảm thấy tất cả kết thúc trong khốn khổ, lại đúng lúc mọi người nhận được một tin tức kinh người. Phó bí thư Đoàn thanh niên tỉnh tuy không phải là vị trí hiểm yếu, thế nhưng vị trí này rất dễ dàng đi lên, chỉ cần cố gắng công tác vài năm làm dày lý lịch, hoàn toàn có khả năng vung tay nắm lấy một vị trí chủ tịch của một thành phố kinh tế phát triển bình thường. Nếu so sánh với Lý Tùng Mai thì đám học viên còn lại đều giật mình không thôi. Trương thư chí nhìn bộ dạng giật mình ngây ngốc của đám người chung quanh mà không khỏi sinh ra cảm giác muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Dù sao khi hắn nghe được tin tức này thì cũng cảm thấy rất khó tin, nhưng người lên tiếng nói rõ tin tức này lại làm hắn không thể không tin. Vương Tử Quân, người này thật sự rất giỏi. Trương thư chí không biết đối phương làm thế nào mà kết quả biến đổi chóng vánh như vậy, đây chính là một mối nghi vấn khó thể nào giải thích trong lòng hắn, mà lúc này tâm tư muốn dựa về phía Vương Tử Quân càng ngày càng rõ ràng. Các vị học viên, mọi người bây giờ tập trung về phòng học, lát nữa sẽ cử hành lễ tốt nghiệp, các vị lãnh đạo trường đảng cũng sẽ tham gia, mọi người không thể tỏ ra thờ ơ được. Trương Lộ giai mặc một bộ đồ trắng, nàng tươi cười đi vào phòng học như một nàng tiên xinh đẹp, sau đó nàng mỉm cười nói với mọi người. Giảng viên Trương, những lời Trương thư chí vừa nói có phải là thật không? Vương Tử Quân thật sự đến công tác ở đoàn thanh niên tỉnh sao? Thạch Nham Phong đứng ở bên cạnh Trương Lộ giai, hắn vội vàng nói. Trương lộ dài cười tùm tìm nhìn Thạch Nham Phong, lúc này nàng đang có tâm tình rất thoải mái nhưng cũng không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét. Phòng tổ chức tỉnh ủy đã cho ra văn kiện bổ nhiệm, như vậy thì đúng hay sai? Phòng học trở nên lặng ngắt như tờ, giống như có thể nghe được tiếng kim rơi, nhưng thật sự không ai dám mở miệng, cả đám nhanh chóng nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng, đi về phía phòng họp. Buổi lễ tốt nghiệp vốn làm cho đám học viên bọn họ cảm thấy vui sướng nhưng bây giờ chỉ vì một người không đến mà sinh ra tâm sự nặng nề. Ban tổng hợp số 3 của thành phố An Dịch, lúc này Triệu Bí Ý đang múa bút như bay. Trước khi tan tầm hắn phải làm xong bài phát biểu cho phó bí thư Trình Vạn Thọ, nếu như trước 10 giờ mà chưa có bản thảo, chỉ sợ lần này trưởng phòng Hà sẽ lớn tiếng phê bình hắn. Nếu nói đến chuyện viết bản thảo thì Triệu Bí Ý là trưởng ban cũng không cần thiết phải tự tay xử lý trong ban số 3 có cả chục cán bút, căn bản không cần một trường đảng như hắn phải bận rộn. Nhưng từ sau khi sự kiện kia xảy ra, địa vị của hắn trở nên rất khó chịu. Chưa nói đến chuyện trưởng phòng Hà Hồng vẫn thường xuyên chèn ép, dù là những vị trưởng khoa trong ban cũng bắt đầu không xem lời nói của hắn ra gì. Còn có nhiều người lợi dụng lúc Hà Hồng vẫn có mặt để dùng ngôn ngữ phân phối hắn, điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Lúc này công việc của hắn trong ban ngày càng nhiều, chưa nói những thứ gì khác, trước kia những bản thảo như thế này thì hắn không cần phải tự mình xử lý bây giờ hà hồng vận lại lên tiếng nói rằng hắn là cán bộ lão thành những bản thảo quan trọng thì tuyệt đối không thể sai lầm bắt hắn tự xử lý hà hồng vận rõ ràng đang cố ý làm phiền triệu bí ý ép triệu bí ý công tác khổ cực tuy hà hồng vận nói rất hay nhưng ý nghĩ làm khổ triệu bí ý lại quá rõ ràng nhưng lúc này còn nói thế nào hà hồng vận người ta nói quá đường hoàng triệu bí ý có lý do gì để từ chối hơn nữa trong cơ quan thì hạ cấp phải phục tùng thượng cấp, cá nhân phải phục tùng tập thể, đạo lý này đã quá rõ ràng rồi. trưởng phòng hà, chưa nói đến những lúc khác, tối nay anh nhất định phải xuất huyết, ai bảo anh xảy bước đi ném anh em chúng tôi ở lại chỗ này một mình. Âm thanh tràn đầy nịnh nọt của trưởng ban số 2 vang lên bên tai triệu bí ý khi Hà Hồng vẫn đi đến. Giống như tiếng kèn trong lúc chiến đấu, vị trưởng ban số 2 vừa mở miệng thì những người khác cũng nhanh chóng lên tiếng nịnh hót, tất nhiên cũng không ai muốn mình chậm chân hơn người khác. Hà Hồng Vận cười tùm tìm nghe đám thuộc hạ lên tiếng nịnh hót, đợi đến khi vị trưởng ban số một nói xong thì hắn khẽ vung tay lên cản lại. Ôi, các vị, thị ủy còn chưa có quyết định rõ ràng, mọi người cứ nói những lời như vậy, nếu lãnh đạo nghe được thì chỉ sợ tôi sẽ bị phê bình. Trưởng phòng Hà, anh thứ gì cũng tốt, chỉ là anh em thật sự không thích nhìn căn bệnh này của ngài. Đây đều là sự việc đã được quyết định, ngài còn cố gắng che giấu, cũng đừng nên quá mức an phận. Tôi nói cho ngài biết, an phận chính là phương pháp khoe khoang tốt nhất, tối nay ngài nhất định phải mời khách mới được. Một khoa viên vừa đến chưa lâu chợt nở nụ cười rồi hì hì nói với Hà Hồng Vận. Người công tác lâu năm trong cơ quan đều biết khi nào lãnh đạo vui vẻ, tất nhiên những lúc như vậy có thể nói đùa vài câu, lãnh đạo sẽ không tức giận, hơn nữa còn kéo gần khoảng cách giữa hai bên vị cán bộ khoa viên kia mới công tác được một năm nhưng lại am hiểu khá sâu sắc đạo lý này. Lại là một tình huống ồn ào, Hà Hồng Vận tất nhiên sẽ không chịu nổi, hắn nở nụ cười sảng khoái rồi dứt khoát nói. Được rồi, được rồi, cũng không nên làm loạn, bây giờ đang mở hội nghị thường ủy, theo tôi thấy thì chờ kết thúc hội nghị thường ủy rồi nói sau. Trường phòng Hà, hội nghị thường ủy rồi sẽ thông qua mà thôi, bây giờ tất cả đều đã nằm trong tầm tay của ngài, nếu bây giờ ngài khước từ thì chúng tôi cũng nghi ngờ ngài không muốn cho mọi người đến trợ hứng, đây cũng không phải là tính cách của ngài. Không bằng cứ thế này, tôi đi đặt phòng trước, đến lúc đó ngài cứ trực tiếp dẫn mọi người đi là được. Trưởng ban số 2 vừa nói vừa nhấc điện thoại gọi đi. Cậu đấy, đúng là quá nóng vội, tôi đã nói với cậu rồi, gấp gáp không ăn được đậu hũ nóng, sau này cậu cần phải thay đổi mới được. Hà Hồng vận chỉ vào vị trưởng ban số 2 rồi cười lớn nói: Triệu Bí Ý căn bản không quan tâm đến tình cảnh ồn ào kia, hắn cũng biết mình khó thể trộn lẫn vào đó. Nhưng không nói lời nào thì cũng không có nghĩa là Hà Hồng Vận không để ý đến hắn. Khi hắn đang múa bút làm bản thảo thì Hà Hồng Vận thong thả đi đến trước bàn làm việc của hắn. Bí Ý, bận rộn lắm sao? Hà Hồng Vận cười tủm tỉm nhìn Triệu Bí Ý rồi khẽ hỏi. Trường phòng Hà, tôi đang viết cho xong một bản thảo, lát nữa còn cần ngài đưa qua. Dù triệu bí ý thật sự không có cảm tình gì với Hà Hồng Vận nhưng cũng không muốn đắc tội với lãnh đạo, thế cho nên hắn tranh thủ đứng lên khỏi ghế, tranh thủ nở nụ cười báo cáo. Hà Hồng Vận khẽ cầm bản thảo trên bàn làm việc của triệu bí ý lên xem, sau đó vỗ vỗ tay nói. Rất tốt, rất tốt, bí ý càng ngày viết càng hay. Các anh cũng nên như vậy, không nên lơ là công tác, cần phải học tập trưởng phòng triệu, cần viết nhiều, luyện tập nhiều, nhìn nhiều, chỉ có như vậy mới là một nhân viên thư ký hợp cách. Hà Hồng Vận nói những lời khích lệ Triệu bí ý, thế nhưng đám cán bộ công tác ở cơ quan đều hầu như đã thành tinh, nào không hiểu rõ tình huống trưởng phòng Hà mượn việc để trêu chọc Triệu bí ý. Vì vậy không ít người lên tiếng phụ hỏa. Trưởng phòng Hà phê bình rất đúng, trưởng phòng Triệu là tấm gương cho chúng tôi học tập, là một tấm gương sáng, sau này chúng tôi sẽ nhất định lấy trưởng phòng Triệu làm chuẩn. Hà Hồng Vận cười hì hì khi mọi người đã bày tỏ thái độ thì hắn mới đặt bản thảo xuống bàn triệu bí ý rồi nói tiếp. Nói trắng ra thì bí ý là người hợp tác tốt nhất với tôi, nhờ có sự trợ giúp nhiệt tình và hết lực của anh ấy mà giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn cho tôi. Đáng tiếc là sau này bí ý và tôi sẽ không thể tiếp tục cộng tác được nữa. Hà Hồng Vận nói rồi hít vào hai hơi thuốc, bộ dạng giống như cảm thấy rất đáng tiếc vì không thể tiếp tục làm đồng sự với triệu bí ý nhưng hắn càng làm như vậy thì mọi người lại càng hiểu ý, đó chính là trưởng phòng hà thăng trước thì sẽ tạo ra một lỗ hồng, nhưng triệu bí ý cũng không có hy vọng lấp đầy lỗ hồng đó. Triệu bí ý tất nhiên sẽ nghe rõ và hiểu ý nghĩa lời nói của Hà Hồng Vận, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể áp chế chính mình mà thôi. Dù sao thì Hà Hồng Vận cũng chỉ nói gần nói xa, dù nói công khai thì cũng tỏ thái độ rất thân cận với mình, nếu mình vì vậy mà tỏ ra căm tức, ngược lại sẽ bày thái độ không phóng khoáng. Triệu Bí Ý thầm căm tức, cũng không có chỗ phát tiết, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Hà Hồng Vận vừa thoải mái vừa có vài phần đáng tiếc, cảm giác đáng tiếc này cũng không phải là Triệu Bí Ý không mở miệng, mà sợ rằng sau này hắn sẽ không còn khả năng ức hiếp Triệu Bí Ý. Trong đầu Hà Hồng Vận lóe lên rất nhiều ý nghĩ, chợt nghe thấy vị trưởng ban giám sát số 3 dùng giọng tràn đầy nụ cười nói: "Ơ, trưởng khoa Trương, hôm nay sao lại có thời gian rảnh đến chỗ này thị sát dân tình vậy?" Hà Hồng Vận nghe rõ lời nói của vị trưởng khoa giám sát số 3, hắn nghiêng đầu nhìn thì thấy đệ nhất thư ký tỉnh ủy là Trương Đức Long đi đến. Đối mặt với đệ nhất thư ký Trương Đức Long thì Hà Hồng Vận thật sự không dám có biểu hiện quá lớn, tuy địa vị của Trương Đức Long kém hắn khá nhiều, nhưng Trương Đức Long là thư ký của bí thư trịnh Đông Phương, lực ảnh hưởng mạnh hơn một trưởng phòng như hắn rất nhiều. Hà Hồng Vận nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn, hắn vội vàng rỗi hai tay ra nói. Ôi, trưởng khoa Trương! thật sự là khó có được cơ hội thế này, ngày hôm nay sao lại có thời gian đến liên lạc với quần chúng thế này. Hôm nay anh nhất định phải cho chúng tôi một cơ hội, để chúng tôi có thể bày tỏ mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo. Mong trưởng khoa trương nể mặt chúng tôi, cùng mọi người đi vui vẻ một chút, thế nào? Trương Đức Long cười nhạt, hắn bắt chặt tay Hà Hồng Vận rồi dùng giọng khách khí nói. Trưởng phòng Hà quá khách khí rồi, nhưng anh cũng biết thời gian không thuộc về tôi, nếu như lãnh đạo không có việc thì tôi nhất định sẽ đến. Trương Đức Long vừa nói vừa đi đến trước mặt Triệu Bí Ý rồi cười hì hì vươn tay ra nhiệt tình nói. Chào trưởng phòng Triệu. Trương Đức Long chủ động chào hỏi Triệu Bí Ý, hơn nữa còn bày ra bộ dạng mừng rỡ. Điều này làm cho đám cán bộ trong văn phòng chợt ngây cả người, đây có phải là một tín hiệu gì đó không? Trương Đức Long là thư ký bí thư thị ủy, hành động của hắn luôn được người ta chú ý, vì có rất nhiều người có thể nhìn vào động tác và hành vi của hắn để dự đoán phương hướng của bí thư trịnh. Bây giờ Trương Đức Long vô duyên vô cớ đến lấy lòng triệu bí ý, cũng không phải là triệu bí ý sẽ tiếp nhận vị trí trưởng phòng của Hà Hồng Vận đấy chứ. Vẻ mặt Hà Hồng Vận cũng chợt biến đổi, tuy những ngày trước đã tìm được tin tức chính xác rằng triệu bí ý sẽ không có khả năng tiếp quản vị trí của mình, thế nhưng hành động kỳ quái của Trương Đức Long vào lúc này cũng không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác sao động. Chào trưởng Khoa Trương Triệu bí ý cũng không hiểu ra vấn đề, nhưng hắn cũng nhanh chóng vươn hai tay bắt chặt tay của Trương Đức Long, khốn nổi lại không biết nói gì cho phải. Trường phòng Triệu, à không, anh Triệu, chúc mừng, chúc mừng anh, khi nào anh bày tiệc rượu thì cũng đừng quên tôi đấy nhé. Trương Đức Long bắt tay Triệu bí ý mà không có ý buông ra, càng bắt chặt thêm ba phần. Bày rượu, chính mình sẽ bày rượu gì? Triệu bí ý thật sự cảm thấy mơ hồ, nhưng lúc này đứng trước mặt Trương Đức Long thì hắn cũng không thể nói không mời khách, vì vậy chỉ có thể hàm hồ đồng ý, cười cười gật đầu xưng vâng. Trương Đức Long cũng không ở lại lâu, hắn nói vài câu với Triệu Bí Ý rồi cất bước bỏ đi. Khi Trương Đức Long rời đi thì bầu không khí trong văn phòng trở nên cực kỳ quỷ dị, rất nhiều ánh mắt xẹt qua Hà Hồng Vận và Triệu Bí Ý, bộ dạng suy xét vấn đề. Hà Hồng Vận là một cán bộ công tác lâu năm trong cơ quan, tất nhiên hắn biết rõ Trương Đức Long đến vì vấn đề gì. Tuy trong lòng cảm thấy tức giận và bất bình vì triệu bí ý nắm lấy vị trí để chống của mình, thế nhưng nghĩ đến tình huống mình sẽ là bí thư huyện ủy Lô Bắc, hắn vẫn nở nụ cười rộng lược, ngay sau đó đã trở lại như bình thường. Sau khi mình được đề bạt thì cần gì quan tâm đến vị trí trưởng phòng này nữa? Thôi thì cho triệu bí ý nhặt lấy, không có vấn đề gì. Trong phòng họp thị ủy an dịch, dù lúc này là ban ngày nhưng đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 vị thường ủy nắm quyền lực tuyệt đối ở thành phố An Dịch đang ngồi quanh một bàn hội nghị hình bầu dục. Trịnh Đông Phương cũng lặng lặng ngồi trên một chiếc ghế trong số đó, ánh mắt uy nghiêm nhìn khắp bốn phía. Lúc này chủ tịch Lý Dật Phong ngồi bên phải cũng không có biểu hiện bình tĩnh như bí thư Trịnh Đông Phương, trong lòng bùng sóng như xuất hiện bão tố, đến bây giờ còn chưa có ý kiến rõ ràng, không biết mình nên tỏ thái độ thế nào trong hội nghị thường ủy lần này. Giúp đỡ Trịnh Đông Phương hay giúp Trình Vạn Thọ? Đây chính là một câu hỏi khó của Lý Giật Phong vài ngày qua, là vấn đề ép hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu như giúp đỡ Trịnh Đông Phương thì rõ ràng là bí thư và chủ tịch đứng cùng lập trường, là biểu hiện của sự đoàn kết ban ngành. Nếu giúp đỡ Trịnh Vạn Thọ thì như vậy mình và Trịnh Đông Phương có địa vị ngang nhau ở thành phố An Dịch. Có sự giúp đỡ to lớn của nhóm Trịnh Vạn Thọ thì mình có thể vung tay áp chế với Trịnh Đông Phương ở trên nhiều phương diện. Có thể đánh ngang tay với bí thư thị ủy chính là tiếng lòng của không ít chủ tịch thành phố, nhưng lúc này lý giật phong lại cảm thấy không yên hắn là trợ thủ nhiều năm cho trịnh đông phương hắn biết rõ năng lực của bí thư trịnh dù mình có chút độ nặng nhưng nếu muốn đánh ngang tay với trịnh đông phương hắn cảm thấy thời cơ chưa đến thậm chí là chưa đủ lực hàng loạt đề tài thảo luận được thông qua lúc này bầu không khí của hội nghị thường ủy không có chút vấn đề nhưng rất nhiều thường ủy biết sắp có nhiều chuyện phát sinh cũng biết đây chỉ là vẻ bình tĩnh mặt ngoài mà thôi bây giờ bắt đầu đề tài thứ bảy cũng chính là vấn đề điều chỉnh ban ngành huyện ủy Lô Bắc. Đồng chí Dương Quân Tài bây giờ đã không còn phù hợp làm bí thư huyện ủy Lô Bắc, đồng chí Vương Tử Quân cũng đã được điều đến cương vị công tác mới, vì thế mà tình hình bây giờ của huyện Lô Bắc khá là cấp bách. Trường phòng cát, phòng tổ chức các anh có ý kiến sơ bộ gì rồi? Trịnh Đông Phương là người chủ trì hội nghị, lão đặt cây bút xuống rồi dùng giọng không nhanh không chậm nói. Những gì nên đến cuối cùng đã đến tâm tư của Lý Giật Phong chợt xoay chuyển dữ dội, lúc này hắn không khỏi run lên một cái. Hắn đưa mắt nhìn bộ dạng bình tĩnh ổn định và nắm hết tất cả của trịnh Đông Phương, trong lòng thầm hạ quyết tâm, đây là một cơ hội tuyệt hảo, nếu như bây giờ mình đứng ra khiêu chiến quyền uy của trịnh Đông Phương trong lúc bổ nhiệm bí thư huyện ủy Lô Bắc, như vậy sẽ càng biểu hiện quyền lợi của mình ở thành phố An Dịch, nhất định sẽ sinh ra hiệu quả cực tốt. Hắn muốn để cho mọi người thấy mình là một vị chủ tịch thành phố, cũng không phải tượng gỗ để người ta xoa nắn, vào lúc thích hợp lại đẩy ra sân khấu làm trò. Lý Giật Phong cho ra quyết định, thế là hắn đặt câu bút trong tay xuống. Khoảnh khắc này hắn chợt cảm mộ được một vấn đề, đó chính là trước nay mình đều không bỏ qua ý nghĩ khiêu chiến quyền uy của Trịnh Đông Phương, nhưng ý nghĩ này bị mình áp chế quá sâu, sâu đến mức tận bây giờ còn chưa từng biểu hiện ra ngoài. Lý Giật Phong nghĩ đến tình huống mình sắp tiến hành khiêu chiến quyền uy của Trịnh Đông Phương mà trong lòng sinh ra cảm giác phấn khởi lúc này hắn đang nghĩ mình nên mở miệng như thế nào cho tốt, phải làm sao để ép cho trịnh Đông Phương không thể nói nên lời. Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu thì Lý Giật Phong dùng ánh mắt chăm chú nhìn các trường lễ, chờ vị trưởng phòng tổ chức kia lên tiếng. Dưới ánh mắt chăm chú của Chủ tịch Lý, các trường lễ mở sổ của mình ra, sau đó khẽ nói. Thưa Bí Thư Trịnh, Chủ tịch Lý, trải qua khảo sát, phòng tổ chức đã có ý kiến sơ bộ với phương diện phân phối ban ngành huyện Lô Bắc, bây giờ xin báo cáo cho hội nghị thường ủy. Sòng điệu của các trường lễ rất trầm ổn, nhưng những người quen thuộc các trường lễ lại cảm thấy hôm nay trưởng phòng cát cũng không quá ổn định như biểu hiện, lại chẳng biểu hiện chút manh mối nào. Hai năm qua huyện Lô Bắc đã đạt được những bước phát triển nhảy vọt về kinh tế và xã hội, trước mắt vị trí chủ tịch huyện cũng chuyển rời, bây giờ cần một vị cán bộ có thể đứng đầu trận tuyến đi nhận chức, như vậy mới có thể bảo chứng trạng thái phát triển tiếp theo của huyện Lô Bắc. Các vị cán bộ sau đây rất phù hợp với các tiêu chí của thị ủy, chính là phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy Vương Kim Lược. Đây là vị cán bộ có tư chất lý lịch và năng lực, hoàn toàn phù hợp với chức vụ bí thư huyện ủy Lô Bắc. Lý Giật Phong nghe thấy các trường lễ nói như vậy thì nhíu mày, Vương Kim Lượng trong lời nói của các trường lễ cũng không phải là đối tượng được suy xét, vì sao bây giờ lại xuất hiện một người thế này. Lý Giật Phong chợt sinh ra ý nghĩ không tốt, ngón tay không tiếp tục gõ xuống mặt bàn, hắn khẽ an ủi chính mình, đây mới là vị trí bí thư huyện ủy, còn có vị trí chủ tịch huyện và một loạt thay đổi khác nữa. Còn nhân tuyển cho vị trí chủ tịch huyện, tôi cảm thấy bây giờ huyện Lô Bắc không nên thay đổi quá lớn, cần một đồng chí quen thuộc tình huống ở huyện Lô Bắc để phối hợp với đồng chí Vương Kim Lược, đó chính là phó chủ tịch thường vụ tiếu tử đông. Sao lại là như vậy? Sao lại biến thành tiếu tử đông? Nếu như nói nhân tuyển cho vị trí bí thư huyện ủy làm cho Lý Giật Phong cảm thấy bất ngờ, bây giờ một tiếu tử đông lại làm cho hắn thêm kinh ngạc khó hiểu sao lại như vậy các trường lễ sao lại nói lệch như thế nhưng khi danh sách cán bộ phân phối cho ban ngành huyện lô bắc được các trường lễ nói ra vẻ mặt lý giật phong càng thêm khó coi biến hóa này thật sự quá lớn chẳng lẽ trình vạn thọ và các trường lễ với trịnh đông phương đã đạt thành hiệp nghị gì đó rồi sao khi lý giật phong cảm thấy nôn nóng khó chịu thì nghe các trường lễ nói tiếp Đối với nhân tuyển cho vị trí trưởng phòng tổ chức huyện Lô Bắc, phòng tổ chức đã có lựa chọn, đó là đồng chí Triệu Bí Ý của văn phòng khối chính quyền thành phố. Đây là một đồng chí có kinh nghiệm, an tâm công tác, có năng lực. Các trường lễ giới thiệu xong, chưa đợi Trịnh Đông Phương lên tiếng thì Trình Vạn Thọ đã nói tiếp. Tôi đại bộ phận tán thành ý kiến của phòng tổ chức, tôi cho rằng đồng chí Vương Kim Lượng và Tiếu Tử Đông hoàn toàn có năng lực gánh vác trách nhiệm lớn lao ở huyện Lô Bắc. Đây là hai đồng chí cán bộ trẻ tuổi, đang ở vào giai đoạn phát triển hoàng kim. Vương Kim Lượng là ai? Là người của Trịnh Đông Phương, còn Tiếu Tử Đông tuy chưa có danh tiếng gì nhưng lại là một phó chủ tịch thường vụ dưới thời của Vương Tử Quân, rõ ràng là người có quan hệ không tầm thường với Vương Tử Quân. Tất cả mọi người cảm thấy hai người kia được đề cử trong hội nghị thường ủy lần này là quá bình thường, nhưng cũng không phải là Trịnh Đông Phương phất cờ hò reo cho hai người này. Người lên tiếng hô hào thông qua lại chính là người trước nay thường đối phó với Trịnh Đông Phương, là phó bí thư Trình Vạn Thọ. Sao lại là Trình Vạn Thọ? Trình Vạn Thọ không phải có dự định chiến đấu không chịu thua với Trịnh Đông Phương ở hội nghị thường ủy này sao? Vì Trình Vạn Thọ lên tiếng hô hào thừa nhận, thế là một hội nghị thường ủy mà người ta nghĩ rằng đầy mùi thuốc súng vì có liên quan đến vấn đề nhân sự đã được thông qua cực kỳ bình thản, nó giống như một mặt nước giếng sâu, rất tĩnh lặng. Lý Giật Phong tất nhiên cũng phát biểu ý kiến với sự kiện này, nhưng ý kiến của hắn tất nhiên không phải là phản đối, chính là giơ hai tay tán thành. Chủ tịch Lý tán thành ý kiến của phòng tổ chức thị ủy, như vậy các bổ nhiệm liên quan đến huyện Lô Bắc được thuận lợi thông qua khi mà bí thư Trịnh Đông Phương còn chưa kịp mở miệng. Lý Giật Phong đi ra khỏi phòng họp hội nghị thường ủy mà cảm thấy thật sự một ngạt, hội nghị thường ủy lần này vốn là tiêu điểm để hắn khiêu chiến quyền uy của Trịnh Đông Phương, nhưng vào đúng thời điểm quan trọng thì trợ lực của hắn lại quay mặt đi nơi khác từ bỏ lời hứa với mình một cách không chút khách khí nhanh chóng đứng sang hàng ngũ của bí thư trịnh đông phương chủ tịch lý ôi khi lý giật phong chuẩn bị đi về phòng làm việc của mình thì các trường lễ chạy lên vài bước đuổi theo sát bên cạnh hắn thở dài lên tiếng bắt chuyện bộ dạng muốn nói lại thôi lý giật phong nhìn vào biểu hiện của các trường lễ mà cảm ứng được cảm giác bất đắc dĩ đồng thời cũng nhờ vào tiếng thở dài của trưởng phòng cắt mà hiểu rõ nhiều thứ. Hắn nghĩ đến những thay đổi nhân sự của huyện Lô Bắc, trong đầu không khỏi lóe lên hình bóng một vị cán bộ trẻ tuổi, dù người này không được nhắc đến ở hội nghị thường ủy, thế nhưng không phải có hình bóng của tên này trong quá trình điều chỉnh nhân sự sao. Lý Giật Phong nghĩ đến tên cán bộ thanh niên kia mà không khỏi nghĩ đến Dương Quân Tài theo bản năng, nhớ đến những sự việc liên quan đến hai người này. Khi đi vào trong phòng làm việc thì Lý Giật Phong không khỏi thở dài một hơi, hắn đã nghĩ thông suốt dù có chút khó tiếp nhận nhưng việc đã đến nước này thì mình cũng xem như lĩnh giáo bản lĩnh của đối phương lần này người giúp cho trịnh đông phương chiến thắng mà không cần mở miệng thật ra chính là tên cán bộ thanh niên cực kỳ ung dung bình tĩnh kia rõ ràng đối phương không phải là đèn cạn dầu cũng may tên cán bộ yêu nhiệt kia sắp đi chủ tịch lý ngồi xuống chiếc ghế của mình sau đó khẽ nói một câu cảm khái chủ tịch lý ngài nói cái gì viên thư ký từ bên ngoài đi vào đúng lúc nghe được câu nói kia, thế là chợt cảm thấy khó thể tin. Lý Giật Phong cũng không ngờ thư ký của mình lại đi vào đúng lúc như vậy, hắn nhìn gương mặt kinh ngạc của đối phương, hắn trầm ngâm một lát rồi cười ha hả nói. Hai ngày qua tôi đang xem Tây Du Ký. Nếu so sánh với Lý Giật Phong thì các trường lễ rời khỏi phòng họp và quay về phòng làm việc của mình thì ném sổ xuống bàn, âm thanh sinh ra không nhỏ, điều này làm cho viên thư ký đang định tiến vào châm trả phải sợ hãi thụt đầu ra ngoài. Anh cát anh làm gì vậy? Trình Vạn Thọ từ bên ngoài đi vào, hắn trầm giọng nói với Cát Trường Lễ. Cát Trường Lễ nhìn Trình Vạn Thọ, hắn rút ra một điếu thuốc, sau đó châm lửa hít vào một hơi thật sâu. Con bà nó, tôi trở thành trưởng phòng tổ chức đã nhiều năm, còn chưa từng bao giờ một ngạt như hôm nay. Cát Trường Lễ là một cán bộ bò lên từ cấp cơ sở dưới tình huống bình thường thì rất có phong độ của một vị trưởng phòng tổ chức thị ủy nói chuyện hòa nhã êm ái đặc biệt là sau khi nhận được bằng đại học chính quy hắn cố ý làm cho tác phong của mình giống như trí thức luôn xem những tác phẩm văn học kinh điển tuy những tác phẩm kia cũng không dễ đọc nhưng đối với trưởng phòng cắt thì nó cũng có nhiều tác dụng ở phương diện tu tâm dưỡng tính nhưng lúc này trưởng phòng cắt nổi giận điên người lại không còn muốn tiếp tục ngụy trang hắn phải phát tiết uất ức của mình ra bên ngoài nếu không hắn cũng chẳng biết hai lá phổi của mình có vì tức giận mà nổ tung hay không trình vạn thọ ngồi xuống bên cạnh các trường lễ hắn miễn cưỡng nở nụ cười cứng nhắc sau đó mở miệng khuyên nhủ anh cát chuyện này anh cũng đã hiểu quá rõ anh cảm thấy chúng ta mất mặt phải không chúng ta thật sự mất mặt nhưng anh không biết nếu so sánh với hai chúng ta thì còn có người tức tối hơn nhiều anh nghĩ lại mà xem vương tử quân vốn sẽ phải bị đưa đến ghẻ lạnh ở phòng nghiên cứu chính sách thuộc khối chính quyền tỉnh bây giờ lại được đề bạt làm phó bí thư đoàn thanh niên tỉnh, là ai đề nghị như vậy? Tôi nói cho anh biết, người cho ra hai lời đề nghị trái ngược như vậy chính là Chủ tịch Tề, anh biết ý nghĩa của nó là thế nào không? Đó là Chủ tịch Tề và Chủ tịch Hào đang tự tát vào mặt mình trước mặt đám lãnh đạo tỉnh, chủ động ném thể diện của mình xuống đất, cho người ta trả đạp. Âm thanh của Trình Vạn Thọ không tự giác được phải biến thành cao vút, hắn nhìn các trường lễ đang dần bình tĩnh trở lại mà nói tiếp chỉ sợ anh còn chưa biết, chuyện lần này không những có liên quan đến hai vị chủ tịch tỉnh, còn liên quan đến lão lãnh đạo. Vài ngày trước khi biết Dương Quân Tài gặp chuyện không may thì anh biết lão lãnh đạo đi đến đâu không? Anh ấy lặng lẽ đi đến Mạc Gia. Lão lãnh đạo đi đến Mạc Gia. Các trường lễ lúc này cũng bất chấp tức giận, hắn chừng mắt nhìn Trình Vạn Thọ rồi dùng giọng khó tin nói. Còn không phải sao, anh ấy đến câu cá với Mạc Lão Gia Tử. Trình Vạn Thọ nói, Ngón tay chợt dùng sứ gõ lên mặt bàn. Lão lãnh đạo là người cực kỳ giữ thể diện, là người có tính cách không cúi đầu, điều này anh còn chưa rõ sao. Nhưng lần này anh ấy phải ném thể diện của mình đi, chạy đến cầu hòa với Mạc lão gia tử, hành động này đã truyền khắp nơi. Anh nói xem, nếu so sánh với lão lãnh đạo thì chút uất ức của chúng ta tính là gì? Không phải chỉ là con kiến và con voi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.